đô thị mạnh nhất hoàn khố, diệp thần phong. chương 381, có mở ám. Xác định đầu phiếu. Tỷ, người thật không cùng ta cùng nơi hồi một chuyến ngô châu sao. Quên đi, ninh ra người đã từng đem người bức bách thành bộ dáng kia, cái kia ra đối với ta ngươi mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lần này nếu không phải là bởi vì Diệp Lão gia tử, ta cũng mới lười hồi ngô châu Ninh gia ni. Ninh Mẫn Yến ly khai Diệp ra sau, liên về tới ninh vũ đỉnh biệt thự chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ đạc ngày mai sẽ khởi hành đi hướng tới ngô châu thật không biết lần này ta và đông kiện cùng nơi hồi ninh gia ninh gia người đối với ta hội là thế nào dạng một loại thái độ bất quá hôm nay đông kiện cháu trai diệp thần phong hội bồi chúng ta cùng nơi hồi ninh gia diệp lão gia tử tựa hồ đối với diệp thần phong rất coi trọng hắn nói chỉ cần có diệp thần phong bồi chúng ta cùng nơi hồi ngô châu tự tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thua thiệt Ninh Mẫn Yến ở trong phòng dọn dẹp thay quần áo và đồ dùng hàng ngày, Ninh Vũ Đình còn lại là ngồi ở một bên lẳng lặng nghe Ninh Mẫn Yến kể ra. Đương Ninh Vũ Đình nghe được, Diệp Thần Phong, ba chữ này thời gian, trong đầu không khỏi hiện lên, tại biệt thự trong phòng khách Diệp Thần Phong đột nhiên ôm nàng, điên cuồng hôn môi tràng cảnh, hai bên đôi má nhuộm thượng một tầng đỏ ửng, trong lòng có loại không giải thích được ngọt ngào đang từ từ sinh sôi, nàng biết như có không có Diệp Thần Phong xuất hiện, nàng đã sớm rơi đến hứa bằng phi tên xúc sinh kia trong tay, trở thành hứa bằng phi đồ chơi. Kinh thành hồng hải hội diệt vong, cùng với hứa bằng phi tử vong, Ninh Vũ Đình đã ở trước tiên nghe nói, nàng biết việc này đều là Diệp Thần Phong làm, sau đó lại đột nhiên gian ngẩn người, lang lang thầm nghĩ Diệp Thần Phong là vì ta mới diệt hồng hải hội. Sát hứa bằng phi sao? Thật đúng là đừng nói nữ nhân sức tưởng tượng vĩnh viễn so nam nhân muốn tới muôn màu muôn vẻ, với lại Ninh Vũ Đình bề ngoài mặc dù là một cái thành thục thiếu phụ, thế nhưng nội tâm còn dường như một cái tiểu nữ sinh ni. Cái này loại hồn nhiên nghĩ cách cũng chỉ sẽ phát sinh tại 17-18 tuổi tiểu nữ sinh trên người, rất rõ ràng Ninh Vũ Đình tại từng điểm từng điểm rơi vào tay giặc, sợ rằng không bao lâu tự hội triệt để rơi vào tay giặc tiến diệp thần phong lưới tình chung. Cái này cũng trách không được Ninh Vũ Đình, thứ nhất là Ninh Vũ Đình chưa nhân sự, rất nhiều ý nghĩ đều quá đơn thuần, thứ hai Diệp Thần Phong một lần lại một lần cứu Ninh Vũ Đình cùng Thiến Thiến, Ninh Vũ Đình không đúng Diệp Thần Phong sản sinh hảo cảm mới kỳ quái nhi. Diệp Thần Phong tại kinh thành sát hứa bằng phi sự tình, Ngô Châu hứa ra người nhất định là đã biết. Lần này Diệp Thần Phong bồi Mẫn Yến cùng Diệp Đông kiện cùng nơi hồi Ngô Châu khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Không được, ta cũng muốn cùng đi, chỉ là ngắn ngủi chốc lát. Ninh Vũ Đình tự cải biến ban đầu nghĩ cách. Ninh Vũ Đình nhìn đang xếp quần áo Ninh Mẫn Yến nói rằng, Mẫn Yến, hôm nay ta và Thiến Thiến cũng cùng các ngươi cùng nơi hồi Ngô Châu. Tỷ, người điều không phải không cùng chúng ta cùng nơi hồi Ngô Châu sao? Ninh ra đối với ngươi mà nói còn có cái gì tốt lưu luyến. Ngươi còn là không phải đi về nhìn đến Ninh ra người bản mặt nhọn kia. Ninh Mẫn Yến đình chỉ trong tay động tác nghi hoặc nhìn Ninh Vũ Đình. Mẫn Yến, ta cũng có thật nhiều năm không có hồi Ngô Châu, trước đây ta có thể điều đến kinh thành quân khu tới, nhờ có ngô châu tư lệnh quân khu, cho tới nay tư lệnh viên đối đãi dường như nữ nhi thông thường. Nhiều năm như vậy ta cũng không có hồi đi xem hắn một chút, lần này vừa vận tá cơ hội này hồi một chuyến ngô châu, sau đó nói không chừng chúng ta không bao giờ. Nữa hội hồi ngô châu, Ninh Vũ Đình vì tiện tìm một cái lấy cớ, nàng còn điều không phải bởi vì nghe được Diệp Thần Phong muốn đi ngô châu, nàng mới đến lúc cải biến quyết định mà. Được rồi, tỷ, nếu ngươi đều nói như vậy, như vậy hôm nay người cũng cùng chúng ta vừa đi hồi Ngô Châu. Nếu như Ninh gia người dám cho người sắc mặt nhìn, hoặc đối với người nói năng lỗ mãng, ta tuyệt đối không hội khoanh tay đứng nhìn. Lần này chúng ta thế nhưng có hai cái miễn phí Culini. Đến lúc đó Nhượng Đông kiện cùng Diệp Thần Phong cho chúng ta xuất đầu. Ninh Mẫn Yến hứng thú tràn đầy nói rằng, Ân, Ninh Vũ Đình điểm gật đầu lên tiếng. Quả thực nàng cảm giác chỉ cần có Diệp Thần Phong tại trong lòng nàng sẽ có cảm giác an toàn ban đầu ở vứt đi nhà xưởng chung, hai ba mươi họng súng đen ngòm nhắm ngay nàng và Diệp Thần Phong, nguyên bản nàng cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng Diệp Thần Phong sáng tạo ra kỳ thích. Như vậy một cái toàn thân tản ra sắc thái thần bí nam nhân, đối bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là có sẵn tuyệt đối sức dụ dỗ Ngày thứ hai, sáng sớm, đương mặt trời mới mọc thời gian. Một chiếc Mercedes-Benz thương vụ xe liền đình tại Ninh Vũ Đình cửa biệt thự, Diệp Lão Gia Tử lần này cấp Diệp Thần Phong bọn họ an bài tài xế. Từ Kinh Thành đến Ngô Châu cũng tựu vài canh giờ lộ trình, cho nên Diệp Thần Phong bọn họ không cần thiết đi xe lửa các loại phương tiện giao thông. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện từ Mercedes Ben thương vụ xe thượng đi xuống, ăn mặc toàn thân công chúa váy thiến thiến vừa vặn từ trong biệt thự đi tới, đương thiến thiến nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian, một đôi ngập nước mắt to tức khắc sáng lên, hướng Diệp Thần Phong chạy như bay đã qua, nhào vào diệp thần phong trong lòng tại diệp thần phong trên gương mặt hung hăng hôn một cái ngon ngọt dính hô đạo, ba ba người đã đến rồi a à? ta nghe mẹ nói lần này chúng ta muốn cùng đi ngô châu chơi đến lúc đó ba ba người nhất định phải bồi thiến thiến ngủ cấp thiến thiến giảng rất nhiều rất nhiều thú vị chuyện cổ tích diệp thần phong thương yêu vuốt ve thiến thiến đầu một bên diệp đông kiện là hoàn toàn ngây dại vừa nhen ngậm tại trong miệng điếu thuốc lá môi một cái run cả điếu thuốc thơm rơi vào trên mặt đất hắn biết thiến thiến là ninh vũ đình nữ nhi, thế nhưng hắn một điểm đều không biết diệp thần phong thế nào là được thiến thiến ba ba. Ninh Mẫn Yến trái lại biết thiến thiến hô diệp thần phong ba ba, nguyên bản nàng còn tưởng rằng diệp thần phong cùng tỷ tỷ nàng thật có cái gì ni. Thế nhưng ban đầu ở ninh vũ đình giải thích hạ, ninh Mẫn Yến cũng tự tiêu tan, dù sao diệp thần phong đã là có vị hôn thê người. Huống chi như thế nào đi nữa nói Ninh Vũ Đình cũng là một cái quả phụ, diệp thần phong cùng ninh vũ đình căn bản không phải một cái thế giới người nhào vào diệp thần phong trong lòng thiến thiến nhìn đến bên cạnh ngây người diệp đông kiện cười hì hì lên tiếng ngươi là ta tiểu di nam bằng hiếu ngươi nên hô ba ba ta tỷ phu ngươi có còn hay không một điểm lễ phép tỷ phu diệp đông kiện muốn hoàn toàn hỏng mất đây là cái gì theo cái gì a à? hắn cháu trai diệp thần phong thế nào đột nhiên biến thành tỷ phu của hắn cái này cái này điều này làm cho Diệp Đông Kiện có loại muốn gặp trở ngại xung động. Thiên thiến, không được hồ đồ, Diệp Thần Phong không là ba ba của ngươi, ngươi còn như vậy mẹ không dẫn ngươi đi ngô châu chơi. Mới vừa từ trong biệt thự đi ra Ninh Vũ Đình, vừa vặn nghe được thiến thiến không ly đầu lời nói. Đông Kiện, ngươi đừng để ý, bởi vì trước Diệp Thần Phong đã cứu thiến thiến, từ đó về sau thiến thiến tự hô Diệp Thần Phong ba ba, cho nên cũng không là như ngươi nghĩ ninh vũ đình đi đến diệp đông kiện trước mặt giải thích không quan hệ không quan hệ đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ a mới vừa rồi còn thật thiếu chút nữa đem ta làm cho hôn mê ni. Tựu thần phong tiểu tử này kia xứng đôi vũ đình ngươi a diệp đông kiện lúng túng khoát tay áo nói rằng diệp đông kiện tỷ của ta tên là ngươi xưng hô sao ngươi muốn giống như ta gọi tỷ trong tay mang theo nhất chỉ bao ninh mẫn yến cũng từ trong biệt thự đi ra thuận lợi tướng biệt thự môn đóng lại. Diệp Đông Kiện mười phần một cái thê quản nghiêm, vừa nghe đến Ninh Mẫn Yến nói như vậy, hắn vội vã đổi giọng, Mẫn Yến nói đúng, ta phải gọi ngươi tỷ mới là, sau đó mọi người đều là người một nhà. Ngược lại, Diệp Đông Kiện hướng Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, người đứng ngốc ở đó làm gì? Giúp đỡ giỏ sách ha, có lẽ là muốn tìm về một điểm nam nhân tôn nghiêm, Diệp Đông Kiện đối Diệp Thần Phong đặt ra một bộ trưởng bối tư thái, đang khi nói chuyện còn không ngừng đối Diệp Thần Phong nháy mắt, ý tứ là nhượng Diệp Thần Phong cho hắn cái này tiểu thúc nhất chút mặt mũi. Thiến thiến ba ba mới không phải giỏ sách, thiến thiến ba ba là anh hùng, chỉ có tùy tùng mới là giỏ sách, cho nên mẹ ta cùng ta tiểu di bao nên người sách mới đúng. Thiến thiến tức giận nói với Diệp Đông Kiệt. Ba ba, chúng ta lên xe đi, mẹ không cần ngươi nữa, thiến thiến vĩnh viễn muốn ngươi, người vĩnh viễn là thiến thiến ba ba thiến thiến dính tại Diệp Thần Phong trong lòng nói rằng. Diệp Thần Phong nhìn đến Diệp Đông Kiện kinh ngạc dáng dấp, trong lòng sinh ra trêu đùa tâm tư, nói rằng thiến thiến thật ngoan, xem ra ba ba có nhất nữ nhi tốt, đi, chúng ta lên xe. Diệp Đông Kiện nghe được Diệp Thần Phong lại dám thừa nhận thiến thiến là nữ nhi của hắn. Trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình có thể điều không phải ngồi không, hắn đoán rằng Ninh Vũ Đình khẳng định hội đối Diệp Thần Phong giận dữ, mà khi Diệp Đông Kiện quay đầu nhìn về phía Ninh Vũ Đình thời gian, chỉ thấy Ninh Vũ Đình hai bên đôi má đỏ bừng, mười phần một bộ nũng nịu dáng dấp, đây là trong quân nữ thần sao? Diệp Đông Kiện trong lòng có loại đặc biệt dự cảm bất hảo, có mờ ám, tuyệt đối có mờ ám a. Lẽ nào thần phong có một ngày thật sẽ biến thành tỷ phu của ta? Như vậy quan hệ này có thể tiểu thật phức tạp. Chương 382, Ninh gia người thái độ. Xác định đầu phiếu Ninh gia tại Ngô Châu coi là thượng là một cái nhị lưu gia tộc, Ninh Mẫn Yến tại ngày hôm qua đem nàng phải trở về tin tức, thông chi Ngô Châu Ninh gia người, Ninh gia lão gia tử Ninh Vinh Hiên khi biết Ninh Mẫn Yến phải gả vào kinh thành Diệp gia sau, trong lòng là cao hứng phi thường, Diệp gia chính là kinh thành gia tộc cao cấp, nếu như Ninh gia có thể có đạt lên Diệp gia cái này cao chi lời nói, Ninh gia tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Thế nhưng bởi vì chuyện năm đó Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến đối Ninh ra là hoàn toàn thất vọng rồi, cho nên lần này Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến trở về, Ninh Lão gia tử Ninh Vinh Hiên phải tận lực hóa giải Ninh Vũ Đình hai tỷ muội trong lòng đối Ninh ra không vừa lòng, cho nên sáng sớm hôm nay Ninh Vinh Hiên liền đem Ninh ra người toàn bộ triệu tập đến Ninh ra biệt thự trong đại sảnh, cùng đợi Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến trở về. Ngô Châu Ninh ra biệt thự trong đại sảnh, Ngồi tại chính giữa đại sảnh ương vị trí lão giả liền là Ninh gia lão gia tử Ninh Vinh Hiên, Ninh Vinh Hiên dưới gối tổng cộng có ba cái nhi tử, con lớn nhất Ninh Quảng Phong, nhị nhi tử Ninh Quảng Trí cùng con thứ ba Ninh Quảng Bác, Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến là con lớn nhất Ninh Quảng Phong nữ nhi, ngoại trừ Ninh Quảng Phong bên ngoài, Ninh Quảng Trí cùng Ninh Quảng Bác sinh đều là nhi tử. Tại đại gia tộc trung nữ nhân đều là vật hy sinh, dùng để đổi lấy lợi ích của gia tộc có thể nghĩ từ trước Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến tại Ninh Gia là loại nào vị trí. Tại Ninh Lão Gia Tử Ninh Vinh Hiên bên cạnh đứng tại ba gã trung niên nam nhân, từ trái sang phải theo thứ tự là Ninh Quảng Phong, Ninh Quảng Trí cùng Ninh Quảng Bác, tại ba người này phía sau còn đứng ba cái phụ nữ trung niên, theo thứ tự là Ninh Quảng Phong Lão Bà Lâm Mỹ Cầm, Ninh Quảng Trí Lão Bà Tiền Tuyết Mai cùng Ninh Quảng Bác Lão Bà Lý Thái Phương. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay Vũ Đình cùng Mẫn Yến trở về, các người tuyệt đối không thể đủ cho các nàng sắc mặt nhìn, huống hồ ngày hôm nay mẫn yến vị hôn phu cũng hội theo nàng cùng nơi trở về, kinh thành diệp ra có thể không phải chúng ta ninh ra có thể đắc tội, chúng ta phải tận lực hóa giải vũ đình cùng mẫn yến đối ninh ra oán hận. Ninh Vinh Hiên đối mọi người ở đây phân phó nói, ngoại trừ Ninh Quảng Phong, Lâm Mỹ cầm đây đối với phu phụ sắc mặt đẹp một ít bên ngoài, Ninh Quảng Trí, Tiền Tuyết Mai cùng Ninh Quảng Bác, Lý Thái Phương cái này hai đối phu phụ sắc mặt cũng không là quá tốt. Ninh Quảng Phong cùng Lâm Mỹ Cầm dù sao cũng là Ninh Vũ Đình, Ninh Mẫn Yến cha mẹ ruột, nếu như Ninh Mẫn Yến có thể giá nhập Diệp ra, coi như là bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Bọn họ hai cái làm phụ mẫu thỏa đáng nhiên cao hứng, tuy rằng đã từng bọn họ đối Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến tuyệt tình một ít, nhưng là bọn hắn biết Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến đều là cái bướng mềm lòng người, chỉ cần bọn họ kiên nhẫn đi xin lỗi, cuối cùng 90% trở lên có thể giành được chiếm được nữ nhi tha thứ mà Ninh Quảng Trí, Tiền Tuyết Mai cùng Ninh Quảng Bác, Lý Thái Phương cái này hai đối phu phụ. Đã từng không có thiếu đối Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến làm quá phận sự tình. Theo bọn họ Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến là thân con gái, tại Ninh gia căn bản không thể có thể được đến coi trọng, mà bọn họ sinh đều là nhi tử, Ninh gia tương lai nhất định nắm giữ trong tay bọn họ. Cho nên từ trước cho dù bọn họ đối Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến làm cái gì quá phận sự tình, Ninh Lão Gia Tử Ninh Vinh Hiên thông thường đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Lệnh bọn họ không có nghĩ tới là, bây giờ Ninh Mẫn Yến lại muốn giá nhập kinh thành Diệp ra. Cái này đối với bọn hắn mà nói có thể cũng không là chuyện tốt lành gì, từ sáng sớm tỉnh lại đến hiện tại, Ninh Quảng Trí, Tiền Tuyết Mai cùng Ninh Quảng Bác, Lý Thái Phương cái này hai đối phu phụ tựu bản gương mặt. Hình như ai thiếu bọn họ mấy triệu giống nhau. Viễn Hàng cùng Hoàng Văn hai cái tiểu tử ni bọn họ chẳng lẽ còn chưa thức dậy sao? Ngày hôm qua ta điều không phải để cho bọn họ sớm một chút rời giường sao? Thật coi ta lời nói là gió thoảng bên tai. Ninh Vinh Hiên lớn tiếng quát dẹp đường, trong miệng hắn viễn hàng cùng Hoàng Văn theo thứ tự là Ninh Quảng Trí Nhi Tử cùng con trai của Ninh Quảng Bác. Ra ra, dùng được như thế sáng sớm lên sao? Không phải là Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Hiến phải về tới mà. Trước đây các nàng đều ly khai chúng ta Ninh ra, theo lý mà nói đã sớm không phải chúng ta ninh ra người. Chính là ha, à, ta có thể không có giống các nàng như vậy tỷ tỷ, hai người bọn họ xứng chúng ta người một nhà ở trong đại sảnh chờ sao. Hai cái cả lơ phất phơ thanh niên đi vào trong đại sảnh, trong miệng ngáp liên tục, thỉnh thoảng oán trách. Một tên trong đó tóc hơi dài thanh niên tên là Ninh Viễn Hàng, một gã khác tóc hơi ngắn thanh niên tên là Ninh Hoàng Văn cái này hai người trong giọng nói đối Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến chẳng đáng thị phi thường rõ ràng. Hai người các ngươi xúc sinh, biết các ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như đợi một lát Vũ Đình cùng Mẫn Yến trở về, các ngươi còn dám đặt ra bộ dáng này lời nói, hai người các ngươi tự không bao giờ. Nữa là ta Ninh Vinh Hiên tôn tử, lập tức cút cho ta ra Ninh ra. Ninh Vinh Hiên tức giận đến ngược phập phòng, Ninh Viễn Hàng cùng Ninh Hoàng Văn hai cái này ngu ngốc, thế nào tự một điểm đều thấy không rõ lắm trước mắt tình thế ni. Nghe được ninh lão gia tử lớn tiếng quát lớn, ninh viễn hàng cùng ninh hoàng văn mới khó khăn lắm nhấc lên tinh thần, cũng không dám. Nữa cả lơ phất phơ, miệng đồng thanh nói rằng, ra ra. Đợi một lát chúng ta nhất định hội biểu hiện tốt một chút. Ninh Vinh Hiên nhu nhu có chút đau đau đầu, phất phất tay. Nói rằng, hai người các người biết tựu tốt, Ninh ra tương lai còn cần nhờ hai người các ngươi, cho nên cùng các ngươi tỷ tỷ Mẫn Yến nhiều tiếp xúc một chút là tốt. Tương lai Mẫn Yến giá tiến diệp ra, đối với chúng ta ninh ra khẳng định có không ít trợ giúp. Quảng Phong, Mỹ Cầm, hai người các ngươi đi ra xem một chút Vũ Đình cùng Mẫn Yến có chưa có trở về đi. Ninh Vinh Hiên nói rằng, tốt, các ngươi cũng đừng chỉ là đứng, thật tốt chuẩn bị một chút, hay nhất giữ lại Vũ Đình cùng Mẫn Yến tại Ninh ra ở vài ngày. Ninh Vinh Hiên rồi hướng Ninh Quảng Trí cùng Ninh Quảng Bác đẳng người nói. Ngô Châu hứa ra trong biệt thự. 3. Diệp Thần Phong cùng tiểu thúc của hắn, cùng với Ninh gia Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến tại hướng tới Ngô Châu tới bên này, căn cứ sự điều tra của ta hình như Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Yến tốt hơn, lần này bọn họ tới Ngô Châu là đến Ninh gia đi cầu hôn, nếu Diệp Thần Phong dám đến Ngô Châu tới, đây đối với chúng ta mà nói là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. À. Phụ thân của Hứa Bằng Phi Hứa Hoa Nam khóe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Hứa lão gia tử hứa quốc đông điểm vật đầu, nói rằng trước hết để cho chi thứ người đi đánh trận đầu đi. Bọn họ đều không phải nếu muốn muốn ngồi trên hứa gia gia chủ vị sao. Đây coi như là ta cho bọn hắn một cái nhiệm vụ đi. Ngày mai là bằng phi lễ tang cử hành ngày, Ninh Vũ Đình cùng triển sĩ nói như thế nào cũng kết hôn rồi, bằng phi lễ tang nàng lý nhân tới tham gia, còn có Diệp Đông Kiện đều không phải coi trọng Ninh Mẫn Yến sao. Chúng ta liền đem Ninh Mẫn Yến đoạt lấy tới, Nhượng Ninh Mẫn Yến làm chúng ta hứa ra nữ nhân, bây giờ bọn họ đến Ngô Châu, nơi này là chúng ta hứa ra vùng này, thì là Diệp ra là kinh thành gia tộc cao cấp thì tính sao? Ba, Ta cái này đem lời của ngươi gây cho chi thứ người, lần này Diệp Thần Phong dám can đảm đến đến Ngô Châu, chúng ta tuyệt đối không thể đủ nhượng hắn còn sống ly khai. Hứa Hoa Nam nói xong liền đi ra hứa ra phòng khách, chuẩn bị đi liên hệ hứa ra chi thứ người. Diệp Trấn Hồng, ngươi thật dám để cho ngươi bảo bối tôn tử tới Ngô Châu. Trước đây ta đánh không lại ngươi, lẽ nào ta ngay cả tôn tử của ngươi cũng đấu không lại sao? Tôn tử của ngươi mệnh tựu lưu tại Ngô Châu đi, luôn luôn như vậy một ngày ta sẽ nhường Diệp ra từ nước hoa triệt để biến mất, Diệp Trấn Hồng, ngươi chờ cho ta. Hứa quốc đông lầm bẩm nói rằng. Diệp thần phong đảng người đang ngồi mưa xít thương vụ xe lái vào Ngô Châu, tại xe tiến nhập Ngô Châu sau, Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến trên mặt thần sắc rõ ràng khẩn trương lên, Diệp Thần Phong không nghĩ tới Ninh Vũ Đình cũng hội cùng bọn họ cùng đi Ngô Châu, Diệp Thần Phong thế nhưng đã biết Ninh Vũ Đình đã từng tại Ngô Châu tao ngộ rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây ni, gặp phải bất cứ chuyện gì đều không cần phải lo lắng. Diệp Thần Phong có chút buông lỏng nói rằng, Đông Kiện, ta xem người thế nào liền Thần Phong đều so ra kém. Người giàu gì cũng là Thần Phong tiểu thúc A. Ngươi có thể không thể cầm ra một ít nam nhân khí thế tới ninh mẫn yến quệt mồm khó chịu nói lầm bầm diệp đông kiện nhìn đến diệp thần phong phong tao giáng dấp trong lòng là phiền muộn không gì sánh được hắn cái này làm thiếp thúc cùng diệp thần phong đứa cháu này cùng một chỗ trên người quang mang bị toàn bộ yểm đắp lên vẫn nộ tiến tới diệp thần phong bên tai nói rằng thần phong sau đó ngươi được cách mẫn yến ngươi tương lai tiểu thẩm xa một chút tiểu thúc ta thật sự là sợ chỉ ngươi cái này phong tao giáng dấp tiểu thúc ta nếu như là nữ nhân cũng muốn động tâm, nếu là mẫn yến coi trọng ngươi. Tiểu thúc ta thật là muốn bi thúc. Tiểu thúc, ngươi yên tâm, tiểu thúc thê, không thể lấn, ngươi xem ta tưởng là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người sao. Diệp thần phong nhún vai nói rằng. Diệp đông kiện nhìn chằm chằm diệp thần phong sau một lúc lâu, mới điểm gật đầu, thấp giọng nói rằng ta xem ngươi rất giống. Trường 383, hứa ra dính vào. Xác định đầu phiếu. Mercedes thường vụ xe tại lái vào Ngô Châu hơn một giờ sau, liền vững vàng dừng sát ở Ninh ra biệt thự trước cửa. Ninh Mẫn Yến hít sâu một hơi, cùng Diệp Đông kiện cùng nơi dẫn đầu đi xuống xe. Ninh Vũ Đình khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, nhưng là từ nàng nắm được chăm chú hai tay đến xem Ninh Vũ Đình hiện tại tâm tình khẳng định đặc biệt phức tạp. Diệp Thần phong nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ninh Vũ Đình trắng nõn mở u bàn tay, thoải mái nói rằng yên tâm xuống xe đi chuyện gì đều có ta khiêng, tuyệt đối không có việc gì. Ninh Vũ Đình nhìn Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười tự tin, hơi điểm gật đầu, tâm tình đảo thật buông lỏng không ít, sau đó dắt thiến thiến tay đi xuống mưa xít ben thương vụ xe, Diệp Thần Phong là cuối cùng một cái đi xuống xe. Audio điện tử võ tấn bền Vũ Đình, Mẫn Yến, hai người các người cuối cùng cũng trở về A hai người các ngươi nhà đầu mấy năm nay thế nào đều không trở về nhà đến xem. Lâm Mỹ cầm làm nữ nhân, làm Ninh Vũ Đình cùng mẫu thân của Ninh Mẫn Yến, đi ra phía trước khoác ở hai cái tay của nữ nhi cánh tay, bộ dáng kia miễn bản có nhiều âu yếm. Ninh Quảng Phong đi tại Lâm Mỹ cầm phía sau, hắn thân là một người nam nhân, thân là Ninh Vũ Đình cùng phụ thân của Ninh Mẫn Yến, hắn tự cho là nên có phụ thân phải có tôn nghiêm, không biết Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến đã sớm không coi hắn là làm phụ thân đối đãi. Trở về tự tốt, hai người các ngươi dù sao cũng là họ Ninh, Ninh gia mới là các ngươi chân chính gia. Ninh Quảng Phong giọng nói chưa nói tới có nhiều nhiệt tình, cũng chưa nói tới có nhiều lãnh đàm, đặc biệt vừa phải. Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến đối mặt Lâm Mỹ cầm nhiệt tình cùng với Ninh Quảng Phong chủ động chào hỏi, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đứng tại chỗ không nói được một lời, điều này làm cho bầu không khí trong nháy mắt lung túng. May mà Lâm Mỹ cầm lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, nhìn Ninh Mẫn Yến bên cạnh Diệp Đông Kiệt, nói rằng, Mẫn Yến, cái này vì tựu là vị hôn phu của người sao. Bá phụ, người khỏe, bá mẫu, người khỏe, ta là Diệp Đông Kiệt. Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến có thể đối mặt Lâm Mỹ cầm cùng Ninh Quảng Phong hờ hững, thế nhưng Diệp Đông Kiệt không được. Lần này hắn là tới Ninh ra cầu hôn, đại biểu cho Diệp ra mặt, cũng không thể cũng giống Ninh Vũ Đình cái này hai tỷ muội giống nhau cấp Ninh ra sắc mặt người xem đi. Đông kiện quả nhiên là tuấn tú lịch sự A, à. tương lai mẫn yến theo ngươi khẳng định gặp qua thượng hạnh phúc cuộc sống. Lâm Mỹ cầm vừa cười vừa nói, ánh mắt lại chuyển rời đến giắt Ninh Vũ Đình tay thiến thiến, hỏi Vũ Đình. Tiểu cô nương này chính là thiến thiến đi, lớn lên thật đáng yêu. Cuối cùng Lâm Mỹ cầm ánh mắt mới như ngừng lại diệp thần phong trên người. Hỏi, như vậy vị này chính là không đợi Diệp Đông Kiệt, Ninh Vũ Đình bọn họ trả lời Diệp Thần Phong tựu lên tiếng bảo Tiêu ta chỉ là Diệp gia Bảo Tiêu mà thôi biết được Diệp Thần Phong chỉ là Diệp gia Bảo Tiêu Lâm Mỹ Cầm liền lập tức rời đi ánh mắt Đông Kiệt Vũ Đình Mẫn Yến các ngươi cũng không muốn lo lắng vội vàng đến bên trong phòng đi thôi lão gia tử bọn họ đều tại chờ các ngươi ni. Diệp Đông Kiệt Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong bọn họ đều không biết diệp thần phong lại đang dở cho quỷ gì kỳ thực diệp thần phong cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy hắn nhìn ra được ninh gia bây giờ đối ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến thái độ phi thường tốt đây cũng là bởi vì bọn họ diệp ra quan hệ đi diệp thần phong là diệp gia cháu đích tôn nếu để cho ninh gia người biết thân phận của hắn lôi kéo làm quen nhất định là không tránh khỏi diệp thần phong cũng không thích cái này loại giả tạo gì đó diệp đông kiện đảng người theo ninh quảng phong cùng lâm mỹ cầm đi vào ninh ra trong đại sảnh, tại Lâm Mỹ cầm giới thiệu một chút, ninh ra người rất nhanh thì biết Diệp Đông Kiệt, đương nhiên Diệp Thần Phong cái này vị Diệp ra cháu Đích Tôn, tự nhiên mà vậy bị mọi người cấp bỏ quên, bọn họ không cần thiết tại một cái bảo tiêu trên người lãng phí thời gian. Vũ Ninh, Mẫn Yến, hai người các ngươi là điều không phải còn đang quái ra ra ta ni. Trước đây ra ra ta cũng vậy bất đắc dĩ a à. Gia Gia sau đó tuyệt đối không hội lại làm loại chuyện này, hai người các người có thể tha thứ ra ra sao? Ninh Vinh Hiên khuôn mặt lộ ra thần sắc áy náy, giọng nói đặc biệt nhu hòa hiền lành, nghiễm nhiên một bộ tốt ra ra tư thái. Nếu không đã trải qua chuyện năm đó, Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến có thể thật đúng là sẽ tin tưởng Ninh Vinh Hiên lần này làm bộ làm tịch lời nói. Trước đây Ninh gia thủ cấp bách cho hứa ra, Ninh gia người là thế nào bức bách Ninh Vũ Đình cùng hứa triển xí thi thể kết hôn. Trong đó Ninh Vinh Hiên làm nhất kiên quyết, Lúc đó hắn nói qua một câu nói như vậy, ninh gia nữ nhân chính là chuẩn bị vì ninh gia hy sinh, ngươi nên cảm thấy quang vinh mới đúng. Quang vinh ngươi bà ngoại, ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến đã sớm xem thấu ninh gia đám người này, bao quát hai người bọn họ cha mẹ ruột. Nếu như các nàng tin tưởng ninh vinh hiên nói lời nói này, mới thật là đầu tú đậu. Vũ đình, mẫn yến, chúng ta đều biết hai người các ngươi ở bên ngoài chịu khổ, nếu không các ngươi hồi ngô châu đến đây đi. Ninh gia đại môn vĩnh viễn vì hai người các ngươi mở rộng. Ninh Vũ Đình Đại thúc Ninh Quảng Chí mở miệng nói rằng: đúng vậy, bên ngoài nơi nào so trong nhà tới ấm áp. Vũ Đình, Mẫn Yến, chúng ta sau đó nhất định hội đem hết toàn lực bồi thường các ngươi. Ninh Vũ Đình Tiểu thúc Ninh Quảng Bác lập tức phụ họa nói: Vũ Đình, Mẫn Yến, mụ cũng mong muốn các ngươi có thể trở lại Ninh gia tới. Hai người các ngươi là mụ trên người ngã xuống một miếng thịt a. Lâm Mỹ cầm thâm tình nói rằng, thật đúng là một bộ hoa lệ tràng diện, nếu là không biết sự tình ngọn nguồn người, khẳng định hội bị Ninh ra cử động này cấp cảm động đến, thế nhưng Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến biết, Ninh ra người nguyên do hội đặt ra lần này tư thái tới, hoàn toàn là bởi vì kinh thành diệp ra quan hệ. Tốt, các người cũng không nên làm khó Vũ Đình cùng Mẫn Yến, những hai người bọn họ suy nghĩ một chút nữa. Ninh Vinh Hiên nhìn nhìn trên tường đồng hồ báo thức, còn nói thêm, không sai biệt lắm đến ăn cơm thời gian, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay là Vũ Đình cùng Mẫn Yến hồi ninh ra cuộc sống, ta đặc biệt nhượng người làm hai người các người thích ăn món ăn. Từ đầu đến cuối ninh Vũ Đình cùng ninh Mẫn Yến cũng không nói một câu, hai người bọn họ không biết nên nói cái gì. Những, này đã từng người nhà, những hai người bọn họ cảm giác là như vậy xa lạ. Vừa vừa mới chuẩn bị ăn cơm, hai nam nhân liền đi vào ninh ra trong phòng khách, trong đó một người nam nhân có chừng hơn 40 tuổi, là hứa gia chi thứ đời thứ hai trung lĩnh quân nhân vật, là hứa kiếm, một gã khác 27-28 tuổi thanh niên, là con trai của hứa kiếm hứa khai, chính là hứa gia chi thứ đời thứ ba trung thiên chi kiêu tử. Bọn họ hai phụ tử nhận được hứa lão gia tử chỉ thị tới ninh gia làm sự tình, hứa lão gia tử phân phó bọn họ hay là không dám cãi lời, lại nói bọn họ căn bản không có đem ninh gia để vào mắt, có người nói kinh thành người của Diệp gia cũng tới, thế nhưng nơi này là Ngô Châu, bọn họ hứa ra mới là Ngô Châu thổ hoàng đế, có hứa lão gia tử ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa, bọn họ ngược lại cũng không sợ người của Diệp gia. Ninh lão gia tử, các ngươi đang chuẩn bị ăn ni. Ta nghe nói Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến trở về, riêng đến xem. Hứa kiếm khinh thường hướng Ninh Vinh Hiên chào hỏi một tiếng, thậm chí mắt nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn đối phương. Ngày mai là bằng phi lễ tang cử hành ngày, Ninh Vũ Đình như thế nào đi nữa nói cũng cùng triển sĩ kết hôn rồi, trên danh nghĩa là bằng phi đại tẩu, ngày hôm nay ta là tới mời Vũ Đình tham gia ngày mai lễ tang, ta muốn các ngươi ninh ra nên không có ý kiến gì đi. Hứa kiếm cười hỏi, Diệp Thần Phong không có nghĩ đến bọn họ chân trước vừa đến ninh ra, hứa ra người tựu đã tìm tới cửa. Lại vẫn muốn mời Ninh Vũ Đình tham gia hứa bằng phi lễ tang. Diệp thần phong con người híp lại, khóe miệng như có như không hiện ra một vòng dáng tươi cười nhìn đến ninh ra người không có có một đứng ra nói chuyện, hứa kiếm tiếp tục nói, ninh lão gia tử, ta biết các người ninh ra leo lên kinh thành diệp ra, nhưng là các người phải biết rằng nơi này là ngô châu, chúng ta hứa ra muốn chơi tử các người ninh ra, diệp ra căn bản không ngăn cản được. Nhà của chúng ta Vũ Đình hôm nay hội đúng giờ đi tham gia bằng phi lễ tang, như thế nào đi nữa nói Vũ Đình cũng là bằng phi đại tẩu mà. Ninh Vũ Đình đại thúc Ninh Quảng Trí vội vàng nói, xem ra hắn là bị hứa kiếm lời nói hù dọa. Đối, hôm nay Vũ Đình khẳng định đến đúng giờ bằng phi lễ tang hiện trường. Ninh Vũ Đình tiểu thúc Ninh Quảng Bác cũng nói. Kết quả là Ninh ra người buồn nôn sắc mặt lần thứ hai lộ ra, mới vừa rồi còn luôn mồm muốn nhượng Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến trở lại Ninh ra tới, đem hết toàn lực bồi thường cái này hai tỷ muội, mà hiện tại lại dở mặt so lật sách còn nhanh, quả thực là buồn nôn đến cực điểm nguyên bản trong lòng ôm một tia hy vọng Ninh Vũ Đình, hoàn toàn không ở đối Ninh ra ôm ảo tưởng, mong muốn càng lớn, thất vọng cũng chỉ hội càng lớn, kiên định nói rằng ta vì sao muốn đi tham gia hứa bằng phi xúc sinh kia lễ tang. Ta và hứa ra không có nửa điểm quan hệ. mươi 384, đánh ngươi cái răng rơi đầy đất. Xác định đầu phiếu. Ninh Vũ Đình, chú ý ngươi dùng từ. Hứa kiếm sắc mặt âm trầm xuống, nhìn Ninh Vinh Hiên hỏi, Ninh Lão Gia Tử, Ninh Vũ Đình quyết định chính là các ngươi Ninh ra quyết định sao? Nếu là như vậy, ta tựu không quấy giày. Ninh Vinh Hiên không chút do dự nào hồi đáp, Vũ Đình là nhất thời hồ đồ, hôm nay chúng ta sẽ làm Vũ Đình đúng giờ tham gia bằng phi lễ tang. Ninh Vinh Hiên biết hứa kiếm nói không sai, tại Ngô Châu, hứa ra muốn chơi tử Ninh ra là một cái đặc biệt chuyện dễ dàng, tuy rằng Diệp ra là kinh thành gia tộc cao cấp, thế nhưng Diệp ra cánh tay còn ruỗi không đến Ngô Châu bên này, hứa ra mới là ngô châu thổ hoàng đế, cho nên Ninh Vinh Hiên không dám vi phạm hứa ra ý tứ. Nếu Ninh lão gia tử nói như vậy, như vậy ta cũng yên lòng. Hứa kiếm trên mặt âm trầm tiêu thất, dừng một chút còn nói thêm, Ninh lão gia tử, còn có một việc, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, còn ta hứa khai cũng lão đại người không nhỏ, ta muốn vì hắn định hạ một môn hôn sự, theo ta thấy mẫn hiến tựu đặc biệt thích hợp. Cái này, cái này, cái này, điều không phải ta không muốn đáp ứng môn này hôn sự, chỉ bất quá mẫn yến đã thành diệp ra diệp đông kiện vị hôn thê, chuyện này ta thật không thể đủ làm chủ. Ninh Vinh Hiên vẻ mặt khó khăn nói. Ninh Lão gia tử, người đừng cho là ta là người ngu, cứ ta giải ngày hôm nay diệp đông kiện mới đến các ngươi Ninh gia cầu hôn đi. Ninh Lão gia tử ngươi nên còn không có đáp ứng. Nói như vậy hiện tại Mẫn Yến cùng Diệp Đông Kiện còn không có bất kỳ quan hệ gì, chính cái gọi là hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, Mồi trước nói như vậy, chỉ cần Ninh lão gia tử người gật đầu đáp ứng, chúng ta sau đó tựu thân càng thêm thân. Ninh lão gia tử, các ngươi Ninh gia căn cơ là tại Ngô Châu, chỉ có cùng chúng ta hứa ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, các ngươi Ninh gia tại Ngô Châu tài năng đủ xuôi gió xuôi nước đi xuống, có chúng ta hứa ra bảo các ngươi Ninh gia, tại Ngô Châu coi như là kinh thành diệp gia cũng cầm các ngươi không có biện pháp, nếu như các ngươi Ninh gia lựa chọn muốn đứng tại chúng ta hứa ra mặt đối lập, như vậy sợ là chúng ta hứa ra cũng không cần thiết đối với các ngươi ninh ra khách khí. Hứa kiếm cái này là uy hiếp trắng trợt, làm cho Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong mặt, Diệp Đông Kiện ở trong thân thể thức khắc bốc lên ra thịnh nộ. Người khác cướp lão bà đều cướp được hắn Diệp Đông Kiện đầu lên đây, nếu như Diệp Đông Kiện không nhúc nhích nữa, như vậy hắn còn thật không phải là một người nam nhân, ngón tay chỉ vào không có sợ hãi hứa kiếm quát dẹp đường, người con mẹ nó toán cái thứ gì các ngươi hứa ra liền cho chúng ta diệp ra sách giày tư cách đều có không có, lập tức cút ra ngoài cho ta. Hứa kiếm không để ý đến diệp đông kiệt, hai con người y nguyên nhìn chăm chú vào Ninh Vinh Hiên. Hỏi, Ninh lão gia tử, người có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút ta đã nói, một bước đi nhầm, đầy cái đều thua đạo lý. Không cần ta nhắc nhở Ninh lão gia tử ngươi đi. Ninh Vinh Hiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, chính như hứa kiếm theo như lời Ninh ra căn cơ là tại Ngô Châu, Ninh gia đắc tội không nổi hứa ra, mà Diệp gia là kinh thành đại gia tộc, cùng Ngô Châu cách một khoảng cách. Lúc này đáp ứng hứa kiếm yêu cầu, mới là đối Ninh gia có lợi nhất. Trong lòng có sau khi quyết định, Ninh Vinh Hiên mới lên tiếng tốt, ta có thể đáp ứng đem mẫn hiến giá cấp con của người hứa khai. Đương Ninh Vinh Hiên nói ra câu nói này thời gian, quả thực là tại tự bạt tai, vừa rồi hắn còn đối Ninh Vũ Đình cùng Ninh mẫn hiến tham đoan, sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh bức bách hai người bọn họ sự tình, mà hiện thực lại là như vậy châm chọc. Ninh Mẫn Yến trong lòng là một loại không nói ra được tư vị, người không có tư cách quyết định ta muốn gả cho người nào, ta và tỷ tỷ đã sớm điều không phải Ninh ra người. Cái này chính là các ngươi vừa rồi trong miệng nói muốn cho chúng ta bồi thường. Cái này chính là các ngươi hoan nghênh chúng ta trở về phương thức. Hai người các ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, lẽ nào các ngươi liền lời của gia gia cũng không nghe sao? Hai người các ngươi quả thực quá không biết điều, vẫn không lên tiếng Ninh Viễn Hàng lên tiếng. Viễn Hàng nói không sai, là điều không phải Ninh gia người không phải là các ngươi hai cái định đoạt, Ninh Vũ Đình ngươi hôm nay đúng giờ đi tham gia bằng phi lễ tang mà Ninh Mẫn Yến người tự ngoan ngoãn gả cho hứa khai thiếu ra. Ninh Hoàng Văn cũng lập tức nói rằng, sáng sớm bởi vì Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến sự tình, bọn họ hai cái đã bị ninh lão ra tử mạ hiện tại không tướng trong lòng khẩu khí này phát tiết ra ngoài còn đợi lúc nào mẫn yến theo ta ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hạnh phúc đứng tại hứa kiếm bên cạnh hứa khai hai con ngươi nhìn về phía ninh mẫn yến trong ánh mắt là nào đó khát vọng dù sao ninh mẫn yến dáng dấp không tệ có người nam nhân nào là không thích mỹ nữ tiểu tử cẩn thận ta một quyền kết quả ngươi liền lão tử nữ nhân của ta cũng dám cướp khi ta Diệp Đông Kiện là ăn phân không được. Diệp Đông Kiện khoa trước hai bước, sắc bén hai con người không nháy một cái nhìn chằm chằm hứa khai. Diệp Đông Kiện, người và Mận Yến sự tình đến đó vì thế, sau đó mẫn Yến chính là hứa khai vị hôn thê, còn mời lập tức ly khai chúng ta ninh ra. Nếu đã đứng vững lập trường, như vậy Ninh Vinh Hiên sẽ kiên định một ít, ôm lấy hứa ra đại thối mới là thật. Có nghe hay không, lập tức từ Ninh ra cút đi, đừng tưởng rằng ngươi là kinh thành người của Diệp Gia thì ngon, Ngô Châu là chúng ta hứa ra nhân đương gia tác chủ, các ngươi Diệp Gia nhầm nhỏ gì. Hứa khai chỉ cao khí ngang nói rằng, Đông Kiệt, chúng ta không nên cùng những, này người lời vô ích, chúng ta đi thôi, sau đó ta không bao giờ, nữa là ninh ra người. Ninh Mẫn Yến dứt khoát kiên quyết nói rằng, Mẫn Yến, người cũng không nên bước bách ra ra ta, ngươi và tỷ tỷ ngươi đừng vội phải ly khai ninh ra, ngoan ngoãn cấp ta tại ninh ra ngây ngô ninh vinh hiên thanh âm lạnh giá nói rằng ta hứa khai cũng sẽ không nhường vị hôn thê của ta từ ta dưới mắt chạy đi tại ngô châu không có người có thể cùng chúng ta hứa ra đối kháng mẫn yến ngươi theo ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất hứa khai vừa cười vừa nói xem ra đầu năm nay không biết lượng sức người là càng ngày càng nhiều hứa ra ở trong mắt ta liền đà phân cũng không tính diệp thần phong hai tay sáp tại trong túi quần mạn bất kinh tâm đi tới hứa khai cùng hứa kiếm trước mặt. Ngươi là ai? Ngươi cũng là người của Diệp gia. Hứa khai dừng ở trước mặt Diệp thần phong hỏi. Hứa khai thiếu gia, hỗn tiểu tử này chẳng qua là Diệp gia một cái bảo tiêu mà thôi, không đáng kể chút nào đồ đạc. Ninh viễn hàng trêu đùa. Đối, hứa khai thiếu gia, nho nhỏ này bảo tiêu thật đúng là cho là mình là đại nhân vật gì sao? Ninh Hoàng Văn cũng lập tức nói rằng diệp ra một cái tiểu tiểu bảo tiêu tựu dám ở ngô châu cùng ta khiếu bản. Ta tuy rằng không dám động diệp ra dòng chính, thế nhưng một mình ngươi tiểu tiểu bảo tiêu, cho dù ta bóp chết ngươi, sợ rằng diệp ra cũng sẽ không nói gì nhiều đi. Hứa khai càn rỡ cười to lên. Ngu ngốc, diệp thần phong đạm mạc mở miệng nói, tiếp theo, trong không khí truyền đến một tiếng thanh thúy âm hưởng. Ba, diệp thần phong sắp tại trong túi quần tay phải nhanh chóng hút ra đi ra, một cái tát hung hăng phiến tại hứa khai trên gương mặt. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa khai cảm thụ được trên gương mặt nóng bỏng đau đớn, trong miệng run rẩy nói rằng. Đánh ngươi tự đánh ngươi, kia tới nhiều như vậy lời vô ích. Ba 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 ba. Diệp thần phong vừa dứt lời, tay phải bàn tay lần thứ hai phiến thượng hứa khai đôi má, với lại một lần so một lần dùng sức hứa khai trong miệng tất cả hàm răng đều bị diệp thần phong cấp đánh rớt theo đầu đông đưa mức độ hứa khai hàm răng từ trong miệng nhất khỏa nhất khỏa bay khỏi đi ra không bao lâu thời gian hứa khai hai bên đôi má tựu cao cao sưng lên mười phần biến thành một cái đầu heo ba cổ họng trong ô nước nở nuốt liền một chữ cũng nói không rõ ràng lắm diệp thần phong đột nhiên bão nổi nhượng ở đây rất nhiều người cũng không có phản ứng qua đây đứng tại hứa khai bên cạnh hứa kiếm qua thật lâu mới hồi qua thần khuôn mặt hiện đầy vẻ mặt phẫn nộ, tốt người cái diệp ra tiểu tiểu bảo tiêu, ngày hôm nay ta xem ngươi không nên bước ra ninh ra đại môn. Cho nên ta nói cái này trên thế giới ngu ngốc chính là nhiều lắm, ngươi cho là mình có năng lực đánh thắng ta sao? Ngươi bây giờ bên cạnh có giúp đỡ sao? Không có giúp đỡ còn dám nói ra ngu ngốc như vậy lời nói. Quả thực là không có thuốc nào cứu được. Phanh, một tiếng, Diệp Thần Phong một cước đá vào hứa kiếm trên bụng, hứa kiếm thân thể tức khắc té bay ra ngoài, nặng nề đánh vào trên một cái ghế, hai tay ôm bụng, trên trán bốc lên ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Người cái đầu heo ba, cũng dám đem chủ ý đánh ta tiểu thẩm trên người. Vừa rồi bàn tay ta còn không có phiến đã nghiền ni. Chúng ta kế tục chơi, Diệp Thần Phong dáng tươi cười đặc biệt đáng sợ. Diệp Thần Phong một tay lôi kéo hứa khai tóc, một tay quạt hứa khai bà tai. Ba 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 giòn hưởng vang vọng tại hứa khai trên gương mặt đến cuối cùng có thể Diệp Thần Phong cảm thấy phiến bàn tay không để cho lực, bàn tay nắm thành quyền đầu, bang 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 đánh vào hứa khai khuôn mặt, hứa khai nguyên bản coi như khuôn mặt anh Tuấn, rất nhanh biến được không tượng bộ dáng, huyết nhục mơ hồ. chương 385, hứa ra động tác, xác định đầu phiếu, ninh ra trong phòng khách một mảnh trầm tính, ngay cả Diệp Đông Kiện đảng người cũng nín thở. Rất nhiều hai đôi mắt lăng lăng nhìn chầm chầm Diệp Thần Phong, có lẽ là Diệp Thần Phong thủ đoạn quá qua trực tiếp, bạo lực cùng máu tanh, chỉ thấy hứa khai cả khuôn mặt hiện đầy máu tươi, trên gương mặt ra ngạnh sinh sinh văng tung tóe ra từng cái cái khe, máu tươi không ngừng từ trong khe tràn đầy đi ra, thậm chí hứa khai trên gương mặt xương cốt của đều biến hình, cả khuôn mặt có vẻ có chút quái dị cùng dị dạng. Bởi máu tươi phúc đắp lên hứa khai bộ mặt, người bên ngoài trái lại thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, thế nhưng hắn tịnh không có bất tỉnh đi, cổ họng trong phát sinh thống khổ nức nở thanh, cả người thân thể không kiềm hãm được run rẩy tại Diệp Thần Phong trong tay căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Diệp Thần Phong lôi kéo hứa khai tóc tay, nhẹ nhàng hướng tới hai bên trái phải vung một cái, hứa khai thân thể như đống cát thông thường, bị nặng nề suý bay ra ngoài, tượng đầu lợn chết giống nhau té xuống đất. Diệp Thần Phong tùy ý xoay động bắt tay vào làm cổ tay, nói rằng đừng tưởng rằng hứa ra tại Ngô Châu có thể lấy thùng úp voi, Hứa ra nghìn vạn không nên chọc mau ta diệp thần phong Nếu không ta nhất định nhượng hứa ra vạn kiếp bất phục Diệp thần phong thanh âm lạnh giá thấu xương Bàng bạc bát cấp linh hồn lực từ trên người tản ra Nhượng tất cả mọi người tại chỗ cảm giác mình xương cuộc sống Có như vậy trong nháy mắt giường như bị đóng băng thông thường Bị diệp thần phong một cước đạp bay ra ngoài hứa kiếm Nhìn đến con của hắn hứa khai bị diệp thần phong đánh thành bộ dáng này Chật vật từ dưới đất đứng lên Ánh mắt kinh nghi bất định hỏi, ngươi là Diệp Thần Phong? Diệp lão gia tử tôn tử, giết chết bằng phi người kia. Tại Diệp Thần Phong tự báo tính danh sau đó, Hứa Kiếm mới biết được trước mặt người thanh niên này cũng không là Diệp gia bảo tiêu, mà là Diệp gia Diệp lão gia tử tôn tử, thảo nào có dũng khí như thế không có sợ hãi đối phó hai cha con bọn họ. Hứa Kiếm trên bụng y nguyên mơ hồ làm đau, khóe miệng ngăn một vòng âm ngoan dáng tươi cười, Diệp Thần Phong là giết chết Hứa bằng phi hung thủ mà hứa bằng phi là hứa ra dòng chính đời thứ ba chung duy nhất đàn ông, hứa kiếm cũng không là người ngu xuẩn, hiện tại hắn mới biết được hứa lão gia tử tại sao phải nhường bọn họ chi thứ người tới ninh ra làm việc. Sợ rằng hứa lão gia tử là để cho bọn họ tới sung phong. Nếu Diệp Thần Phong đi tới Ngô Châu, như vậy hứa kiếm biết hứa lão gia tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần Phong. Cho dù Diệp Thần Phong là Diệp gia dòng chính thì như thế nào? Diệp thần phong thế nhưng đoạn tuyệt hứa ra dòng chính đời thứ ba đèn nhang A. Hay là hứa lão gia tử đã sớm đoán được bọn họ chi thứ người lần này hội trong tay diệp thần phong thua thiệt, hứa lão gia tử làm như thế dụng ý rốt cuộc là cái gì? Chỉ sợ là muốn cho chi thứ người trước cùng diệp thần phong bọn họ đấu đi. Hay nhất chi thứ đời thứ ba trung đàn ông có thể tử trong tay diệp thần phong một hai, mà con trai của hứa kiếm hứa khai là chi thứ trung thiên chi kiêu tử, Hiện nay dòng chính đời thứ ba chung lại không đàn ông, tương lai hứa khai vô cùng có khả năng ngồi trên hứa ra đời thứ ba ra chủ vị. Có thể nghĩ hứa lão gia tử chiêu này mượn đao giết người dùng bao nhiêu xảo diệu. Hứa kiếm tướng cả kiện chuyện tại trong lòng cắt tỉa một lần. Đoán ra hứa lão gia tử nghĩ cách sau đó, hắn liền đã không có cùng Diệp Thần Phong đấu nữa tâm tư. Tuy rằng hắn trong lòng hận thấu Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn hứa ra chi thứ tuyệt đối không biết làm dòng chính trong tay một bả lợi kiếm hứa lão gia tử nhất định là sẽ đối phó Diệp Thần Phong, như vậy hứa kiếm chỉ cần ở một bên nhìn thì tốt rồi, đợi được thích hợp thời gian tướng hôm nay khẩu khí này tại Diệp Thần Phong trên người đòi lại. Hứa kiếm im lặng không lên tiếng tướng con hắn hứa khai từ dưới đất phủ lên, nhìn thoáng qua Ninh Vinh Hiên nói rằng, Ninh lão gia tử, chuyện nơi đây các ngươi Ninh gia tử xem làm đi. Chúng ta hứa ra không yêu cầu quá trình, chỉ cần nhận được kết quả là tốt, chính như trước đây Ninh Vũ Đình cùng triển sĩ kết hôn giống nhau, mong muốn lần này các ngươi y nguyên có thể làm thỏa đáng. Nói xong, hứa kiếm đỡ khuôn mặt huyết nhục mơ hồ hứa khai đi ra hứa ra phòng khách, Diệp Thần Phong đi đến Diệp Đông Kiện bên cạnh, vỗ một cái Diệp Đông Kiện vai, nói rằng tiểu thúc, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lẽ nào ngươi đang còn muốn ninh ra ở lại sao? Diệp Đông Kiện cái này mới chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào ninh vinh hiên đẳng người. Nói rằng, Mẫn Yến là ta Diệp Đông Kiện nữ nhân, tự coi như các ngươi ninh ra tất cả mọi người phản đối, với ta mà nói cũng căn bản không có tác dụng, ngày hôm nay ta đảo cuối cùng là thấy được các ngươi ninh ra người cái này phó sắc mặt. Quả nhiên thật là vô sỉ đến cực điểm. Tỷ, chúng ta đi thôi, từ giờ khắc này, chúng ta không bao giờ, nữa là ninh ra người, sau đó ninh ra bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nguyên bản dùng ninh mẫn yến tính cách tuyệt đối nói không nên lời lần này tuyệt tình lời nói tới, thế nhưng ninh ra người một lần lại một lần tổn thương thấu nàng tâm, nhiều năm trước ninh ra người buộc tỷ tỷ của nàng ninh vũ đình cùng hứa triển xí thi thể kết hôn. Mà nhiều năm sau ngày hôm nay, ninh ra người lần nữa lộ ra bản tính. Người xấu, các ngươi đều là người xấu, thiến thiến đặc biệt không thích các ngươi. Bị ninh vũ đình dắt bắt tay vào làm thiến thiến, vẻ mặt ngây thơ cổ miệng mắng. Ninh ra người trên mặt tất cả mọi người thần sắc biến ảo bất định, Ninh Vinh Hiên mở miệng nói, Vũ Đình, ngươi hôm nay phải đi tham gia hứa bằng phi lễ tang, mà mẫn hiến ngươi và hứa khai hôn sự, chúng ta có thể tạm thời từ nay về sau áp đè một cái, các ngươi không nên nỗ lực cùng hứa ra đối kháng kháng, tại ngô châu hứa ra chính là thiên, các ngươi cuối cùng kết quả hội rất thảm. Ninh Vũ Đình khuôn mặt khôi phục trong quân nữ thần lạnh giá khí chất, trêu đùa, người đây là đang quan tâm ta và mẫn yến ni. Còn là lại vì Ninh gia lo lắng, lo lắng hai chúng ta tỉ muội sẽ liên lụy đến Ninh gia. Vừa rồi Mẫn Yến nói đặc biệt rõ ràng, từ nay về sau, hai chúng ta tỉ muội cùng Ninh ra lại không nửa điểm quan hệ. Ninh ra người nhìn Diệp Thần Phong bọn họ rời đi hình bóng, không dám có chút ngăn cản, bọn họ đã biết Diệp Thần Phong cũng không là Diệp ra hộ vệ. Với lại Diệp Thần Phong vừa rồi thủ đoạn đối phó với hứa khai quả thực kinh sợ đến bọn họ, bọn họ cũng không muốn bước lên hứa khai theo gót. Đợi cho Diệp Thần Phong đám người thân ảnh biến mất tại hứa ra trong phòng khách, Ninh Vũ Đình Đại thúc Ninh Quảng Chí người thứ nhất lên tiếng, hư Vũ Đình cùng Mẫn Yến hơi quá đáng, trừ phi bọn họ hiện tại lập tức ly khai Ngô Châu trở lại kinh thành, nếu không hứa ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến đã không phải là chúng ta ninh ra người, cái này là các nàng lựa chọn của mình, một ngày nào đó hai người bọn họ sẽ hối hận. Ninh Vũ Đình Tiểu thúc Ninh Quảng Bác giận dữ nói rằng, ta đã nói rồi, hai người bọn họ căn bản không xứng làm tỷ tỷ của ta lại càng không xứng làm ninh ra người cho rằng ôm thượng diệp ra đại thối thì ngon sao ninh viễn hàng khinh thường nói đối một ngày nào đó các nàng hội quỳ gối chúng ta ninh ra trước cửa xin chúng ta làm cho các nàng trở lại ninh ra ninh hoàng văn không ai bị nổi nói rằng ninh quảng phong cùng lâm mỹ cầm làm ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến cha mẹ của trầm mặc không có mở miệng dường như nhiều năm trước giống nhau yên lặng nhìn ninh ra bức bách ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến cái này hai tỷ muội đại gia tộc đều nên vì lợi ích của gia tộc suy tính cho nên ninh quảng phong cùng lâm mỹ cầm trong lòng tịnh không có đối ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến có bao nhiêu hổ thẹn mong muốn như thế chứ bất quá ta hiện tại lo lắng nhất chính là hứa ra có thể hay không đối phó chúng ta ninh gia ninh vinh hiên thở dài một hơi nói rằng ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến chết sống hắn hoàn toàn không sao cả thế nhưng ninh gia sinh tử tồn vong là hắn lo lắng nhất sự tình cũng trong lúc đó Tại diệp thần phong đảng người ly khai ninh ra sau, hứa ra trong biệt thự, hứa lão gia tử hứa quốc đông trước tiên nhận được tin tức, nhìn trước mặt nhi tử hứa Hoa Nam nói rằng, xem ra hứa kiếm ngược lại cũng cũng không bổn, nhất định là đoán được tâm tư của ta, Hoa Nam, diệp thần phong bọn họ ly khai ninh ra sau, là điều không phải đang chuẩn bị ly khai ngô châu. 3. Căn cứ ta phải đến tin tức, diệp thần phong bọn họ hình như không có ly khai ngô châu ý tứ, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Hứa Hoa Nam nghi vấn hỏi. Nếu Diệp Thần Phong thật muốn đem mệnh lưu tại Ngô Châu, như vậy chúng ta thế nào có thể không thành toàn bọn họ đâu? Người nghe ta, hứa Quốc Đông nói liên tiếp lời nói, cuối cùng còn nói thêm, Hoa Nam, chuyện này ngươi phân phó Hồng Hải hội đi làm đi. Ba, Chúng ta làm như vậy là điều không phải quá tên minh mục trương đảm. Hứa Hoa Nam đang nghe cha mình nói nhất hệ loại lời nói sau, nhịn không được hỏi lẽ nào ngươi không muốn vì bằng phi báo thủ sao? Tuy rằng rất nhiều người đều biết Hồng Hải hội là chúng ta hứa ra tại trưởng khống, thế nhưng ai có thể đủ có chứng cứ nói rõ Hồng Hải hội chính là chúng ta hứa ra thế lực ni. Tối đa đến cuối cùng Diệp ra đem thịnh nộ phát tiết đến Hồng Hải hội trên người, vì cấp bằng phi báo thủ tướng Hồng Hải hội hy sinh hết cũng đáng giá. Hứa quốc đồng yếu ớt thở dài một hơi nói rằng, chương 386, xung quanh chắn, xác định đầu phiếu, Diệp thần phong đẳng người ly khai ninh ra sau, tịnh không có lập tức trở lại kinh thành đi, nguyên nhân rất đơn giản, thiến thiến nói muốn tại ngô châu chơi, cuối cùng tại thiến thiến nhõng nhẽo ngạnh phao hạ, diệp thần phong đảng người quyết định tại ngô châu ở hai ngày, tuy rằng diệp thần phong cùng hứa ra có không chết không thôi cửu hật, thế nhưng hứa ra cũng sẽ không minh mục trương đảm đi đối phó bọn họ đi. Lần này diệp thần phong đảo thật đánh giá thấp hứa ra, hứa quốc đông đối phó diệp thần phong đám người âm mưu, đã tại Ngô Châu chiêng trống dùng ben bố trí. Diệp thần phong đám người ở Ngô Châu một nhà khách sạn năm sao định nhà dưới gian sau, đoàn người liền dẫn thiến thiến đi ra ngoài chơi, thiến thiến ngạnh muốn diệp thần phong ôm nàng, diệp thần phong nhịn không được thiến thiến làm núng, cuối cùng chỉ có thể ôm tiểu nha đầu này. Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến hình như không có bị Ninh ra sự tình ảnh hưởng tâm tình, dọc theo đường đi trái lại vừa nói vừa cười, nhưng Diệp Thần Phong liếc mắt liền nhìn ra cái này hai tỉ muội là tại miễn cưỡng vui cười, nỗ lực tướng ngày hôm nay không chuyện vui áp chế tại trong lòng. "Đông Kiện, vừa rồi ngươi cũng quá tốn đi, ngươi xem một chút Thần Phong là thế nào phiến hứa khai tên khốn kia bà tai. Thật là quá thông khoái, ngươi cần phải hướng cháu của ngươi học tập cho giỏi." Ninh Mẫn Yến vừa cười vừa nói. "Tiểu Di, là đương nhiên, Thiến Thiến ba ba vĩnh viễn là giỏi nhất." Diệp thần phong trong lòng thiến thiến kiêu ngạo nói. Diệp đông kiện còn lại là khổ gương mặt, hắn phát hiện sau đó mình tuyệt đối không có thể cùng thần phong đứa cháu này đi ra cùng với, cùng diệp thần phong đi cùng một chỗ, hắn cái này làm thiếp thúc hoàn toàn thành làm nền vật, điều này làm cho hắn tình dùng hà kham a. À. Trong lòng miễn bàn có nhiều biệt khuất, khó chịu phản bác, thần phong thì là lại nhất như bê còn điều không phải được muốn ngoan ngoãn hô ta một tiếng tiểu thúc ta cái này làm thiếp thúc từ trước có thể không có thiếu vì thần phong đứa cháu này quan tâm, nếu không thần phong tiểu tử này hội có thành tựu của ngày hôm nay sao? Diệp đông kiện mặt không đỏ tim không đập mạnh hướng tới trên mặt mình thiếp vàng, lưng thẳng được thẳng tắp thẳng tắp, một bộ trên đời này ta giỏi nhất tư thái. Ai nói ba ba ta phải ngoan ngoan hô người tiểu thúc? Mặc dù bây giờ mẹ ta không nên ba ba, thế nhưng thiến thiến biết cái này là tạm thời, đợi được sau đó mẹ cùng ba ba ở chung với nhau thời gian, người muốn hô ba ba ta một tiếng tỷ phu ni. Người có cái gì tốt thần khí, thiến thiến là diệp thần phong trung thành nhất người ủng hộ, không được phép bất kỳ kẻ nào nói diệp thần phong nói bậy. Thiến thiến, người không nên lại hồ ngôn loạn ngữ, nếu không hiện tại chúng ta tự trở lại kinh thành. Không mang theo người ở đây ngô châu chơi, ninh vũ đình đôi má hơi phiếm hồng hướng thiến thiến quát dẹp đường. Thiến thiến cài đầu dài rúc vào diệp thần phong trong ngực, thấp giọng nói lầm bầm, không nói thì không nói, dù sao thiến thiến nói một ngày nào đó hội biến thành sự thật. Diệp thần phong nhìn trong ngực đùa giỡn tính tình thiến thiến, trong đầu không tự chủ được nhớ lại, tại Ninh Vũ Đình biệt thự đại sảnh. Diệp thần phong nhất thời nhịn không được, ôm Ninh Vũ Đình hôn môi tràng cảnh, nói thật ra Ninh Vũ Đình vóc người hết sức vì mị, kéo đặc biệt có cảm giác, theo hồi ức tại trong óc thả về. Nhượng Diệp thần phong nửa người dưới có cảm giác, không tự chủ quay đầu nhìn về Ninh Vũ Đình nhìn sang. Tựa hồ hai người cố tình linh cảm đáp, tại Diệp Thần Phong nhìn về phía Ninh Vũ Đình thời gian, Ninh Vũ Đình cũng đang len lén nhìn Diệp Thần Phong, bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, phảng phất có nhất cổ điện lưu thông khắp Ninh Vũ Đình toàn thân, có thể dùng Ninh Vũ Đình đôi má càng hồng, vội vã rời đi tầm mắt. Diệp Thần Phong đẳng người mang theo thiến thiến tại Ngô Châu rất nhiều nổi danh địa phương đi dạo một vòng, sắc trời dần dần tối xuống, ở bên ngoài sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Thần Phong bọn họ cũng chuẩn bị trở về khách sạn đi nghỉ ngơi. Đi tại nhất điều không tính là quá đường phố phồn hoa thượng, Diệp Thần Phong cảm giác đầu tiên đến không thích hợp, hai bên đường phố thương điếm vậy mà lần lượt đóng cửa. Liền như là quán bar, cây tivi như vậy buổi chiếu phim tối môn cũng đóng thật chặt, người đi trên đường phố càng ngày càng ít, đến cuối cùng cả con đường vậy mà chỉ còn lại có Diệp Thần Phong, Thiến Thiến, Ninh Vũ Đình, Ninh Mẫn Yến cùng Diệp Đông Kiện năm người này. Lúc này không chỉ Diệp Thần Phong cảm thấy không được bình thường, những người còn lại trong lòng cũng đều có loại dự cảm bất tường. Diệp Đông Kiện cao mày hỏi, Thần Phong, ta cảm giác con đường này có cổ quái, chúng ta còn là mau ly khai đi. Diệp Thần Phong trong con người thần sắc biến được ngưng trọng không gì sánh được, nói rằng tiểu thúc, hiện tại ly khai sợ rằng đã không còn kịp rồi. Diệp Thần Phong tướng trong lòng thiến thiến giao cho Ninh Vũ Đình phân phó nói, đợi một lát các người tận lực hướng tới bên cạnh ta dựa, không nghĩ tới hứa ra thật có dũng khí như thế minh mục trương đảm đối phó chúng ta. Lần này trái lại ta khinh thường. Diệp đông kiện đảng người còn muốn nghi vấn, đường phố mỗi cái lộ khẩu liền tràn vào rậm rạp chẳng chịt người, những... Này nhân thủ chung đều nắm sáng như tuyết khảm đao, sơ bộ phỏng chừng từ bốn phương tám hướng chào người tới đủ có đến nghìn người, hứa ra cái này thủ bút có phần cũng quá lớn một chút đi. Thần Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào những, này người đều là hứa ra phái tới sao? Bọn họ làm sao dám như vậy trực tiếp đối với chúng ta động thủ? Thật chẳng lẽ cho là chúng ta diệp ra là trái hồng mềm sao? Diệp đông kiện song quyền nắm chặt, tim đập không tự chủ được tăng nhanh. Tiểu thúc, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời gian. Người của đối phương thật sự là nhiều lắm. Người bảo vệ tốt tương lai tiểu thẩm, ninh vũ đình người bảo vệ tốt thiến thiến ta tận lực tìm cơ hội trợ giúp các ngươi xông ra. Diệp Thần Phong nói rằng, tại bọn họ trong năm người, thiến tiến nhất định là không có sức chiến đấu, mà Ninh Mẫn Yến là quân y, thân thủ phương diện cũng sẽ không quá tốt, cho nên nhượng Diệp Thần Phong không thể coi thường lên, dù sao nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, Diệp Thần Phong cũng không là thần, hắn lực lượng trong cơ thể cũng sẽ có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, nhìn rậm dạp hướng bọn họ xông tới đoàn người. Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên tăng trưởng lên. Thật con mẹ nó nén giận, hứa ra những súc sinh này đồ đạc. Tại Diệp Đông Kiện hùng hùng hổ hổ chi tế, này cầm trong tay khảm đao người đã vào tới bọn họ mười thước bên ngoài. Diệp Thần Phong bát cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, bang 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 bang, bang lớn hưởng, vang vọng tại trên đường phố, xông lên phía trước nhất người chút nào không ngoại lệ mỗi cái bể đầu. Nhưng Diệp Thần Phong thủ đoạn chỉ là nhượng rậm dạp chẳng chịt đoàn người sửng sốt mấy giây, tịnh không có chấn nhiếp bọn họ, hình như liều mạng lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong bọn họ vào tới. Diệp Thần Phong trao mày lên, nguyên bản hắn muốn dựa vào bắt tay vào làm đoạn trước chấn nhiếp những. Này người, sau đó lập tức tìm cơ hội mang theo ninh vũ đình bọn họ đột phá đi ra ngoài, xem ra Diệp Thần Phong cái ý nghĩ này muốn triệt để rơi vào khoảng không. Những... Này Hồng Hải hội thành viên nguyên do như thế không muốn sống, một là nếu như hôm nay bọn họ có ai dám lui về phía sau, không riêng gì bọn họ, liền người nhà của bọn họ cũng đừng hòng muốn lại sống sót, hay là chỉ cần bọn họ không lui về phía sau. Hồng Hải hội cam đoan bọn họ những thành viên này, cho dù đêm nay chết trận, người nhà của bọn họ cũng hội cả đời áo cơm không lo, ba là ai có thể sát diệp thần phong, lấy hắn hạng bề trên đầu, liền có 10 triệu tiền thưởng. Các loại nguyên nhân thúc đẩy hạ, nhượng những, này Hồng Hải hội thành viên, tại thấy được diệp thần phong thần kỳ thủ đoạn sau, y nguyên phải kiên trì sông về phía trước. Bang 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 phanh lớn hưởng, không ngừng tại trên đường phố vang lên, từng cổ một thi thể không đầu sôi nổi đảo địa, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao lợi hại, nếu như chỉ có hắn một người, hắn khẳng định có thể đột phá ôm chặt, nhưng là có ninh vũ đình bọn họ lời nói. Toàn hoàn hạn chế Diệp Thần Phong, lại như thế đi xuống, trong cơ thể hắn linh hồn lực cần phải muốn tiêu hao hết không thể. Tiểu Thúc, người bảo vệ tốt tương lai Tiểu Thẩm, Ninh Vũ Đình, người bảo vệ tốt thiên thiến. Diệp thần phong không ở linh hồn lực phóng ra ngoài, từ một gã hồng hải hội thành viên trong tay đoạt lấy một thanh khảm đao, chỉ có thể vung vẩy khảm đao để giải quyết địch nhân rồi, như vậy trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao mới yếu bớt. Vừa rồi tại diệp thần phong linh hồn lực phóng ra ngoài dưới tình huống, những này hồng hải hội thành viên căn bản không có cách gì tới gần diệp thần phong bọn họ, hiện tại diệp thần phong thu hồi linh hồn lực, bọn họ tự nhiên mà vậy có thể tới gần chém giết. Diệp Thần Phong không chỉ phải giải quyết Hồng Hải hội thành viên, còn muốn phân tâm chú ý Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện an toàn của bọn họ. Dù sao Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện đều có người cần bảo vệ, hai người chiến lược cũng vô pháp phát huy được, tình thế đối Diệp Thần Phong bọn họ đặc biệt bất lợi. Con mẹ nó, lẽ nào ta Diệp Đông Kiện thật sẽ chết tại ở đây sao? Diệp Đông Kiện thể lực vô cùng giảm xuống, trong miệng thô khí liên tục, hai con người sát huyết hồng một mảnh, ninh vũ đình tình hình thực tế huống cũng không sai biệt lắm. bọn họ hai cái thể lực có thể không có diệp thần phong tốt như vậy, hồng hải hội thành viên phản phất là không giết xong giống nhau. nhượng ninh vũ đình cùng diệp đông kiện bọn họ trong lòng từ từ sinh ra tuyệt vọng. a, à, diệp thần phong cổ họng trong giống giận một tiếng, trong thân thể khí thế lần thứ hai đề thăng, chạy tại diệp đông kiện đám người chu vi, chợt bang diệp đông kiện đảng người giảm bớt áp lực chương 387, nhất đường sinh cơ. Xác định đầu phiếu. Khắp bầu trời tiếng kêu thảm thiết tràn đầy cả con đường đạo, ngô châu cảnh sát không có ở trước tiên xuất động, theo lý mà nói động tĩnh bên này sớm nên dẫn tới cảnh sát người chú ý. Như vậy ngô châu cảnh sát chậm chạp không có xuất động nguyên nhân, nhất định là cùng hứa ra có quan hệ, hứa ra tại ngô châu thật là có lấy thung úp voi năng lực. Tại Diệp Thần Phong trợ giúp hạ, Ninh Vũ Đình, Diệp Đông Kiện bọn người còn không có bị thương, Ninh Vũ Đình trong miệng hô hấp dồn dập, ngược hai ngọn núi kịch liệt phập phòng, sợi tóc bị mồ hôi cấp sũng nước, dán thật chặt tại trên trán của nàng, trong ngực ôm thiến thiến, một tay bụng thiến thiến mắt, rất sợ thiến thiến nhìn đến cái này loại máu tanh chàng diện sẽ ảnh hưởng tâm lý trưởng thành, một tay công kích tới vào tới trước mặt hồng hải hội thành viên. Ninh Vũ Đình thực lực tại diệp thần phong trước mặt hay là thật thiếu nhìn, thế nhưng thân là trong quân nữ thần nàng, có thể cũng không là lãng được hư danh, dùng thực lực của nàng tuyệt đối có thể xưng là là phổ thông nhân trung cao thủ. Diệp Đông Kiện thở hồn hển đem Ninh Mẫn Yến bảo hộ tại phía sau, dường như ngay giã thú hung mãnh, lực công kích cực kỳ cường hãn, có thể nói giờ khắc này Diệp Đông Kiện tiềm năng lần thứ hai bị kích phát ra rồi. Tuy rằng Hồng Hải hội thành viên tại trong khoảng thời gian ngắn còn không đủ để thương tổn được bọn họ, thế nhưng một lúc sau, cái này không thể nghi ngờ sẽ biến thành một hồi đánh rằng co, đối với Diệp Thần Phong bọn họ mà nói đặc biệt bất lợi, đường phố mỗi cái lộ khẩu không ngừng chen chúc tới đoàn người, quỷ mới biết được lần này Hồng Hải hội đến cùng phái ra bao nhiêu người. Tại cái này loại cực hạn chiến thuật biển người hạ, Diệp Thần Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cuối cùng cũng vô pháp bảo toàn Ninh Vũ Đình, Diệp Đông Kiện, Ninh Mẫn Yến cùng Thiến Thiến, chân mày là nhíu càng ngày càng gấp. Tại Diệp Thần Phong đám người và Hồng Hải hội thành viên dục huyết phấn chiến thời gian, Ngô Châu hứa ra trong biệt thự, một gã Hồng Hải hội thành viên trung tâm đi vào phòng khách, cung kính đối ngồi ở trên ghế salon hứa lão gia tử hứa quốc đông, nói rằng, lần này Hồng Hải hội tổng cộng xuất động 3.000 tên thành viên, diệp thần phong thực lực của bọn họ cường hãn, hiện nay còn đang ngoan cố chống lại, bất quá, thể lực của bọn họ rất nhanh hội tiêu hao hết. Đến lúc đó bọn họ không bao giờ, nữa là Hồng Hải hội thành viên đối thủ. Hứa quốc đông phi thường hài lòng hiện nay tình hình chiến đấu, xem ra đêm nay Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đủ 3.000 tên hồng hải hội thành viên A. Chỉ vì đối phó Diệp Thần Phong bọn họ 5 người, nếu như vẫn không thể đủ giải quyết 5 người này lời nói, hứa quốc đông sợ rằng thật muốn chọc giận được hộp máu. Chào tiến tốc độ, mau chóng giải quyết Diệp Thần Phong bọn họ, ta chỉ có thể kéo dài ngô châu cảnh sát hai cái giờ, đến thời gian ngô châu cảnh sát tự hội xuất động, cho nên nhất định phải tại trong vòng hai canh giờ sát Diệp Thần Phong, người đi xuống đi có bất kỳ tình huống gì trước tiên tới hồi báo cho ta nghe hứa quốc đông phất phất tay nói rằng đợi cho tên ngô châu hồng hải hội thành viên trung tâm sau khi lui xuống hứa quốc đông âm trầm cười nói diệp trấn hồng ta thật muốn nhìn ngươi một chút duy nhất tôn tử sau khi chết người hội là thế nào dạng một loại vẻ mặt thống khổ những thứ này đều là ngươi nên được cũng trong lúc đó diệp thần phong bọn họ bị vây chắn cái kia trên đường phố một cái nhà nhà lầu lầu hai cực đại cửa sổ sát đất hộ chính đối mặt với đường phố. Ba gã hơn 20 tuổi thanh niên ngồi ở cửa sổ sát đất hộ trước, tại trước mặt bọn họ một cái bàn nhỏ thượng để bia cùng củ lạc. Cái này ba gã thanh niên uống bia, ăn củ lạc, quan sát trên đường phố vô tận chém giết, ngồi ở bàn bên trái, một gã bản thốn đầu thanh niên, đối ngồi ở chính giữa thanh niên, nói rằng cao ca, cái này hồng hải hội thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Bất quá, bị Hồng Hải hội xung quanh ngăn ở trên đường phố người thật đúng là cường hãn, cho tới bây giờ lại còn không ai bị thương. Ngồi ở chính giữa, bị gọi là cao ca thanh niên tên đầy đủ là Cao Chí Viễn, là nguyên bản Thiên Hải Thắng Thiên hội thành viên trung tâm, tại Thắng Thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất sau. Rất nhiều Thắng Thiên hội thành viên trung tâm liền dẫn một nhóm người hướng tới nước Hoa mỗi cái thành thị trung phân tán đi ra. Cái này Cao Chí Viễn đảo cũng là có một ít khả năng ngắn ngủi một chút cuộc sống hắn liền tại Ngô Châu đứng vững vàng gót chân, hắn lãnh đạo thắng thiên hội tại Ngô Châu cũng ngày càng tráng lớn lên, ngồi ở bàn bên trái. Vừa nói chuyện bản thốn đầu thanh niên tên là Tôn Thiên Hiếu, một gã khác ngồi ở bên phải thanh niên tên là Chu Tuấn Trì. Cái này hai người là cao trí viễn đắc lực cánh tay, là cao trí viễn đi tới Ngô Châu sau, mới quen huynh đệ. Cao trí viễn xuyên thấu qua bóng đêm nhìn trên đường phố ngoan lệ không gì sánh được diệp thần phong thân ảnh, khẽ gật đầu nói rằng, Thiên Hữu, điểm ấy ngươi trái lại nói không sai, bọn họ tuyệt đối là cao thủ, Hồng Hải hội là chúng ta tại Ngô Châu kình địch lớn nhất, chúng ta thắng Thiên hội muốn tại Ngô Châu quật khởi nhất định phải diệt Hồng Hải hội mới được a. À? Cao ca, người điều không phải thường nói thắng Thiên hội người sáng lập Diệp Thần Phong Diệp hội trưởng, là một cái thực lực cường hãn đến biến thái người sao? Người chừng nào thì có thể nhượng chúng ta trông thấy vị kia truyền kỳ nhân vật a? À? Tôn Thiên Hữu ném nhất khỏa củ lạc tại trong miệng nhai. Đúng vậy, Cao Ca, trong khoảng thời gian này thường nghe ngươi nói khởi Diệp hội trưởng cường hãn, Diệp hội trưởng là ta phấn đấu mục tiêu. Chu Tuấn chỉ ực một hớp bia nói rằng, hai người các ngươi hảo hảo nỗ lực, ta muốn các ngươi tổng hội có cơ hội nhìn thấy Diệp hội trưởng, từ trước tại thiên hải thời gian, ngay cả ta đều đều không phải đơn giản có thể nhìn thấy Diệp hội trưởng, Diệp hội trưởng nhân vật như vậy, từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Bất quá, ta tin tưởng nếu như chúng ta có thể thống nhất ngô châu thế lực dưới đất, đến lúc đó các người muốn gặp một mặt diệp hội trưởng, khẳng định cũng sẽ không là việc khó gì. Cao Chí Viễn khẳng định nói, hắn chính là thiên hải thắng thiên hội nhóm đầu tiên thành viên, coi như là thắng thiên hội nguyên lão cấp nhân vật, hắn đối diệp thần phong diệp hội trưởng cũng là cực kỳ sùng bái. Cao ca, có muốn hay không kính viễn vọng, nhìn như vậy mới đủ rõ ràng ha. À. Tôn Thiên Hữu đưa cho Cao Chí Viễn một cái kính viễn vọng, Cao Chí Viễn nhận lấy kính viễn vọng, tướng màn ảnh nhắm ngay Diệp Thần Phong, khi hắn xuyên thấu qua màn ảnh, thấy rõ ràng Diệp Thần Phong tướng mạo sau, lạch cạch một tiếng, bàn tay kính viễn vọng rơi vào trên mặt đất. Đã từng thân là Thiên Hải Thắng Thiên hội thành viên trung tâm cao chí viễn, không chỉ một lần gặp qua Diệp Thần Phong, đối với Diệp Thần Phong tướng mạo là cực kỳ rõ ràng, khi hắn nhìn đến trên đường phố chiến lực cực kỳ mãnh liệt người sau, điều không phải Diệp Thần Phong là ai ni. Cao ca người thế nào liền cái kính viễn vọng đều cầm không vững. Là điều không phải tối hôm qua lại cùng tàu tử đại chiến 300 hiệp. Tôn Thiên Hữu không có cái nghiêm chỉnh nói rằng. Cao Chí Viễn hít sâu một hơi, từ dưới đất nhặt lên kính viễn vọng, lần thứ hai xác nhận một lần sau, vội vàng nói Thiên Hữu Tuấn Trì, lập tức triệu tập thắng thiên hội thành viên, đêm nay chúng ta muốn cùng Hồng Hải hội đại làm một cuộc. Cao ca, người phát sốt đi, thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Hồng Hải hội, lẽ nào ngươi muốn cứu bị Hồng Hải hội xung quanh ngăn chặn mấy người kia sao? Tôn Thiên Hữu nghi ngờ hỏi. Cao Chí viễn điểm vật đầu, thần sắc hơi có chút hưng phấn, hai người các ngươi không phải là muốn kiến thiên hải thắng thiên hội người sáng lập sao? Cao Chí viễn ngón tay xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hộ chỉ hướng trên đường phố Diệp Thần Phong, bị Hồng Hải hội vi trụ cái kia chiến lực cực kỳ mãnh liệt người, chính là các ngươi gặp nhau Diệp Thần Phong Diệp hội trưởng, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng hành động, tuy rằng ta không biết Diệp hội trưởng làm sao sẽ tới Ngô Châu. Như thế nào hội bị Hồng Hải hội người vây quanh, thế nhưng ta tuyệt đối không thể đủ nhượng Diệp hội trưởng tại Ngô Châu gặp chuyện không may, nếu không nhìn thấy đã từng những huynh đệ kia, bọn họ cần phải muốn lột ra ta không thể. Cao ca, người xác định không có ở cùng chúng ta nói đùa. Chu Tuấn chỉ lăng lăng hỏi, bọn họ vừa nhắc tới Diệp Thần Phong, thế nào Diệp Thần Phong tự xuất hiện ở Ngô Châu. Các ngươi xem ta tượng là đang nói đùa sao, nhanh đem người tập hợp, Hồng Hải hội lần này thế nhưng xuất động 3.000 người, Diệp hội trưởng lại phải bảo vệ người đứng bên cạnh hắn, nếu không ta tin tưởng, dùng thực lực của hắn khẳng định có thể đột phá trùng vây. Đang khi nói chuyện, Cao Chí viễn người thứ nhất vọt ra khỏi phòng, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, có thể cùng Diệp hội trưởng cùng nơi kề vai chiến đấu, nếu như chuyện này nhượng đã từng hắn những huynh đệ kia biết, sợ rằng cần phải muốn ước ao tử bọn họ không thể. Tuấn Trì, ta đều không phải đang nằm mơ chứ. Cao ca nói là thật, Tôn Thiên Hữu vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Thiên Hữu, người xem Cao ca vẻ mặt hưng phấn tượng là giả sao. Sợ rằng trên đường phố người nọ thật là Diệp Thần Phong Diệp Hội trưởng, chúng ta đi nhanh lên đi. Chu Tuấn chỉ vỗ vỗ Tôn Thiên Hữu vai nói rằng. Tại trên đường phố dục huyết phấn chiến diệp thần phong đảng người còn không biết cái này một loạt biến cố, có Ngô Châu thắng thiên hội trợ giúp, Diệp thần phong bọn họ liền có nhất đường sinh cơ. Chương 388, tới đích thực đủ kịp thời. Xác định đầu phiếu. Đám này cho cái nuôi gì đó, thật biệt khuất, thật quá biệt khuất. Diệp Đông kiện lực công kích tại từ từ yếu bớt, cổ họng trong chửi ầm lên, hắn hoàn toàn là bằng vào ý chí lực đang khổ cực chống đỡ y phục trên người bị hắn bản thân mồ hôi cùng hồng hải hội thành viên máu tươi cấp thâm ướt. Diệp thần phong trong tay khảm đao lần thứ hai huy hướng hồng hải hội thành viên, khảm đao lưỡi dao xẹt qua ba gã hầu như đặt song song hồng hải hội thành viên cái cổ, ba khỏa đầu trong nháy mắt ly khai thân thể, máu tươi dường như cột máu thông thường, từ ba gã hồng hải hội thành viên cái cổ miệng phun vải ra. Tiểu thúc, chúng ta nhất định phải kiên trì, chỉ cần qua đêm nay, ta nhất định sẽ làm cho hứa ra triệt để trên thế giới này tiêu thất. Diệp thần phong âm lãnh mang theo thanh âm tức giận từ cổ họng trong phát sinh. A, 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 ngay diệp thần phong vừa dứt lời chi tế, đường phố ngoại vi phát sinh hồng hải hội thành viên tiếng kêu thảm thiết, hồng hải hội thành viên bắt đầu hoảng loạn, rất nhanh nhất điều đường máu từ hồng hải hội trong đám người khai đi ra, trực tiếp thông hướng diệp thần phong bọn họ 5 người, đi tuốt ở đàng trước rõ ràng là cầm trong tay khảm đao cao trí viễn, mà Tôn Thiên Hữu cùng Chu Tuấn chỉ một tả một hữu đi theo Cao Trí Viễn bên cạnh. Cao Trí Viễn tại Ngô Châu thành lập Thắng Thiên Hội, thành viên nhân số đã đạt đến hơn 1.000 người. Tại ngắn ngủi một hồi trong thời gian, Ngô Châu Thắng Thiên Hội hơn 1.000 tên thành viên tự toàn bộ tập trung lại. Mặc dù không cách nào cùng Hồng Hải hội đánh đồng, thế nhưng bang Diệp Thần Phong bọn họ vượt qua đêm nay cửa ải khó khăn, chắc là dư giả sự tình. Cao Trí Viễn vẻ mặt hưng phấn đi đến Diệp Thần Phong trước mặt rất cung kính nói rằng, Diệp hội trưởng, ta đến chậm. Diệp thần phong hồ nghi nhìn chầm chầm trước mặt cao trí viễn, thiên hải thắng thiên hội thành viên trung tâm, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nhớ không nổi cao trí viễn là ai nhi. Thiên hải thắng thiên hội vẫn là phương nam tường giúp hắn đang xử lý, cho nên nói hắn cái này hội trưởng làm được thật đặc biệt không xứng chức, liên thiên hải thắng thiên hội vốn là thành viên trung tâm cũng không nhận ra được. Ngươi là, chúng ta quen biết sao, Diệp thần phong nghi vấn hỏi, có ngô châu thắng thiên hội hơn một ngàn người gia nhập vào, diệp thần phong áp lực của bọn họ trợt kỳ kém, tuy rằng không nhận thức trước mặt cao trí viễn, thế nhưng hắn biết những. Này người nhất định là tới giúp hắn, điều này làm cho hắn trong lòng nặng nề thở ra một chút sức lực tới. Cao trí viễn khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng, bất quá, đối diệp thần phong không có chút nào không vừa lòng, giải thích diệp hội trưởng, ta là thiên hải thắng thiên hội vốn là thành viên trung tâm cao trí viễn. Tại thắng thiên hội thống nhất thiên hải sau đó, chúng ta rất nhiều thành viên trung tâm không phải là bị phân tán đến nước hoa các đại trong thành thị mà. Lúc này Diệp Thần Phong mới xem như là đã biết thân phận của Cao Chí Viễn, trịnh trọng vỗ vỗ Cao Chí Viễn vai, nói rằng, người làm rất tốt, Ngô Châu Hồng Hải hội càn rỡ không được không bao lâu. Sau đó Ngô Châu tướng là thiên hạ của ngươi. Bị sùng bái thần tượng như vậy khích lệ, Cao Chí Viễn hưng phấn sắc mặt đỏ lên, nắm tay vỗ vỗ trong ngực nói rằng, Diệp hội trưởng, đêm nay Hồng Hải hội tổng cộng xuất động 3.000 người, người của chúng ta chỉ có thể kéo dài đến ngô châu cảnh sát người tới. Mặc dù nói Hồng Hải hội nhất định là cùng ngô châu cảnh sát chào hỏi, thế nhưng động tĩnh lớn như vậy, ngô châu cảnh sát chắc chắn sẽ không không nhúc nhích, nhiều nhất là muộn cá biệt tiếng đồng hồ. Thì là ngô châu cảnh sát không đến, có các người hơn 1.000 người trợ giúp, Hồng Hải hội đêm nay trở mình không dậy sóng hoa, người nhượng người bảo vệ tốt bọn họ. Diệp Thần Phong chỉ vào sau lưng Ninh Vũ Đình, Diệp Đông Kiện đảng người đối cao chí viễn nói rằng: Vừa rồi Diệp Thần Phong là bởi vì phải bảo hộ Ninh Vũ Đình bọn họ, mới đưa đến chiến lực của hắn vẫn không có phát huy được, lúc này có Ngô Châu thắng thiên hội trợ giúp. Hắn đã không có buồn phiền ở nhà. Diệp hội trưởng, ngài yên tâm, ta cam đoan bọn họ liền một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Cao chí viễn lập tức mệnh lệnh Ngô Châu thắng thiên hội thành viên tướng Diệp Đông Kiện đảng người vây vào giữa. Nhưng hồng hải hội thành viên không có cách gì đột phá đi vào thương tổn được diệp đông kiện đảng người diệp đông kiện đảng người có ngô châu thắng thiên hội người bảo hộ sau đó diệp thần phong khóe miệng lộ ra một vòng dày đặc dáng tươi cười tốc độ cực nhanh chui vào hồng hải hội thành viên trong đám người sáng như tuyết ánh đao không ngừng trong đêm đen chấp động hồng hải hội thành viên là rất nhiều nhóm lớn đảo địa đã không có giảng buộc sau đó hồng hải hội những này am miêu a cầu ai có thể đủ ngăn được hắn Cao Chí Viễn ngây ngốc nhìn Diệp Thần Phong xuyên qua tại Hồng Hải hội trong đám người bóng đen, sùng sục, sùng sục, sùng sục. Cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt khởi nước bọt, hít sâu vài khẩu khí, trong lòng cảm thán nói, đây mới là Diệp hội trưởng thực lực chân chính A. Đứng tại Cao Chí Viễn hai bên Tôn Thiên Hữu cùng Chu Tuấn chỉ đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, Tôn Thiên Hữu lắp bắp hỏi Cao, Cao ca, ta, ta đều không phải đang nằm mơ chứ. Diệp hội trưởng quả thực như B không có thiên lý. Cao ca, đợi một lát người có thể nhất định muốn đem hai chúng ta dẫn tiến cấp diệp hội trưởng nhận thức, có thể nhận thức diệp hội trưởng là ta Chu Tuấn chỉ đời trước đã tu luyện có phúc a. Chu Tuấn chỉ không có cách gì che giấu nội tâm minh mông kích động. Hai người các ngươi còn ngu đứng ở chỗ này làm gì? Vội vàng tại diệp hội trưởng trước mặt nhiều hơn biểu hiện biểu hiện, giết nhiều vài cái hồng hải hội ngu ngốc. Cao Chí viễn tướng nắm trong tay khảm đao nắm thật chặt, khóe miệng xẹt qua một vòng là nụ cười máu. Tại có Ngô Châu Thắng Thiên Hội hơn 1.000 người gia nhập vào sau, Diệp Thần Phong lại bạo phát ra hắn tất cả chiến lực, có thể nói nguyên bản chiếm hết ưu thế hồng hải hội kế tiếp bại lui. 3.000 người chỉ còn lại có hơn 1.000 người, trên đường phố nằm đầy sổ bất thắng sổ thi thể, mùi máu tanh nồng đậm tràn đầy cả con đường đảo. Tại Hồng Hải hội kế tiếp bại lui thời gian, một gã Hồng Hải hội thành viên hoảng hốt chạy vào hứa ra biệt thự trong phòng khách, vội vội vàng vàng nói rằng, không xong, không xong, Ngô Châu Thắng Thiên Hội thành viên đột nhiên hoành sáp một cước, cái kia là Diệp Thần Phong người, bạo phát ra cực kỳ cường hãn năng lực chiến đấu, chúng ta Hồng Hải Hội cơ hồ là quân lính tan rã, sợ rằng tiếp tục như vậy nữa, 3000 tên Hồng Hải Hội thành viên tướng toàn quân bị diệt. Tên này Hồng Hải Hội thành viên trung tâm tại hướng hứa quốc đông hội báo tin tức xấu này thời gian Cả người ve mùa đông như kinh, rất sợ hứa quốc đông đem thịnh nộ phát tiết đến trên người của hắn đi hứa quốc đông bàn tay gầy guộc chăm chú nắm chặt hắn không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn xem ra tối nay là không cần diệp thần phong mệnh tận lực áp chế ở trong lòng thịnh nộ đối tên hồng hải hội thành viên trung tâm phất phất tay nói rằng ngươi đi xuống đi diệp thần phong ta cũng không tin ta không thể đủ đem tánh mạng của ngươi lưu tại ngô châu phanh một tiếng đợi cho tên hồng hải hội thành viên trung tâm sau khi rời đi hứa quốc đông tướng trước mặt một cái ly thủy tinh hung hăng té xuống đất, hình như là là phát tiết lửa giận trong lòng thông thường. Trên đường phố, hồng hải hội thành viên tại cấp tốc giảm bớt, còi báo động thanh do xa đến gần vang lên, đếm 10 chiếc xe cảnh sát lái vào đường phố, đưa một đám cảnh sát từ trên xe cảnh sát xuống, nhìn đến trên đường phố đếm không hết thi thể sau, trong dạ dày mặt một trận khó chịu, cố nén nôn mửa xung động, những cảnh sát này rút ra bên hông xứng thương, quát, mỗi một người đều cấp ta ngồi xổm xuống, không được nhúc nhích, nếu ai không nghe mệnh lệnh, chúng ta vừa muốn nổ súng. Những cảnh sát này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác cái này thời gian tới, thật đúng là mẹ nó kịp thời. Diệp thần phong không để ý đến những, này cái gọi là cảnh sát gầm rú, giơ tay chém xuống, một gã hồng hải hội thành viên đầu ném bay đến giữa không trung. Người không nghe được chúng ta nói sao? ngươi cũng dám làm trò chúng ta những cảnh sát này mặt hành hung. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một gã 35-36 tuổi nam cảnh sát, hướng Diệp Thần Phong đã đi tới, trong tay họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu, hắn chính là Ngô Châu Cục Cảnh sát Đại đội trưởng Trịnh Khắc. Đêm nay hứa ra người cấp Ngô Châu Cảnh sát Cục chào hỏi, nhưng là Cục Cảnh sát người không biết hứa ra sẽ đối phó ai. Bất quá, bọn họ biết tại Ngô Châu ai đắc tội hứa ra, vậy thì đồng nghĩa với là tại tự chui đầu vào giỏ. Các ngươi cái này là đại quy mô bang phái chém giết. Nước hoa cũng là bởi vì có các ngươi những bại hoại này, chị An mới có thể biến được kém như vậy. Đại đội trưởng trịnh khắc chỉ cao khí ngang đối diệp thần phong thuyết giáo, bọn họ cảnh sát thân phận đặt ở nơi nào, hắn tin tưởng đối phương không dám làm loạn. Nói thật đúng là đường hoàng, nước hoa chị an nguyên do biến được kém như vậy, ta xem là bởi vì các ngươi những... Này chó má cảnh sát, thế nào? Lẽ nào ta nói sai sao? Các ngươi nhiều nhất cũng chỉ là hứa ra cẩu mà thôi, thừa dịp ta không có phẫn nộ trước, mau cút cho ta. Diệp thần phong lạnh giá con người theo dõi đại đội trưởng trịnh khắc. mươi 389, đem mô châu tung cái đáy hướng lên trời. Xác định đầu phiếu, bị diệp thần phong đen kịt hai con người để mắt tới trịnh khắc, toàn thân run rẩy một chút, ổn ổn tâm tình, nói rằng người giết người còn lý luận theo chúng ta hồi một chuyến cảnh sát cục, nếu như ngươi dám phản kháng lời nói, ngươi có tin ta hay không tại chỗ đem ngươi cấp bắn chết. Lần này Diệp Thần Phong còn chưa kịp nói, Diệp Đông Kiện tựu đứng dậy, hắn thể lực khôi phục một ít, trong lòng nguyên bản tựu nín một bụng hỏa, nghe được trịnh khắc lắm mồm, chợt hướng trịnh khắc vào tới, bởi trịnh khắc toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, cho nên hắn bi thúc, bất ngờ không kịp đề phòng khuôn mặt bị Diệp Đông Kiện đánh một quyền trong tay súng cũng bị Diệp Đông Kiện cấp đoạt đã qua. Lão tử ta ngày hôm nay nhanh nhín chết, người cái xả điều còn dám vào tới họng đi lên, phi Diệp Đông Kiện khó chịu hướng chấm đất thượng ói ra một bãi nước miếng, tiếp tục nói thật đúng là cho là chúng ta người của Diệp ra là tùy tiện có thể khi dễ. Diệp Đông Kiện không chút do so dự lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, sau đó đối bên đầu điện thoại kia người nói mấy phút sau, liền đưa điện thoại di động cắt đứt. Đại đội trưởng Trịnh Khắc bị Diệp Đông Kiện đánh một quyền, dưới chân bước chân không có đứng vững, một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất, trong lúc nhất thời đảo thật là mắt choáng váng, đợi được Diệp Đông Kiện vừa nói chuyện điện thoại xong, hắn mới khó khăn lắm từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Diệp Đông Kiện giận dữ hết, rất tốt, rất tốt, người có biết hay không ngươi làm cái gì? Đánh lén cảnh sát, đoạt cảnh sát súng, quang cái này hai điều tội danh tựu cũng đủ ngươi chịu được, chờ đến cảnh sát cục xem ta như thế nào thu thập ngươi người cấp ta. Một trận chuông điện thoại di động cắt đứt trịnh khắc lời nói, trịnh khắc nói khái móc ra điện thoại di động trong túi, đảng thấy là cục trưởng đánh tới thời gian, hắn vội vàng hắng giọng một cái, trên mặt không nhịn được tiêu thất, ân cần tiếp thông điện thoại di động, cục trưởng, ta đang dựa theo người phân phó của ngài làm sự tình nghi. Xin hỏi cục trưởng ngài còn có dặn dò gì sao? Làm ngươi mụ, vội vàng cút trở lại cho ta, nhớ kỹ đem trên đường phố thi thể toàn bộ cấp ta dọn dẹp, Sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn đến nhất điều ngăn nắp sạch sẽ như mới đường phố, nếu như ngươi làm không được, lập tức cút cho ta đản." Trong điện thoại di động truyền đến cảnh sát cục cục trưởng tiếng gầm gừ. Điều này làm cho Trịnh Khắc có chút không nghĩ ra được, thận trọng hỏi: "Cục trưởng, ngài là điều không phải lầm. Sự tình hôm nay thế nhưng hứa ra phân phó xuống, lẽ nào ngài muốn cùng hứa ra đối nghịch sao?" "Ngươi phí nói cái gì? Hứa ra ta đắc tội không nổi." lẽ nào cái khác người ta tự đắc tội nổi sao? Ngô Châu Cục Cảnh sát Cục trưởng vừa nhận được cấp trên đánh hạ gọi điện thoại tới. Cho nên chuyện này hắn chỉ có thể mau sớm xử lý. Sau đó lựa chọn hai bên không giúp bên nào, như vậy mới là biện pháp tốt nhất ha. Trịnh Khắc tựa hồ nghe ra Cục trưởng trong lời nói mặt ý tứ, đang suy nghĩ khởi vừa rồi Diệp Đông Kiện hình như gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, tại Diệp Đông Kiện nói chuyện điện thoại xong không bao lâu sau, cục trưởng tự gọi điện thoại cho hắn, cái này trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy tình đi, cho nên trịnh khắc rất nhanh thì đoán được diệp đông kiện bối cảnh không đơn giản a, à. mà hắn trịnh khắc một cái tiểu tiểu cảnh sát cục đại đội trưởng, vừa rồi lại còn muốn cùng diệp đông kiện kêu gào, cái này đều không phải ngại bản thân tử không đủ nhanh mà, tại cúp cục trưởng điện thoại sau, trịnh khắc khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, đi tới diệp đông kiện trước mặt, hình như hoàn toàn đã quên vừa rồi diệp đông kiện đánh hắn một quyền cùng với hắn đối diệp đông kiện buông ngoan thoại, ngoan dường như một cái tôn tử thông thường, mở miệng nói rằng, mới vừa rồi là ta hỏa khí quá thịnh vượng, ta tin tưởng các ngươi nhất định là đêm nay người bị hại, các ngươi không cần phải cùng ta đi cảnh sát cục làm bút lục, có thể trực tiếp ly khai, chuyện nơi đây tự giao cho chúng ta tốt. Tốt, tiểu thúc, không cần thiết cùng người như thế không chấp nhận, để cho bọn họ lưu lại thu thập tàn cục đi. Diệp thần phong phải phải mau sớm nghĩ ra một cái đối phó hứa ra biện pháp, đêm nay nếu không có ngô châu thắng thiên hội trợ giúp sợ rằng hậu quả tướng thiết tưởng không chịu nổi ngô châu thắng thiên hội hội sở trong cao trí viễn tướng tôn thiên hữu cùng chu tuấn chỉ giới thiệu cho diệp thần phong nhận thức cái này hai người đối diệp thần phong là sùng bái tới cực điểm một cái kình đối diệp thần phong nói tốt diệp thần phong đặc biệt hiền hòa thái độ càng nhượng tôn thiên hữu cùng chu tuấn chỉ hưng phấn sở không được bắc trí viễn các người đối ngô châu hồng hải hội có bao nhiêu lý giải Diệp Thần Phong nói thẳng hỏi. Đứng tại Diệp Thần Phong trước mặt Cao Chí Viễn, nói rằng, Diệp hội trưởng, kỳ thực Hồng Hải hội chung đã có chúng ta thắng thiên hội gián điệp, thậm chí chúng ta đã nắm giữ Hồng Hải hội một phần nhỏ thế lực, việc này là hứa gia nhân hoàn toàn không biết, ta nguyên lai muốn đẳng thời cơ lại thành thục một ít, tới một cái rút củi dưới đáy nồi, nhượng Hồng Hải hội triệt để tại Ngô Châu tiêu thất, bây giờ xem ra chúng ta tiến độ muốn tăng nhanh. Diệp Thần Phong thật không nghĩ tới cao trí viễn vậy mà đã đem thế lực thẩm thấu tiến Hồng Hải Hội. Như vậy giải quyết Hồng Hải Hội, giải quyết hứa ra liền dễ dàng nhiều, cái này cao trí viễn trái lại một cái không hơn không kém nhân tài. Tại Diệp Thần Phong đẳng người thương lượng đối phó hứa ra đối sách thời gian, kinh thành Diệp ra, biệt thự trong phòng khách, Diệp Trấn Hồng cùng võ an quốc mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, ngô châu chuyện đã xảy ra đã chuyển tới lỗ tai của bọn họ trong võ an quốc đồng giảng biết trước đây diệp trấn hồng cùng hứa quốc đông ân oán bởi vì võ lão gia tử cũng là cùng bọn họ tại một cái trong bộ đội trấn hồng ta xem hứa quốc đông là hoàn toàn điên hắn cũng dám như thế gióng chống khua chiêng đối phó thần phong lần này thần phong bọn họ có thể thiếu chút nữa thật xảy ra ngoài ý muốn ngươi thật đối hứa quốc đông quá nhân từ hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị đối hứa quốc đông động thủ sao võ an quốc trầm giọng nói rằng kỳ thực nhiều Thế này năm, Diệp Trấn Hồng trong tay nắm giữ rất có nhiều quan hứa quốc đông, có quan hệ hứa ra phạm pháp chứng cứ, chỉ cần đem những chứng cứ này giao cho nước hoa có quan hệ bộ môn, hứa quốc đông cùng hứa ra tuyệt đối sẽ vĩnh viễn không xoay người ngày. Thế nhưng Diệp Trấn Hồng lòng mềm yếu, hắn thật không muốn đi ra như vậy một bước, mà bây giờ ni. Hứa quốc đông cách làm hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn vẫn có thể kế tục như thế nhẹ dạ đi không? Năm đó ân oán, bất kể ai đối, ai sai là nên chấm dứt lúc. An Quốc, người nói đúng, ta cái này gọi điện thoại cấp thần phong, nhượng hắn tại ngô châu buông tay chân ra, muốn làm sao thì làm vậy. Diệp Trấn Hồng quyết định nói rằng, tại ngô châu thắng thiên hội hội sở trong diệp thần phong nhận được diệp lão ra tử điện thoại sau, hắn biết hứa ra là hoàn toàn không có cơ hội xoay người, hôm nay điều không phải hứa bằng phi lễ tan sao. Hứa ra điều không phải ngô châu đệ nhất đại gia tộc sao. Như vậy thì nhượng Diệp Thần Phong tướng Ngô Châu hoàn toàn tung hắn cái đáy hướng lên trời đi. Diệp Thần Phong đại khái nói với Cao Trí Viễn ngày mai kế hoạch cùng an bài, Cao Trí Viễn tại Hồng Hải hội trung điều không phải có gián điệp sao. Hôm nay nhất định có thể cấp hứa ra một cái đặc biệt lớn vô cùng kinh nghỉ. Diệp Thần Phong đi tới Ninh Vũ Đình trước mặt, Thiến Thiến đã ghé vào Ninh Vũ Đình trong lòng đang ngủ. Diệp Thần Phong nói rằng hôm nay có hứng thú hay không bồi ta đi một chuyến hứa bằng phi lễ tang trước đây hứa gia nhân như vậy bức bách ngươi, bọn họ rất nhanh thì hội có báo ứng. Ninh Vũ Đình đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần Phong, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nói rằng tốt, ta hôm nay cùng ngươi đi một chuyến. Một bên Diệp Đông Kiện cũng liền bận mở miệng nói, Thần Phong, hôm nay ta cũng đi hứa bằng phi lễ tang vui đùa một chút, ta biết tiểu tử ngươi hôm nay khẳng định lại muốn làm ra đại động tính tới, ta có thể không muốn bỏ qua trận này vở kịch hay. Tỷ, Đông Kiện, hôm nay các ngươi cùng thần phong cùng đi hứa bằng phi lễ tang, như vậy ta lưu lại chiếu cố thiến thiến đi. Nếu không tiểu nha đầu này lại không biết muốn thế nào làm ẩm ý. Ninh Mẫn Yến nói rằng, đêm nay khẩu khí này thiếu chút nữa nín chết ta, ta thật đúng là cho là mình muốn chết. Diệp Đông Kiện lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Đông Kiện, ngươi còn có mặt mũi nói, ta xem ngươi là thật không bằng thần phong đứa cháu này, đêm nay nếu không có thần phong tại, chúng ta chỉ sợ sớm đã đến trên hoàng tuyền lộ đi, người cái này làm thiếp thúc đích thực muốn cùng thần phong đứa cháu này học tập cho giỏi. Ninh Mẫn Yến thở dài một hơi nói rằng, Mẫn Yến, chúng ta có thể không nói chuyện cái này sao? Nơi đông người, người dù sao cũng phải muốn cấp ta nhất chút mặt mũi đi. Đợi một lát chờ đến trong phòng, tùy ngươi nói như thế nào ta. Diệp Đông Kiện thấp giọng tại Ninh Mẫn Yến tai bên cạnh nói rằng, Ai nói muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng, chúng ta còn chưa có kết hôn ni, ta thế nhưng rất bảo thủ. Ninh Mẫn Yến đỏ mặt trừng diệp đông kiện liếc mắt, thấp giọng nói rằng. Tốt, đại gia đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay tướng hội có một hồi vở kịch hay trình diễn, nuôi đủ tinh thần mới có xem trò vui hứng thú. Diệp thần phong nói rằng, ngày hôm nay bọn họ cũng không chuẩn bị trở về đính tốt khách sạn ở lại, trực tiếp tại Ngô Châu Thắng Thiên Hội hội sở giải quyết cả đêm. chương 390, Đại Náo Lễ tang xác định đầu phiếu. Hứa ra làm ngô châu đệ nhất đại gia tộc, hứa bằng phi lại là hứa ra hứa lão gia tử cháu trai ruột, hứa bằng phi lễ tang đương nhiên là muốn tổ chức nở mày nở mặt, trên căn bản là tại ngô châu có thể đăng được lên mặt đài người, đều bị hứa ra mời tới tham gia hứa bằng phi lễ tang. Tại nhiều năm trước nguyên bản đại biểu cho hứa ra dòng chính tương lai hy vọng hứa triển xí sau khi, hứa lão gia tử liền đem trọng tâm toàn bộ chuyển rời đến hứa bằng phi trên người, mắt thấy hứa bằng phi càng tới càng thành tài, ai biết đạo cuối cùng hứa bằng phi hội rơi vào kết cục này. Hứa quốc đông muốn nhượng cháu của hắn hứa bằng phi nở mày nở mặt ly khai, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Thần Phong đi bí mật bồi cháu của hắn. Sáng sớm, Nhu Hòa Dương quang sái hướng đại địa, hứa ra trong biệt thự treo đầy bạch sắc vải, một đám vòng hoa trưng bày tại hứa ra trong đại sảnh, hứa ra biệt thự bầu không khí có vẻ có chút trầm trọng cùng áp lực tới tham gia hứa bằng phi lễ tang tân khách lục tục trình diện, có ngô châu trong quan trường người đứng đầu, có ngô châu thương nghiệp giới người đứng đầu vân. Vân những điều như vậy đại nhân vật, bọn họ đều là nhìn tại hứa lão gia tử mặt mũi, mới đến tham gia hứa bằng phi lễ tang, nếu không chính là một cái hứa ra dòng chính vãn bối lễ tang, làm sao có thể đủ nhượng những. Này đại nhân vật xua như xua Việt ni hứa lão gia tử hứa quốc đông cùng con hắn hứa hoa nam tại hứa ra cửa đại sảnh ninh đón đến đây tân khách rất nhiều ngô châu có uy tín danh dự đại nhân vật cũng sẽ cùng hứa quốc đông hàn huyên thượng hai câu nhượng hứa quốc đông nén bi thương thuận theo đứng tại hứa quốc đông bên cạnh hứa hoa nam lần lượt tướng khách nhân mời vào trong đại sảnh hứa gia chi thứ hứa kiếm cùng hứa khai hai cha con này cũng ở tại chỗ hứa khai tại ninh ra thời gian cả khuôn mặt thế nhưng bị diệp thần phong đánh cho không tượng hình dạng hắn giờ phút này toàn bộ đầu thượng đều quấn quyết lấy băng gạc, chỉ lộ ra hai con mắt, há miệng cùng hai cái lỗ mũi. Tối hôm qua hứa lão gia tử đối phó Diệp Thần Phong động tác của bọn họ, hứa kiếm cùng hứa khai hai cha con này cũng nhận được tin tức, nguyên bản bọn họ cũng cho rằng Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẩu khí này cũng có thể triệt để từ trong lòng phát tiết ra ngoài, thế nhưng cuối cùng Diệp Thần Phong không có chết. Ngược lại là Hồng Hải hội thành viên kế tiếp bại lui. Tiểu Khai, Người yên tâm đi, diệp thần phong tiểu tử kia, hứa lão gia tử tuyệt đối sẽ không tha hắn ly khai ngô châu, chúng ta chờ một chút. Hứa kiếm đối đứng ở bên cạnh nhi tử hứa khai nói rằng. Bởi hứa khai miệng đầy răng đều bị diệp thần phong cấp đánh rớt, tạm thời vẫn không thể đủ nói, trong ánh mắt thịnh nộ liên tục. Dùng sức điểm gật đầu, hắn đối diệp thần phong thật là hận thấu xương. Ninh gia ninh lão gia tử ninh vinh hiên, con lớn nhất ninh quảng phong, nhị nhi tử Ninh Quảng Trí, con thứ ba Ninh Quảng Bác. Cùng với đại tôn tử Ninh Viễn Hàng cùng tiểu tôn tử Ninh Hoàng Văn đều tới tham gia hứa bằng phi lễ tang, hứa ra có thể không là bọn hắn Ninh ra có thể đắc tội nổi, cho nên bọn họ nhất định phải đem thấp tư thái làm đủ. Bằng phi ly khai thật là quá đáng tiếc, bằng phi là chúng ta ngô châu năm cường một đời trung thiên chi kiêu tử A. Hứa lão ca ngươi nén bi thương thuận theo đi, có thể điều không phải thương tâm phá hủy thân thể ninh vinh hiên đi đến hứa quốc đông trước mặt một phen thoải mái sau đó lại vẻ mặt xin lỗi nói rằng hứa lão ca ninh vũ đình cùng ninh mẫn yến đã không phải là chúng ta ninh ra người ngày hôm nay ninh vũ đình có thể sẽ không tới tham gia bằng phi lễ tang sau đó chúng ta ninh ra cũng cùng hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ gì còn thỉnh hứa lão ca ngươi có thể hiểu chúng ta ninh ra khó xử hứa quốc đông hơi điểm gật đầu nói rằng ninh lão đệ ta có thể hiểu nếu ngày hôm nay các ngươi là tới tham gia bằng phi lễ tang như vậy chính là chúng ta hứa ra khách nhân mời vào bên trong đi hứa lão ca thật là lớn người có đại lượng a sau đó hứa ra có cái gì dùng được chúng ta ninh ra địa phương còn thỉnh hứa lão ca xin cứ việc phân phó chúng ta ninh ra quyết không chối từ ninh vinh hiên tại hứa quốc đông trước mặt tựu như cùng một con chó giống nhau thực sự là bi ai đến cực điểm Ninh Vinh Hiên mang theo Ninh ra người đi vào hứa ra trong đại sảnh, Ninh Viễn Hàng nhịn không được mở miệng nói, may là hứa ra người không có trách tội chúng ta, Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến hai cái không biết tốt xấu nữ nhân. Nếu như điều không phải hai người bọn họ, chúng ta cần gì phải tại hứa ra nhân trước mặt như thế thấp tư thái, hai người bọn họ sớm muộn hội bị hứa ra chơi tử. Ta xem ngày hôm nay Ninh Vũ Đình nhất định là sẽ không tới tham gia hứa bằng phi lễ tang, nếu không thật đúng là có trò hay để nhìn đi. Ninh Hoàng Văn vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi cấp ta ngậm miệng, nơi này là hứa ra, cẩn thận nhóm lửa trên thân. Đối với hai cái này không kiêng nể gì cả thấp giọng nghị luận tôn tử. Ninh Vinh Hiên chỉ có thể lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Sáng sớm hôm nay, Diệp Thần Phong mang theo Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện riêng tại trong thương trường mua toàn thân tươi đẹp y phục. Ba người bọn họ đổi thượng tươi đẹp y phục sau, tài chuẩn bị đi hứa ra tham gia hứa bằng phi lễ tang đương diệp thần phong bọn họ đi tới hứa ra cửa biệt thự thời gian, hứa ra trước cửa nghiễm nhiên là người đến người đi, thông thường tới tham gia lễ tang tân khách, trên người ăn mặc đều hết sức mộc mạc, mà diệp thần phong đẳng ba người này lại là quần áo xinh đẹp, muốn không làm người khác chú ý đều khó khăn a à. Thần phong, người có thể không thể trước cấp tiểu thúc ta thấu cái đấy, người ngày hôm nay chuẩn bị thế nào tại hứa ra đại náo một hồi đứng tại Diệp Thần Phong bên trái Diệp Đông Kiện khuôn mặt là không ức chế được nụ cười hưng phấn. Tiểu thúc, dù sao hội có vở kịch hay những người xem, người tự từ từ chờ xem. Cam đoan sẽ không để cho người thất vọng, Diệp Thần Phong thần bí nói rằng. Di, Vũ Đình, người hồi Ngô Châu, một gã mặc quân trang, tuổi trừng tại 50 tuổi tả hữu nam nhân, lại đi đến hứa ra cửa biệt thự thời gian, đúng dịp thấy Diệp Thần Phong đẳng người. Trước tiên ánh mắt tự tập trung vào Ninh Vũ Đình trên người. Tên này 50 tuổi tả hữu nam nhân là Quý Thường, là Ngô Châu tư lệnh quân khu, từ trước Ninh Vũ Đình tại Ngô Châu quân khu thời gian, Quý Thường coi Ninh Vũ Đình là làm nửa nữ nhi đối đãi thế cho nên cuối cùng Ninh Vũ Đình bị ép gả cho hứa triển xí thi thể sau, cũng là Quý Thường nghĩ biện pháp đem Ninh Vũ Đình điều đến kinh thành quân khu đi, nhượng Ninh Vũ Đình ly khai Ngô Châu khối này thương tâm địa. Quý Thúc Thúc, nguyên bản ta còn dự định hôm nay đi quân khu xem ngươi, ninh vũ đình cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ quý thường vũ đình thật chính là người a chúng ta cũng tốt nhiều năm không gặp mặt đi người ở đây kinh thành quân khu đã quen thuộc chưa đối người lần này thế nào hồi ngô châu y theo quý thúc thúc nhìn người còn là ở lại kinh thành tốt người thực sự không nên hồi ngô châu a quý thường thở dài một hơi nói rằng quý thúc thúc nói rất dài dòng đảng hôm nay ta lại cùng ngươi chậm rãi trò chuyện người cũng là tới tham gia hứa bằng phi lễ tang sao ninh vũ đình mở miệng hỏi ân quý thúc thúc cũng là không còn biện pháp a à? hứa ra tại ngô châu thế lực là càng lúc càng lớn ta chính là tới thu thập cái đếm quý thường đưa mắt chuyển rời đến diệp thần phong trên người hỏi vũ đình vị này chính là hắn là bằng hữu của ta là diệp thần phong diệp thần phong bên cạnh vị này chính là tiểu thúc của hắn diệp đông kiện ninh vũ đình vội vàng cấp quý thường giới thiệu Quý thường tại trong lòng im lặng mặc niệm mấy lần tên Diệp Thần Phong, tổng cảm giác tên này có chút quen thuộc, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra, có chút mập mờ tại Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình trên người qua lại nhìn mấy lần, mới lên tiếng, Vũ Đình, lẽ nào các ngươi cũng là tới tham gia hứa bằng phi lễ tang. Người cái này không phải là mình đem mình hướng tới hố lửa trong thôi mà. Nghe quý thúc thúc lời nói, vội vàng ly khai ngô châu đi. Có ta ở đây, Vũ Đình không có việc gì. Diệp Thần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nhưng lần này tư thái rơi vào quý thường trong mắt của, hắn cũng cảm giác Diệp Thần Phong thanh niên nhân này quá mức tự phụ, lẽ nào hắn không biết hứa ra tại Ngô Châu thế lực là vô cùng cường đại sao? Ngay cả hắn cái này Ngô Châu tư lệnh quân khu tại hứa ra trước mặt cũng là thiếu nhìn. Ninh Vũ Đình không có nghĩ đến Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp xưng hô nàng vì, Vũ Đình, hai bên đôi má hơi phiếm hồng, hai con ngươi nhìn về phía hứa ra biệt thự đại môn thời gian, lại có một chút lờ mờ, nhiều năm trước nàng chính là tại ở đây bị buộc cùng hứa triển xí thi thể kết hôn. Diệp Thần Phong dường như cảm giác được Ninh Vũ Đình trong lòng tâm tình biến hóa, xòe bàn tay ra cầm Ninh Vũ Đình lạnh lẽo ngọc thủ, nói rằng: "Đi, Vũ Đình, chúng ta vào đi thôi." Ninh Vũ Đình nhìn Diệp Thần Phong liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một vòng dáng tươi cười, nàng cảm giác bị Diệp Thần Phong dắt bắt tay vào làm, rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn, đương nhiều năm sau ngày hôm nay Nàng lần thứ hai bước vào đã từng cái này để cho nàng tuyệt vọng giờ địa phương, bên người của nàng có một người, một cái có thể để cho nàng an tâm người. Diệp Đông Kiện nhìn đến Diệp Thần Phong dắt Ninh Vũ Đình Ngọc Thủ, trong lòng hô to không ổn, lẽ nào tại tương lai không lâu, hắn cái này làm tiếp thúc, thật muốn hô thượng Diệp Thần Phong đưa cháu này một tiếng tỷ phu sao? Đây quả thực là quá vô nghĩa. Chương 391, đại náo lễ tang. Xác định đầu phiếu người tuổi trẻ bây giờ quá làm càn. Đợi một lát ta có thể giúp thượng một bà tựu giúp một cái, Vũ Đình cũng là cái hài tử đáng thương a. À. Một châu Tư lệnh quân khu quý thường theo sau Diệp Thần Phong bọn họ đi vào hứa ra biệt thự. Dọc theo đường đi tới tham gia hứa bằng phi lễ tang tân khách, sôi nổi đối Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện chỉ trỏ, thật sự là ba người bọn họ y phục quá sáng mắt, nếu là người không biết thật đúng là hội cho là bọn họ là tới tham gia hôn lễ đi tại Diệp Thần Phong phía sau bọn họ quý thường, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ đây là đang sờ cọp tròm dâu, không nghĩ qua là cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, Vũ Đình làm việc tình đặc biệt trầm ổn, nàng làm sao sẽ như thế hổ đồ. Nhiều năm trước Ninh Vũ Đình bị ép cùng hứa triển xí thi thể kết hôn, chuyện này lúc đó tại Ngô Châu là náo được xôn xao, thậm chí ở đây đến đây tham gia hứa bằng phi lễ tan tân khách, trước đây đều tham gia cái kia đặc thù hôn lễ, có rất nhiều người đang nhìn chòng chọc, chọc Ninh Vũ Đình khuôn mặt một lát sau, liền nhận ra thân phận của Ninh Vũ Đình. Đó không phải là Ninh gia Ninh Vũ Đình sao? Nàng điều không phải điều đến kinh thành quân khu đi sao? Nàng ngày hôm nay làm sao sẽ tới tham gia hứa bằng phi lễ tang? Ngày hôm nay có trò hay để nhìn, các người không phát hiện Ninh Vũ Đình hôm nay ăn mặc sao? Nàng tượng là tới tham gia lễ tang sao? Còn có dắt tay nàng tiểu tử kia là ai? Ninh Vũ Đình cùng hứa triển xí thi thể kết hôn rồi, trên danh nghĩa là hứa ra con dâu, tiểu tử kia thuần túy là tại tìm cho mình lúng túng. Thực sự là không biết sống chết gì đó, đợi một lát Ninh Vũ Đình, còn có dắt Ninh Vũ Đình tay tiểu tử kia, cùng với đi tại bọn họ bên cạnh người nam nhân kia, hứa lão gia tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi nói hứa lão gia tử hội tại chỗ bạo phát sao? Chu vi tiếng nghị luận truyền vào, diệp thần phong lỗ tai của bọn họ trong. Diệp Đông Kiện tùy tiện đi tại Diệp Thần Phong bên cạnh, thuần túy đương những người này là tại đánh giám. Ninh Vũ Đình trong lòng có chút ba động, bị Diệp Thần Phong nắm ngọc thủ, trái lại cầm Diệp Thần Phong bàn tay, nắm được đặc biệt gấp vô cùng, hình như rất sợ Diệp Thần Phong đột nhiên tiêu thất thông thường, nhiều năm trước hồi ức dường như thủy triều tràn vào đầu của nàng trong, khiến nàng không kiềm hãm được cắn môi. Cắn được rất dùng sức. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn về Ninh Vũ Đình mỉm cười, hắn có thể hiểu Ninh Vũ Đình năm đó ở Ninh ra cùng hứa ra bức bách hạ, cùng hứa triển xí thi thể kết hôn là loại nào lòng tuyệt vọng tình. Hay là ngày hôm nay hắn có thể thuận tiện giúp Ninh Vũ Đình nhất giải năm đó nhục nhã, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Vũ Đình, ngươi tin tưởng ta sao? Ngày hôm nay không ai có thể động ngươi một đầu ngón tay. Ninh Vũ Đình khi nhìn đến Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt trước mắt, trong lòng mặt trái tâm tình biến mất không còn chút nào, trong con ngươi thần sắc cũng biến thành kiên định xuống bước khai bước chân, từng bước hướng hứa ra bên trong biệt thự đi đến. Hứa Quốc Đông cùng hứa Hoa Nam tại hứa ra biệt thự cửa đại sảnh chào hỏi tân khách, đường hứa Quốc Đông cùng hứa Hoa Nam nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình thân ảnh thời gian, hai người sắc mặt đồng thời âm trầm xuống, tuy rằng bọn họ hai cái không có cùng Diệp Thần Phong đã gặp mặt, nhưng là bọn hắn góp nhặt Diệp Thần Phong tư liệu. Tư liệu trong có Diệp Thần Phong ảnh chụp, cho nên bọn họ tài liếc mắt nhận ra Diệp Thần Phong tới. Hứa Quốc Đông không có muốn cho tới hôm nay Diệp Thần Phong lại dám tới nơi này. Hơn nữa còn là dắt Ninh Vũ Đình tay, nghênh ngang đi vào hứa ra biệt thự. Ninh Vũ Đình trên danh nghĩa là hứa ra con dâu, thì là hứa triển sĩ tử, điểm ấy cũng thì không cách nào thay đổi. Hứa ra con dâu bị một người nam nhân không chút kiêng kỵ dắt bắt tay vào làm đi vào hứa ra, cái này đều không phải đang đánh hứa ra bà tai mà. Một bên hứa ra chi thứ, hứa kiếm cùng hứa khai phụ tử, khi nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh sau, hai người trong ánh mắt lần lượt lộ ra một vòng trào phúng, cái này Diệp Thần Phong thật đúng là cho rằng nơi này là kinh thành. Hôm nay là hứa bằng phi lễ tang, Diệp Thần Phong là sát hứa bằng phi người, Diệp Thần Phong tên hung thủ này tới tham gia hứa bằng phi lễ tang, là một loại sao mà châm chọc. Hứa kiếm cùng hứa khai hai cha con này biết, hứa lão gia tử cho dù không dám ở trước mặt mọi người sát Diệp Thần Phong, cũng tuyệt đối sẽ cấp Diệp Thần Phong đầy đủ giáo huấn, bọn họ hai cái rất chờ mong nhìn đến diệp thần phong tượng điều chó nhà có tan giống nhau xám xịt thoát đi hứa ra hứa hoa nam không có vững vàng dẫn đầu hướng diệp thần phong đẳng người đi tới con hắn bị diệp thần phong giết chết chính cái gọi là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt diệp thần phong bọn họ ăn mặc xinh đẹp trang phục nơi nào là tượng tới tham gia lễ tang cái này rõ ràng cho thấy tới hứa gia rượu võ dương oai mà hắn hứa Hoa Nam tuyệt đối không cho phép Diệp Thần Phong phá hủy hôm nay lễ tang. Rất nhanh, hứa Hoa Nam đi tới Diệp Thần Phong ba người bọn họ trước mặt, thanh âm trầm thấp, mơ hồ có loại phẫn nộ, Diệp Thần Phong, chúng ta hứa ra điều không phải ngươi có thể tới địa phương, bằng phi sự tình, chúng ta sau đó lại cùng ngươi chậm rãi toán, hiện tại ngươi hay nhất cấp ta lập tức tiêu thất tại hứa ra. Hứa Hoa Nam động tính bên này đưa tới rất nhiều người chú ý, mới vừa từ hứa ra trong đại sảnh đi ra ninh ra người, đồng dạng thấy được ninh vũ đình cùng diệp thần phong ninh lão ra tử ninh vinh hiên hơi nhíu mày một cái ninh vũ đình cái này không đàn bà không biết xấu hổ nàng đến cùng muốn làm gì tuy rằng nàng đã không phải là chúng ta ninh ra người thế nhưng nàng thủy chung là họ ninh nàng cái này đều không phải đem chúng ta ninh ra hướng tới hố lửa trong thôi mà ninh viễn hàng tức giận bất bình nói rằng bọn họ cho rằng nơi này là nơi nào nơi này là ngô châu không là bọn hắn có thể dương oai địa phương. Ninh Hoàng Văn lập tức phụ họa nói. Phụ thân của Ninh Vũ Đình Ninh Quảng Phong sắc mặt càng khó coi, Ninh Vinh Hiên kiên quyết nói rằng, Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến đã không phải là chúng ta Ninh ra người, cho nên thì là Ninh Vũ Đình ngày hôm nay tại hứa ra náo lên, cũng cùng chúng ta Ninh ra không có nửa điểm quan hệ. Diệp thần phong hơi hít con người đen nhánh, khóe miệng chậm rãi thoát ra một vòng nụ cười lạnh như băng, nhìn vừa nhìn trước mặt kêu gào hứa hoa nam, muốn cho ta tiêu thất. Ta gặp các ngươi hứa ra không sai biệt lắm nên muốn từ nước hoa triệt để tiêu thất. Bị diệp thần phong nhìn thoáng qua hứa hoa nam, cảm giác thân thể trong nháy mắt bị lạnh giá tử vong cấp bao phủ, theo bản năng sửng sốt 5-6 giây, phản ứng qua đây sau cảm thấy đặc biệt mất mặt, trên mặt thần sắc nộ hồng một mảnh, diệp thần phong, người đây là đang đùa lửa, tại ngô châu ngươi không đấu lại chúng ta hứa ra, Ngươi tuyệt đối sẽ đến bí mật đi cấp bằng phi chôn cùng. Đứng tại Diệp Thần Phong đảng người sau lưng quý thường nhìn đến tình huống càng không ổn, vội vã đi lên hai bước, làm người hòa giải Hoa Nam. Hôm nay là bằng phi lễ tang, bất cứ chuyện gì đảng bằng phi lễ tang kết thúc rồi hãy nói. Hoa Nam, người quý thúc thúc nói rất đúng. Ngày hôm nay tất cả dùng bằng phi lễ tang vì chủ, ta tin tưởng không ai dám tại lễ tang thượng quấy rối. Hứa quốc đông đem hết toàn lực áp chế trong lòng phun trào thịnh nộ, hắn biết ngày hôm nay thật đúng là không thích hợp cùng Diệp Thần Phong sản sinh ma sát, hắn không muốn cháu của mình hứa bằng phi cuối cùng đoạn đường đều bị phá hư rơi. Ngược lại, hứa quốc đông đang nói biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vũ Đình, Vũ Đình, ngươi là triển sĩ thê tử, là ta hứa quốc đông cháu dâu, trước mặt mọi người, ngươi nhượng một người nam nhân dắt ngươi tay, huống chi hôm nay là bằng phi lễ tang, ngươi làm như vậy cảm thấy thích hợp sao? Ninh Vũ Đình nhìn hứa quốc đông mạnh mẽ con ngươi, trong lòng có chút nhút nhát, dù sao chuyện năm đó tại trong lòng nàng để lại không nhỏ bóng ma, bị Diệp Thần Phong dắt bắt tay vào làm lòng bàn tay trong, không kiềm hãm được bốc lên ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Vũ Đình, nghe quý thúc thúc một câu, trước tạm thời nhịn một chút. Quý thường tại Ninh Vũ Đình cùng Diệp Thần Phong bên cạnh thấp giọng nói rằng, kỳ thực hắn những lời này là nói cho Diệp Thần Phong nghe được, nhượng Diệp Thần Phong trước buông ra Ninh Vũ Đình tay, ngày hôm nay hứa ra sợ rằng cũng sẽ không khó khăn vì bọn họ. Diệp thần phong hình như nghe không hiểu quý thường trong lời nói mặt ý tứ, hai con người nghênh hướng hứa quốc đồng ánh mắt sắc bén, nói rằng, Vũ Đình cùng các người hứa ra liền nửa lông tiền quan hệ cũng không có, bớt ở chỗ này làm thân thích, ta nói các người hứa ra người thế nào tự mỗi một người đều như thế vô sỉ ni. Quý thường trừng lớn suy nghĩ con người nhìn chằm chằm Diệp thần phong, hình như là phát hiện tân đại lục thông thường, Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại dám trước mặt mọi người cùng hứa lão gia tử gọi nhịp. Lẽ nào Diệp Thần Phong có thâm hậu người bối cảnh sao? Chuyện cho tới bây giờ quý thường cũng thật là có tâm không có sức. Hứa quốc đông hai con người âm ngoan nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, ngực hơi phập phồng vài cái, cuối cùng tướng khẩu khí này nuốt trở về trong bụng, thầm nghĩ Diệp Thần Phong, người cái tiểu xuất sinh, người không nên quá đắc ý. Đảng qua bằng phi lễ tang, ta lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. chương 392, Đại Náo Lễ Tang Xác định đầu phiếu Ở đây tân khách cùng với quý thường vốn cho là hứa quốc đông khẳng định hội bão nổi, ai biết đạo hứa quốc đông tâm tình từ từ bình tĩnh lại, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi rất có đảm phách, hôm nay là bằng phi lễ tang, ta không muốn chấp nhặt với ngươi, bất quá, còn mời nhớ kỹ, đắc tội chúng ta hứa ra người thông thường không có cái gì tốt kết quả. Diệp thần phong không sao cả nhún vai, nói rằng, rất đáng tiếc ta chính là cái kia ngoại lệ, các người hứa ra muốn đối phó ta. Ta xem là không có cơ hội này, hứa ra rất nhanh thì hội tại Ngô Châu, tại nước hoa hoàn toàn diệt phong. Cái gì gọi là điên cuồng ngang ngược, Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ cấp, điên cuồng ngang ngược, cái này từ làm tốt nhất thuyết minh. Tại Ngô Châu lúc nào có nhân vật như thế? Ở đây rất nhiều tân khách tại Ngô Châu đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, đối diện bọn họ trước cái này điên cuồng ngang ngược trí cực thanh niên không có nửa điểm ấn tượng. Hứa quốc đông không nộ trái lại cười, ha ha ha, Diệp thần phong, ta chờ ngươi nói biến thành sự thật. Sau đó, hứa quốc đông đối ở đây tân khách, nói rằng cảm tạ đại gia tới tống bằng phi cuối cùng đoạn đường, ta không muốn bởi vì có vài người mà phá hủy bằng phi hôm nay lễ tang, còn xin mọi người tiến nhập trong đại sảnh đợi một hồi đi. Hứa quốc đông sự nhẫn nại đặc biệt cường hán, lần thứ hai bắt chuyện khởi ở đây tân khách, mà con hắn hứa hoa nam còn lại là muốn bất kham nhiều, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong trong con ngươi là vô tận thịnh nộ, hận không thể lập tức tướng Diệp Thần Phong chặt thành thịt vụn không thể. Cái này không phải của ta tỷ tỉ, tỉ, Ninh Vũ Đình sao? Xin lỗi, nói sai rồi, người bây giờ đã không phải là Ninh ra người, cũng không phải của ta tỷ tỷ. hay nhất người đem người dòng họ sửa lại tiết kiệm người khác còn tưởng rằng người cùng chúng ta ninh ra có quan hệ. Ninh Viễn Hàng cười đi tới Ninh Vũ Đình trước mặt trêu đùa. Chúng ta còn là cách Ninh Vũ Đình xa một chút, Ninh Vũ Đình căn bản là chúng ta Ninh ra sao trổi. Ninh Hoàng Văn cao ngạo nói. Hai người các ngươi tôn tử, còn dám lời nói lời nói thử nhìn một chút, đã cho ta Diệp Đông Kiện nắm tay là bầy biện. Diệp Đông Kiện có thể nhịn ban ngày, cuối cùng có hắn nói chuyện phần, bộ dáng kia miễn bản có nhiều khí phách, chỉ chỉ Ninh Viễn Hàng cùng Ninh Hoàng Văn nói rằng, Ninh Viễn Hàng cùng Ninh Hoàng Văn nghẹn được cái cổ đỏ bừng, nhìn Diệp Đông Kiện to tráng khí lực, bọn họ hai cái không cho là là Diệp Đông Kiện đối thủ, huống chi còn có Diệp Thần Phong cái này kinh khủng tồn tại. Tại Ninh gia đại sảnh thời gian, Diệp Thần Phong bày ra thủ đoạn, đến hiện tại để cho bọn họ hai cái hồi tưởng lại, trong lòng còn là hết hồn. Ninh Viễn Hàng cùng Ninh Hoàng Văn hai người xoay người, căm giận ly khai Diệp Thần Phong bọn họ trước mặt theo bọn họ nếu như Diệp Thần Phong bọn họ còn lựa chọn lưu tại Ngô Châu lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối không có tốt trái cây ăn. Thanh niên nhân, ngươi thật quá xung động, nếu như điều không phải tại trước mặt mọi người lời nói, chỉ sợ ngươi tính mệnh đã sớm chôn vùi tại hứa ra trong tay. Quý thường hơi thở dài một hơi, tiếp tục nói, Vũ Đình, các người còn là vội vàng rời đi nơi này đi. Hay nhất hiện tại lập tức trở lại Kinh Thành, đến Kinh Thành sau đó hứa ra muốn đối phó các ngươi tất nhiên không thể dễ dàng. Lúc này quý thường nói đến kinh thành thời gian, đầu hắn trong lóe lên, kinh thành diệp ra, bốn chữ này, từ trước diệp thần phong tại kinh thành ngu tên thế nhưng nổi tiếng, có thư quý thường đi kinh thành làm việc thời gian, liền nghe nói diệp thần phong ngu si sự tích. Khó trách hắn sẽ cảm thấy, Diệp Thần Phong, ba chữ này có chút quen thuộc ni. Diệp Thần Phong, người là kinh thành Diệp gia, Diệp lão gia tử tôn tử, quý thường nghi ngờ hỏi, hắn từ trước nghe được đồn đãi, Diệp Thần Phong đều không phải một cái mắc phải kinh hoàng chứng kẻ ngu si sao. Mà trước mắt Diệp Thần Phong thấy thế nào cũng không tượng là một cái kẻ ngu si, nhiều nhất là một cái điên cuồng ngang ngược hung hăng cản quấy hoàn khố thiếu gia. Quý thúc thúc, ta là kinh thành Diệp gia cái kia Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong theo Ninh Vũ Đình xưng hô quý thường vì quý thúc thúc, hắn thật không có phủ nhận thân phận của mình. Người thật là kinh thành Diệp gia Diệp Thần Phong như vậy cái này vị chắc là con trai của Diệp Lão Gia Tử đi. Quý thường nhìn về phía một bên Diệp Đông Kiện, vừa rồi Ninh Vũ Đình giới thiệu Diệp Đông Kiện thời gian, thế nhưng nói Diệp Đông Kiện là Diệp Thần Phong Tiểu Thúc, như vậy quý thường có thể đoán ra thân phận của Diệp Đông Kiện tựu đặc biệt bình thường. Tự coi như các ngươi là người của Diệp Gia, tại Ngô Châu cũng không thể đủ lớn lối như vậy a à. Ngô Châu là hứa gia thiên hạ, cường long đấu không lại đầu xa, đạo lý này lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Quý thường tại đã biết Diệp thần phong cùng thân phận của Diệp Đông Kiện sau, trong lòng chỉ là hơi thở dài một hơi, dùng Diệp ra thực lực, Ninh Vũ Đình theo Diệp thần phong bọn họ trở lại kinh thành, hứa ra tụ tuyệt đối không có cách nào lại đối phó bọn họ. Quý thúc thúc, hiện tại chúng ta cũng không thể ly khai, vở kịch hay vừa mới vừa muốn lên sân khấu ni. Chúng ta tiến đại sảnh đi xem, Diệp thần phong dắt Ninh Vũ Đình tay hướng tới trong đại sảnh đi, Diệp Đông Kiện hứng thú tràn đầy theo sau hứa bằng phi thi thể đỗ tại hứa ra bên cạnh đại sảnh trong một cái phòng, cửa phòng có hai gã hồng hải hội thành viên gác, đương nhiên bọn họ lúc này phụng sự tựa như hứa ra bảo tiêu. Ngày hôm nay hồng hải hội chung rút ra rất nhiều thành viên để duy trì hứa ra biệt thự trật tự, để tránh khỏi có ý định bên ngoài phát sinh. Theo tân khách toàn bộ đến đông đủ, hứa bằng phi lễ tang chính thức bắt đầu rồi, đỗ hứa bằng phi thi thể gian phòng cửa được mở ra, đường hứa quốc đông mang theo nhóm đầu tiên tân khách đi vào trong phòng thời gian, Nguyên bản hứa bằng phi thi thể là đặt ở một hơi trong suốt trong quan tài, thế nhưng lúc này, trong quan tài là một cổ thi thể không đầu, hứa bằng phi đầu không cánh mà bay. Nhóm đầu tiên đi vào gian phòng tân khách nhìn trong suốt trong quan tài cổ thi thể không đầu, mỗi một người đều cảm giác có chút không giải thích được, đứng tại hứa quốc đông bên cạnh hứa hoa nam, cổ họng trong không nhịn được giống giận một tiếng, rốt cuộc là ai? Bằng phi đầu thế nào không thấy? Các ngươi là thế nào gác nơi này? hứa hoa nam hướng về phía gác cổng hai người quát dẹp đường. Hứa hoa nam giống giận đưa tới trong đại sảnh sở hữu tân khách chú ý, rất nhanh hứa bằng phi đầu không cánh mà bay sự tình, tại tân khách chi trung dần dần truyền ra. Hứa bằng phi đầu làm sao sẽ không thấy ni, theo lý mà nói hứa ra gác nên rất nghiêm mật, ai có thể đủ đi vào hứa ra, đem hứa bằng phi đầu cấp cắt bỏ. Các người mỗi một người đều nói ít đi một câu đi vạn nhất hứa ra đem thịnh nộ phát tiết đến trên đầu chúng ta, như vậy thật tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong đại sảnh tân khách dối giết nghị luật, Diệp Đông Kiện nhìn Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, Thần Phong, đây là ngươi chuẩn bị vở kịch hay? Diệp Thần Phong từ chối cho ý kiến điểm gật đầu, nói rằng, vở kịch hay vừa mới bắt đầu, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Rất nhanh hứa ra một gã bảo tiêu vội vã đi vào trong đại sảnh, hứa lão gia tử đám người đã từ bên cạnh đại sảnh gian phòng đi ra, hứa lão gia tử sắc mặt đặc biệt xấu xí, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng Diệp Thần Phong, tại hắn cho rằng có khả năng nhất làm ra loại chuyện như vậy người, nhất định là Diệp Thần Phong. Tên đi vào đại sảnh hứa ra bảo tiêu, trong tay đang cầm một cái hình lập phương hộp, đi tới hứa lão gia tử trước mặt, nói rằng, hứa gia chủ, vừa rồi có người nhượng ta đem cái hộp này thân thủ giao cho ngươi, nói nếu như ta không đem cái hộp này giao cho ngươi lời nói, khẳng định sẽ làm hứa ra từ trên xuống dưới đều hối hận, người kia nói cái này là đối gia chủ ngài vật rất trọng yếu. Hứa quốc đông nhìn tên hứa ra bảo tiêu trong tay đang cầm hình lập phương hộp, trong lòng có một loại chẳng lành dự cảm, nhưng vẫn là nhận lấy, từ từ mở ra hộp, khi thấy hứa bằng phi đầu, trưng bày tại trong hộp thời gian, hắn trong lòng phẫn nộ kềm nén không được nữa, quát dẹp đường, cái kia tống hộp người đâu. Hắn đi nơi nào? Tên hứa ra bảo tiêu một cái run, nói lắp bắp, người nọ đưa xong hộp liền đi, nguyên, nguyên bản ta muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc ta vừa quay đầu lại công phu, hắn tự không có bóng người. Cách hứa quốc đông tương đối gần tân khách, đồng dạng thấy rõ ràng hình lập phương trong hộp hứa bằng phi đầu, một đám trong lòng từng người nghĩ sự tình, tại ngô châu thật là có người dám tại hứa ra trên đầu dương oai. Hứa quốc đông một cước đá vào tên hứa ra bảo tiêu trên người, trong lòng thịnh nộ hoàn toàn bạo phát, hai con người hung hăng nhìn chầm chầm diệp thần phong, Quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, người không yêu cầu ngụy biện, ta biết chuyện này nhất định là ngươi làm, đúng hay không? Ta muốn nhượng ngươi vì mình chuyện làm trả giá thật lớn. Hứa quốc đông nổi điên, hắn lại cũng không thể chịu đựng được, lý trí hoàn toàn bị phẫn nộ cấp khắn nuốt. Không biết đêm qua hắn nhượng Hồng Hải hội người đối phó Diệp Thần Phong bọn họ. Nếu không ngô châu thắng thiên hội đúng lúc trợ giúp, Diệp Thần Phong khẳng định có thể sống sót. Thế nhưng Diệp Đông Kiệt, Ninh Vũ Đình bọn họ đâu? Chuyện tối ngày hôm qua đồng dạng kích phát ra Diệp Thần Phong trong lòng vô tận phẫn nộ. Chương 393, đại náo lễ tang. Xác định đầu phiếu. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, hứa quốc đông nhận định hứa bằng phi đầu nhất định là bị Diệp Thần Phong cấp cắt xuống, nếu không tại Ngô Châu có ai dám đắc tội bọn họ hứa ra. Bất kể là tại Ngô Châu thương nghiệp thượng, còn là tại quân khu cùng với trong chính trị hứa ra tại Ngô Châu đều là phát triển sinh động, quý thường mặc dù là Ngô Châu tư lệnh quân khu, thế nhưng hứa ra tại Ngô Châu quân khu thế lực cũng không so quý thường yếu, thậm chí hứa ra nắm giữ thực quyền còn cao hơn quý thường ra không ít, cái này cũng khó trách quý thường thân là đường đường Ngô Châu tư lệnh quân khu, còn phải tới thăm hứa ra sắc mặt. Đối mặt hứa quốc đông phát cuồng, Diệp thần phong gợn sóng không sợ hãi nói rằng, người có thể không nên ngậm máu phun người, người con mắt kia nhìn đến tôn tử của ngươi thi thể đầu là bị ta cắt xuống lui một bước giảng thì là hứa bằng phi đầu thực sự là ta cắt xuống vậy thì thế nào ngươi có chứng cứ sao bây giờ là xã hội pháp trị ngươi cầm không ra chứng cứ tới tự chớ ở trước mặt ta đánh rắm tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy mà một lần lại một lần cùng hứa lão gia tử gọi nhịp ta xem hứa bằng phi thi thể đầu hẳn không phải là tiểu tử này cắt xuống hai ngày này hứa ra biệt thự thủ vệ tương đối xâm nghiêm, ta xem tiểu tử này chính là tự cho là đúng, đợi được hắn thấy rõ ràng hứa ra đáng sợ sau, hắn nhất định sẽ hối hận đến bà ngoại ra đi. Nói không chừng tiểu tử này thật có con bài chưa lật nghi. Vừa rồi hứa lão gia tử hình như là gọi tiểu tử này Diệp Thần Phong tới đi. Tại Ngô Châu hình như không có họ Diệp Đại gia tộc A. Lẽ nào tiểu tử này là đến từ cái khác thành thị trung? Tại nước Hoa có thể đăng được lên mặt đài gia tộc, hơn nữa còn là họ diệp các ngươi không nên đoán mò tại nước hoa tương đối có thực lực họ diệp gia tộc cũng chỉ có kinh thành diệp gia bất quá ta xem tiểu tử này hẳn không phải là kinh thành người của diệp gia đi nếu như hắn thật là kinh thành người của diệp gia như vậy thật là có cùng hứa ra gọi nhịp khả năng thế nhưng ở đây nói như thế nào đều là ngô châu hứa ra lại là tại ngô châu lấy thúng úp voi tiểu tử này cho dù bối cảnh thâm hậu như thế trước mặt mọi người cùng hứa lão gia tử gọi nhịp cũng quá không sáng suốt trong đại sảnh tân khách sôi nổi suy đoán khởi diệp thần phong thân phận chân thật bọn họ biết ngày hôm nay hứa ra hứa bằng phi lễ tang chỉ sợ là muốn biến đổi bất ngờ cái kia gọi diệp thần phong thanh niên đến cùng có thể không thể đủ chịu được hứa quốc đông thịnh nộ diệp thần phong nếu bằng phi đầu thật chính là ngươi cắt xuống như vậy ngày hôm nay ngươi đừng hòng phải ly khai hứa ra biệt thự đứng tại hứa quốc đông bên cạnh hứa hoa nam tức giận quát dẹp đường, còn hắn hứa bằng phi tử vẫn không thể đủ lưu cái toàn thây, điều này làm cho hắn cái này làm cha làm sao có thể bình tĩnh. Bất quá, nói cách khác, nếu không hứa ra người gây sự, Diệp Thần Phong ngày hôm nay sẽ tới hứa bằng phi lễ tang đi lên nháo sự sao. Cho nên lúc này đây phải nói là hứa gia nhân gieo gió gặt bảo. Ta nói ngươi, Diệp Thần Phong ngón tay chỉ hướng hứa hoa nam, khuôn mặt lộ ra một bộ ngươi rất ngu ngốc biểu tình, nói rằng ta lúc nào thừa nhận hứa bằng phi đầu là bị ta cắt xuống. Lẽ nào ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta chỉ nói là thì là, đây chỉ là đánh cách khác mà thôi, lẽ nào các ngươi hứa ra đều là đầu người heo não sao? Nếu như là như vậy, như vậy ta tự thật không lời có thể nói. Diệp thần phong, ngươi quá được voi đòi tiên, hứa hoa nam sắc mặt nộ hồng một mảnh, khoa trước một bước, tức giận đến trên trán nổi gân xanh, Nguyên bản hứa lão gia tử hứa quốc đông chuẩn bị đảng hứa bằng phi lễ tang kết thúc, lại nghĩ biện pháp đối phó Diệp Thần Phong. Ai biết đạo hắn tôn tử hứa bằng phi đầu lại có thể bị người cấp cắt xuống, điều này làm cho hứa quốc đông cũng đánh mất vốn là bình tĩnh. Vươn tay ngăn cản hứa hoa nam đường đi, hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, ta bất kể bằng phi đầu là không phải là bị ngươi cấp cắt xuống. Nếu như người muốn bình an vô sự ly khai hứa ra biệt thự lời nói, người tự tự đoạn một đôi tay đi nếu không ngày hôm nay ngươi liền hứa ra cửa chính cũng đừng hòng bước ra một bước. Trong tay Diệp Thần Phong thua thiệt hứa ra chi thứ phụ tử hứa kiếm cùng hứa khai, nhìn đến hứa quốc đông chính thức hướng Diệp Thần Phong làm khó dễ, bọn họ hai cha con này tức khắc kích động, nhất là cả khuôn mặt thượng quấn vòng quanh băng gạc hứa khai, trong ánh mắt lộ ra nhìn có chút hả hê thần tình, hắn tin tưởng mình lập tức có thể nhìn đến Diệp Thần Phong bị trà đạp tràng diệt, trừ phi Diệp Thần Phong thật tự đoạn hai tay nếu như có thể nhìn đến Diệp Thần Phong tự ngược, đây đối với hứa khai mà nói cũng là một cái đặc biệt sảng khoái sự tình. Ra ra, trước đây chúng ta lựa chọn đứng tại hứa ra bên này là lại chính xác bất quá, Diệp ra mặc dù là một cái đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng là thế lực của bọn họ tại Kinh Thành, chúng ta ninh ra tại Ngô Châu, mà hứa ra là Ngô Châu Thổ Hoàng Đế, chúng ta chỉ cần cùng hứa ra làm tốt quan hệ, chúng ta ninh ra khẳng định có thể bình an tại Ngô Châu lớn mạnh. Ninh Viễn Hàng đối Ninh Vinh Hiên nói rằng, thường thường nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, trong ánh mắt tràn đầy chẳng đáng. Ra ra, người xem Ninh Vũ Đình, cùng Diệp Thần Phong tiểu tử kia dựa vào là như thế gần, nàng còn có xấu hổ hay không, hoàn hảo nàng đã không phải là chúng ta Ninh ra người. Ninh Hoàng Văn căm giận trêu đùa. Tốt, hai người các ngươi nói ít đi một câu đi. Hứa lão gia tử nếu đã lên tiếng, như vậy ngày hôm nay Diệp Thần Phong tuyệt đối không có khả năng, bình an vô sự ly khai hứa ra biệt thự, Hiện tại dù sao người bên ngoài còn không biết Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến không còn là ta Ninh ra người. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem chuyện này cấp tuyên bố, như vậy chúng ta cũng coi như chân chính hướng hứa ra cho thấy chúng ta Ninh ra lập trường. Ninh Vinh Hiên suy tính một hồi mới lên tiếng. Diệp Thần Phong nghe Chu Vi Tân khách tiếng nghị luận khuôn mặt từ đầu đến cuối lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng tự đoạn hai tay. Nếu như ta Diệp Thần Phong phải ly khai các người hứa ra, có ai có thể ngăn được ta? diệp thần phong ngươi không cảm thấy bản thân quá kiêu ngạo sao hứa ra đã đối với người đặc biệt nhân từ ta xem ngươi còn là tự đoạn hai tay đi ninh vinh hiên lên tiếng ngược lại lại đưa mắt di chuyển đến ninh vũ đình trên người vũ đình ngươi và mẫn yến nếu như nguyện ý phiết thanh cùng diệp thần phong quan hệ của bọn họ đồng thời từ nay về sau nghe sắp xếp của ta như vậy hai người các ngươi hay là chúng ta ninh ra người nếu không các ngươi từ nay về sau không bao giờ nữa muốn bước vào ninh gia cổng một bước. Ninh Vũ Đình, cái này là ninh gia cho các ngươi cơ hội cuối cùng, người có thể phải thật tốt nắm chặt. Ninh Vũ Đình đại thúc Ninh Quảng Trí nói rằng, Ninh Vũ Đình, người phải biết rằng chúng ta tài là người nhà của ngươi, trở lại ninh gia đối với các ngươi chỉ mới có lợi. Ninh Vũ Đình tiểu thúc Ninh Quảng Bác lập tức phụ họa nói, Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Ninh Vũ Đình khóe miệng xẹt qua nhất tia cười lạnh, nàng đối với Ngô Châu Ninh ra không lại ôm bất luận cái gì hy vọng, Ninh ra người cái này phó xấu xí sắc mặt, một lần lại một lần hiện ra ở trước mặt của nàng. Hàm răng Vi cắn môi đỏ mọng nói rằng ta Ninh Vũ Đình đã sớm điều không phải Ninh ra người. Mẫn Yến cũng sẽ không lại về Ninh ra, các ngươi cũng không cần lại làm bộ làm tịch, không cảm thấy như vậy rất buồn nôn sao. Thực sự là không biết tốt xấu, như vậy từ giờ khắc này, Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến lại cũng không phải chúng ta Ninh ra người. Đời này hai người các ngươi cũng đừng hòng muốn lại bước vào Ninh ra một bước. Ninh lão ra tử Ninh Vinh Hiên lạnh giọng quát dẹp đường. Chít chít hoa hoa cái xong chưa? Các ngươi cho rằng ôm thượng hứa ra đại thối tự hội tại Ngô Châu Bình An vô sự sao? Ta dám khẳng định trong vòng một ngày các ngươi tựu sẽ hối hận, nói không chính xác đến lúc đó còn muốn quỳ trên mặt đất cầu ta. Diệp Thần Phong có chút khinh thường nhìn Ninh Vinh Hiên đẳng người nói. Diệp Thần Phong, ngươi là tử con vịt cái bướng, ta xem cuối cùng là ngươi bị ném ra hứa ra biệt thự đi ha 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 ninh viễn hàng cản dỡ cười to nói diệp thần phong người cho là hứa ra là ngươi dương oai địa phương sao ngươi không nghe được hứa lão gia tử nói sao ngươi còn là tự đoạn hai tay đi cái này là lựa chọn sáng suốt nhất ninh hoàng văn hí ngược nhìn chằm chằm diệp thần phong nói rằng nhìn đến ninh gia nhân ở cái này thời gian tỏ rõ lập trường hứa quốc đông trong lòng cũng thật thoải mái diệp thần phong ta sẽ cho ngươi một phút lo lắng thời gian hoặc là ngươi tự đoạn hai tay hoặc là ta nhượng người tới giúp ngươi." Vẫn đứng ở một bên Ngô Châu Tư Lệnh quân khu quý thường, mắt thấy tình thế muốn càng không thể vãn hồi, huống hồ hắn cũng không biết Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, vội vàng kiên trì mở miệng nói, "Cái này vị Diệp Thần Phong tiểu huynh đệ là kinh thành Diệp lão gia tử tôn tử, hứa lão gia tử, ngươi làm như vậy không cảm thấy hơi quá đáng một ít sao? Theo ta thấy hãy để cho Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình bọn họ ly khai hứa ra đi." Các ngươi từng người lui một bước, Diệp Thần Phong nhìn đến Quý Thường lại đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện, hắn đối Quý Thường cái này vị ngô châu tư lệnh quân khu trái lại rất có hảo cảm, sau đó nếu như có thể kéo một bà cái này Quý Thường, đảo là có thể thật kéo một bà. chương 394, Đại Náo Lễ tang Xác định đầu phiếu Quý Thường ngôn ngữ tại hứa ra trong đại sảnh nhấc lên một trận gợn sóng, nguyên bản những Này tân khách còn đang suy đoán Diệp Thần Phong thân phận, Bây giờ Ngô Châu tư lệnh quân khu quý thường một lời nói toạc ra Diệp Thần Phong thân phận, quý thường như vậy tử đại nhân nhất định là sẽ không nói dối. Cho nên ở đây tân khách đều tin quý thường lời nói, trước mặt Diệp Thần Phong chính là kinh thành Diệp gia, Diệp lão gia tử cháu trai ruột. Không nghĩ tới tiểu tử này thật là kinh thành người của Diệp gia. Xem ra hôm nay là không có vở kịch hay nhìn, hiện tại hứa lão gia tử biết đối phương là kinh thành người của Diệp gia, chắc là không hội động thủ nữa đi không biết hứa quốc đông đã sớm biết diệp thần phong thân phận chân thật hứa ra cùng diệp ra ân oán từ thế hệ trước đến diệp thần phong bọn họ cái này đồng lứa lại không phải vài ba câu có thể nói rõ ràng ngay rất nhiều tân khách cho rằng hứa lão gia tử khẳng định hội thu tay lại thời gian hứa lão gia tử ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua quý thường Thanh âm có chút lạnh giá, lẽ nào ta không biết Diệp Thần Phong là người của Diệp ra sao? Ngày hôm nay Diệp Thần Phong nếu là không cấp ta một cái công đạo lời nói, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không dùng. Quý thường, ngươi nếu là không muốn rước hỏa vào thân lời nói, tự cấp ta đi sang một bên ngây ngô, đừng tưởng rằng ngươi là ngô châu tư lệnh quân khu tự có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện, đây là chúng ta hứa ra cùng diệp thần phong sự tình, ở đây có muốn nhúng tay người tự cứ việc nhúng tay, bất quá, cuối cùng các ngươi rơi vào bất luận cái gì thê thảm kết cục, tự chớ trách chúng ta hứa ra lòng dạ độc ác. Hứa lão ra tử hứa quốc đồng uy hiếp ở đây tân khách. Quả nhiên, tại hứa quốc đông lời nói này nói xuất khẩu sau đó, vốn là muốn muốn tiến lên khuyên can người, toàn bộ ngậm miệng lại, diệp ra bọn họ đắc tội không nổi. Hứa ra bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi, huống chi ở đây tân khách căn cơ đại thể đều là tại Ngô Châu. Cho nên cái này giao du với kẻ xấu, còn là thiếu nhiễm tuyệt vời. Quý thường song quyền chăm chú nắm chặt, trên mở u bàn tay tráng kiện nổi gân xanh, tức giận đến ngực kịch liệt phập phòng, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là đường đường ngô châu tư lệnh quân khu a lại có thể bị hứa quốc đông nói không chịu được như thế tượng đất còn có ba phần hỏa khí hắn quý thường thế nhưng một cái chân chính nam nhân hơn nữa còn là cửu cư địa vị cao tư lệnh quân khu đón nhận hứa quốc đông ánh mắt nói rằng hứa lão gia tử người đây coi như là uy hiếp sao ta quý thường thật đúng là muốn nhìn các ngươi hứa ra có thể làm gì ta ngày hôm nay ta sẽ mang theo Diệp Thần Phong bọn họ ly khai các ngươi hứa ra biệt thự. Quý thường là hoàn toàn bất cứ giá nào, nam nhân nên có hỏa khí thời gian nên có, hắn cái này ngô châu tư lệnh quân khu cũng làm được đủ biệt khuất, hứa ra tại quân khu trung nắm giữ thế lực cũng phi thường lớn, thường thường kềm chế quý thường quyết định. Có thể nói những năm qua này quý thường cái này tư lệnh viên trong tay thực quyền là càng ngày càng ít, sợ rằng không bao lâu hắn quyền trong tay cũng sẽ bị hứa ra cấp đoạt đi qua cùng với đợi ngày nào đó đến quý thường còn không bằng nhiệt huyết một hồi giúp một tay ninh vũ đình đáng thương này nha đầu chỉ cần nhượng diệp thần phong mang theo ninh vũ đình ly khai ngô châu thì tốt rồi đến kinh thành hứa ra dám cùng diệp ra gọi nhịp sao nếu như đến lúc đó hứa ra thật bắt tay đưa tới kinh thành như vậy cuối cùng đợi hứa ra nhất định là diệt phong cái này quý thường đầu nên điều không phải bị hư đi hiện tại chúng ta hay nhất chính là thờ ơ lạnh nhạt ngô châu hứa ra cùng kinh thành diệp ra đều là chúng ta không đắc tội nổi gia tộc a ta xem quý thường cái này ngô châu tư lệnh quân khu vị trí không sai biệt lắm muốn ngã ngồi cuối ai nói điều không phải ni ta còn là ngoan ngoãn ở một bên nhìn tốt cái này loại mặt thượng đấu tranh có thể không phải chúng ta có thể tham dự thật không biết hứa ra cùng diệp thần phong có cửu hận gì theo lý mà nói hứa lão gia tử khi biết thân phận của diệp thần phong sau sẽ phải tướng chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không trong đại sảnh tân khách ánh mắt tại diệp thần phong cùng hứa gia nhân trên người qua lại di động tới bọn họ muốn nhìn một chút hứa lão gia tử cuối cùng hội đối diệp thần phong áp dụng hành động gì diệp thần phong nhìn vừa nhìn bên cạnh quý thường hướng đối phương hơi cười cười sau đó đi lên hai bước đối hứa quốc đông nói rằng hứa lão đầu muốn nhượng ta diệp thần phong tự đoạn hai tay đó là không có khả năng có bản lĩnh tự cứ việc phóng ngựa qua đây, ta đã nói rồi, ta muốn rời đi hứa ra biệt thự, là có thể ly khai, không có bất cứ người nào là có thể ngăn được ta. Tốt, rất tốt, các người cấp ta phế đi tiểu tử này hai tay. Hứa quốc đông đối đại sảnh Chu Vi hứa ra bảo tiêu nói rằng, có vẻ như hắn đã quên Diệp Thần Phong cường hãn sức chiến đấu, tối hôm qua Diệp Thần Phong thế nhưng bằng vào lực một người, giết chết không ít hồng hải hội thành viên, xem ra cái này hứa quốc đông là bị phẫn nộ giận đầu óc mê muội. Mười tên thân thể cường tráng hứa ra bảo tiêu hướng Diệp Thần Phong xuống lại, Diệp Thần Phong khuôn mặt không những không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, trái lại trên mặt chẳng đáng càng nồng đậm, chuyển động bắt tay vào làm cổ tay, ánh mắt nhìn hướng hắn đi tới mười tên hứa ra bảo tiêu. Cái này Diệp ra tiểu tử là điều không phải tại trang chấn định. Nhìn hắn tiểu thân thể, lẽ nào hắn còn tưởng rằng có thể đánh thắng hứa ra mười tên bảo tiêu sao? các ngươi nói diệp ra tiểu tử này có thể tại hứa ra 10 tên bảo tiêu trong tay chống nổi bao nhiêu thời gian. Ta đoán chắc là 10 giây đồng hồ. Bang 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 tại 10 tên bảo tiêu càng đi càng gần thời gian, quý thường vốn là muốn muốn mở miệng nhắc nhở một chút diệp thần phong, ai biết đạo diệp thần phong thân ảnh đã động, tốc độ đặc biệt cực nhanh, hứa ra 10 tên bảo tiêu cùng diệp thần phong đối kháng, thật không sai biệt lắm tại trong vòng 10 giây phân ra được thắng bại, Chẳng qua là Diệp Thần Phong tại trong vòng 10 giây giải quyết rồi hứa ra 10 tên bảo tiêu. Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện đối mặt Diệp Thần Phong biểu hiện, khuôn mặt không có bất luận cái gì khiếp sợ, bọn họ hai cái đều là biết Diệp Thần Phong cường hãn đến biến thái sức chiến đấu, những tôm tép này căn bản còn chưa đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng. Diệp Đông Kiện đi lên trước, khó chịu vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói rằng, Thần Phong, ta ngày hôm nay có thể không chỉ chỉ là đến xem trò vui người tốt xấu cũng cho ta động động thủ a à. những tôm tép này ta cũng có thể giải quyết tiểu thúc người tự an tâm ở một bên ngây ngô chân chính vở kịch hay vừa mới bắt đầu diệp thần phong vừa cười vừa nói chung quanh tân khách nhìn đến diệp thần phong cùng diệp đông kiện câu được câu không tán gẫu bọn họ là càng chấn kinh rồi bọn họ vốn cho là diệp thần phong tại hứa ra 10 tên bảo tiêu trong tay là tất bại không thể nghi ngờ mà kết quả lại cùng bọn họ đoán rằng vừa vặn ngược lại cái này để cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Đát 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 vội vội vàng vàng tiếng bước chân truyền vào trong đại sảnh, một gã hứa ra bảo tiêu vội vàng đi tới hứa lão gia tử trước mặt, liền đại khí cũng không kịp xuyến thượng một hơi, liền nói rằng hứa gia chủ, ta có chuyện trọng yếu muốn hội báo. Hứa quốc đông khi nhìn đến 10 tên hứa ra bảo tiêu toàn bộ bị diệp thần phong giải quyết sau, trên mặt thần sắc biến được càng thêm khó coi, tối hôm qua hắn dù sao không có đã từng thấy được Diệp Thần Phong sức chiến đấu, lúc này nhìn đến Diệp Thần Phong tại trong vòng 10 giây, giải quyết rồi hứa ra 10 tên bảo tiêu sau, hắn tải bước đầu nhận thức được Diệp Thần Phong sức chiến đấu đáng sợ. Hứa quốc đông liếc trước mặt một gã hứa ra bảo tiêu liếc mắt, nơi nào có tâm tình ly khai đại sảnh, đơn độc nghe cái này tên bảo tiêu hội báo, thuận miệng nói rằng có chuyện gì, người ở nơi này thảo luận đi tên hứa ra bảo tiêu kinh nghi bất định do dự sau một lúc lâu, còn là ở trong đại sảnh trước mặt mọi người lên tiếng, hứa ra chủ, Hồng Hải hội tại Ngô Châu hội sở bị từng cái công phá, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng đối Hồng Hải hội tình huống rất bất lợi. Cái này tên hứa ra bảo tiêu lời nói rõ ràng truyền tới trong đại sảnh mỗi một người trong tai, Hồng Hải hội thế nhưng Ngô Châu đệ nhất đại bang hội, có hứa ra ở sau lưng chống đỡ, nhiều. Thế này năm qua không người nào dám nỗ lực đi khiêu khích Hồng Hải hội, bởi vì khiêu khích Hồng Hải hội chẳng khác nào là khiêu khích Ngô Châu hứa ra, rất nhiều người cũng không có cái này dũng khí. Mà bây giờ Hồng Hải hội tại Ngô Châu hội sở lại bị từng cái công phá. Điều này làm cho ở đây tân khách lại một lần nữa lâm vào trong khiếp sợ. Hứa quốc đông không có nghĩ đến cái này tên hứa ra bảo tiêu hồi báo là như vậy chuyện trọng yếu, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng thịnh nộ nhảy lên tới cực điểm, quát dẹp đường là người nào bang hội dám đối với Hồng Hải hội động thủ chúng ta hồng hải hội nên không đến mức cái này tên yếu hứa gia chủ là hồng hải hội nhân viên nội bộ liên hợp ngô châu thắng thiên hội người nội ứng ngoại hợp cho nên chúng ta hồng hải hội mỗi cái phân hội sở rất nhanh thì bị thắng thiên hội cấp công phá bất quá dù sao thắng thiên hội thành viên nhân số cùng chúng ta hồng hải hội không cách nào sánh được chỉ là tiếp tục như vậy nữa chúng ta hồng hải hội tổn thất tướng hội đặc biệt thảm trọng tên hồng hải hội thành viên tạm thời đảm nhiệm hứa ra bảo tiêu một năm một mười tướng tình huống nói một lần. chương 395, không tưởng được. Xác định đầu phiếu. Hứa quốc đông cười, trong nụ cười ẩn hàm không gì sánh được âm trầm, sắc bén con ngươi không nháy một cái nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Sau một lúc lâu, mới lên tiếng, Diệp ra tiểu tử, người quả nhiên có ra ra ngươi năm đó phong phạm, trước đây ra ra ngươi đem ta bước ra kinh thành, mà bây giờ ngươi không chỉ sát hại cháu của ta bằng phi, còn muốn chiếm đoạt hồng hải hội ta chỉ sợ ngươi không có lớn như vậy khẩu vị. Nếu sự tình đã phát triển đến nơi này một bước, như vậy hứa quốc đông không hội làm tiếp bất luận cái gì bước lui. Ngày hôm nay muốn là thật nhượng diệp thần phong bình an vô sự ly khai hứa ra, sau này hứa ra như vậy làm sao ngô châu đặt chân. Hứa quốc đông lời nói ở trong đại sảnh truyền ra sau đó, đông đảo tân khách liên tiếp tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Không thể nào, hứa bằng phi là bị kinh thành diệp ra diệp thần phong giết chết thảo nào hứa lão gia tử không chịu làm bất luận cái gì nhượng bộ. Cái này Diệp ra Diệp thần phong thật đúng là là một nhân vật, lại muốn muốn chiếm đoạt Hồng Hải hội. Hồng Hải hội là chúng ta ngô châu đệ nhất đại bang hội, thế nhưng căn cứ tên hứa ra bảo tiêu hội báo, tình thế trước mắt đối Hồng Hải hội đặc biệt bất lợi, lẽ nào chúng ta ngô châu thật muốn thời tiết thay đổi sao? Cái này đảo không nhất định, dù sao hứa ra tại ngô châu xương bá đã nhiều năm như vậy, hứa ra tại ngô châu căn cơ thâm hậu, thì là kinh thành Diệp ra muốn đối phó hứa ra, cũng thì không cách nào tướng hứa ra nhổ tận gốc, hiện tại kết luận có phần quá sớm. Nói rất đúng, không nghe được vừa rồi hứa lão gia tử nói sao. Xem ra hứa lão gia tử trước đây tự cùng Diệp ra Diệp lão gia tử có ân oán, vạn nhất hứa lão gia tử đầu óc nóng lên, dùng hứa ra tại ngô châu năng lực, muốn tướng Diệp thần phong tính mệnh ở tại chỗ này hẳn không phải là một chuyện khó tình. Có không có lớn như vậy khẩu vị, ta không biết. Bất quá, ngày hôm nay nhất định là các ngươi hứa ra từ ngô châu biến mất cuộc sống. Trước đây ra ra ta là quá mềm lòng, mới có thể chỉ là đem ngươi bước ra kinh thành, nếu như đổi lại là ta lời nói, khẳng định sẽ không chút lưu tình sản thảo trừ tận gốc, cũng không có bây giờ ngô châu hứa ra. Trước đây ra ra ta không có nhẫn tâm làm sự tình, liền do ta người cháu này đi làm đi. Ở đây có ai còn muốn đứng tại hứa ra một bên? Lần này ta tự toàn bộ nhất định xử lý diệp thần phong ánh mắt quét mắt chung quanh tân khách không ai đứng ra nói chuyện thật sự là diệp thần phong quá tự tin cuống chi diệp thần phong lại là kinh thành người của diệp gia vạn nhất diệp thần phong trong tay còn nắm chắc bài ni nếu như bọn họ đứng ra hướng hứa ra bày tỏ tốt cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt cho nên đại bộ phận người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt làm một gã khán giả hứa ra chi thứ hứa kiếm cùng hứa khai hai cha con này nhìn đến Diệp Thần Phong lớn lối như thế tư thái. Bọn họ vốn cho là Diệp Thần Phong rất nhanh hội cục đuôi chạy ra hứa ra biệt thự, ai biết đạo. Hứa khai khuôn mặt quấn quyết lấy băng gạc không thể đủ mở miệng nói, thế nhưng hứa kiếm nhịn không được lên tiếng, Diệp Thần Phong, nơi này là chúng ta hứa ra, Người nghỉ phải ở chỗ này làm càn, thức thời ngươi lập tức cấp ta quỷ xuống tới. Cầu hứa lão gia tử tha thứ, cái này đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn chính xác nhất. Cách đó không xa ninh ra người cũng một đám thần sắc ngưng trọng, bọn họ đã lựa chọn ôm hứa ra đại thối, lúc này nếu như không đứng ra bang hứa ra nói, sợ rằng sau đó tại ngô châu bọn họ cuộc sống muốn không dễ chịu lắm. Ninh lão gia tử ninh vinh hiên mặt âm trầm, quát dẹp đường, diệp thần phong, chúng ta ninh ra vĩnh viễn hội đứng tại hứa ra bên này. Có bản lĩnh người đem chúng ta ninh ra cũng cùng nơi giải quyết A. À. Người cho là nơi này là kinh thành sao, chúng ta ninh ra bất kể ngươi. Hứa quốc đông Nguyễn Cưỡng cười hướng Ninh Vinh Hiên điểm gật đầu, nói rằng, Ninh lão đệ, có người những lời này như vậy đủ rồi, sau đó chúng ta hứa ra cùng các ngươi Ninh ra chính là người một nhà, ta cam đoan tại Ngô Châu không có người có thể động các ngươi Ninh ra một đầu ngón tay. Nghe được hứa quốc đông đối Ninh ra cam đoan, ở đây rất nhiều tân khách cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử, dù sao căn cơ của bọn họ đều là tại Ngô Châu, nếu như có thể nhận được hứa ra chống đỡ, bọn họ gia tộc tại Ngô Châu khẳng định có thể nhanh chóng phát triển. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Ninh Vũ Đình, nhìn đến Ninh gia người quyết định, tuy rằng nàng đã không còn là Ninh gia nhân, thế nhưng trong lòng nàng còn là một trận đau đớn, một đôi đôi mắt đẹp liếc hướng Diệp Thần Phong, nàng tin tưởng Diệp Thần Phong, nàng cũng tin tưởng Ninh gia người rất nhanh hội vì mình làm ra lựa chọn mà hối hận. Ở đây rất nhiều ngô châu các đại lão chuẩn bị đứng ra hướng hứa ra bày tỏ tốt thời gian, ngô châu cảnh sát cục cục trưởng nhận được một lần điện thoại đang nghe thanh âm trong điện thoại sau sắc mặt rất nhanh tiểu biến trong cùng một lúc ngô châu tư lệnh quân khu quý thường cũng nhận được một lần điện thoại sau đó là thị trưởng thị ủy bí thư vân vân một loạt người đều nhận được điện thoại những đại lão này môn nhận đến điện thoại sau biểu tình đặc biệt nhất trí khuôn mặt đều là lộ vẻ lo lắng thần sắc hứa lão gia tử kinh thành đặc biệt điều tra tổ muốn tới chúng ta ngô châu điều tra nhất vụ án nguyên bản ta là muốn nhượng điều tra tổ người đi cảnh sát cục trong nói, nhưng là bọn hắn tại trong điện thoại đã biết, Ngô Châu phần lớn quan viên đều ở đây hứa ra sau, bọn họ nói trực tiếp tới hứa ra, hứa lão gia tử, chuyện này. Cảnh sát cục cục trưởng nhìn hứa quốc đông nói rằng, kinh thành đặc biệt điều tra tổ, hứa quốc đông âm thầm nói lầm bầm, kinh thành đặc biệt điều tra tổ tại nước hoa là một cái ngành đặc biệt, đặc biệt điều tra tổ quyền lợi đặc biệt to lớn, là đặc biệt nhằm vào nước hoa quan viên điều tra một cái bộ môn, bất kể ngươi là quan lớn gì, chỉ cần bị đặc biệt điều tra tổ để mắt tới, cuối cùng kết quả cũng sẽ tương đối thê thảm. Đặc biệt điều tra tổ tại lúc cần thiết vẫn có thể điều động quốc gia lực lượng, cho nên ở đây Ngô Châu quan viên môn lần lượt nhận đến đặc biệt điều tra tổ muốn tới Ngô Châu tin tức sau, sắc mặt mới có thể lập tức biến đổi, bọn họ không biết lần này kinh thành đặc biệt điều tra tổ theo dõi Ngô Châu người nào quan viên. Hứa Quốc Đông Nghiễm nhiên cũng biết đặc biệt điều tra tổ cái ngành này, xem ra hôm nay phải giải quyết Diệp Thần Phong là không thể nào. Nếu kinh thành đặc biệt điều tra tổ người muốn tới nơi này, như vậy chúng ta ra đi nghênh đón một chút đi. Ngược lại, Hứa Quốc Đông rồi hướng Diệp Thần Phong nói rằng: Diệp Thần Phong, đảng ngày hôm nay qua đi, giữa chúng ta sổ sách sẽ chậm chậm toán rõ ràng. Khi biết đặc biệt điều tra tổ người muốn tới nơi này sau, ở đây tân khách không có công phu đem tâm tư đặt ở Diệp Thần Phong trên người. Một đám đi ra hứa ra biệt thự đại sảnh, chuẩn bị đợi đặc biệt điều tra tổ đến. Thần Phong, đặc biệt điều tra tổ cũng là an bài của ngươi. Xem ra hôm nay hứa ra thật muốn vạn kiếp bất phục. Diệp Đông Kiện có chút hưng phấn cười nói. Tiểu thúc, cái này phải nói là ra ra an bài, ra ra trong tay có rất nhiều về hứa ra cùng hứa quốc đông chứng cứ. Này chứng cứ bị giao cho đặc biệt điều tra tổ trong tay, bọn họ không tới thu thập hứa ra mới là lạ chứ. Diệp Thần Phong theo đoàn người đi ra hứa ra đại sảnh. Mọi người đang hứa ra cổng đợi khoảng chừng 15 phút sau, hai chiếc có chứa kinh thành bảng số xe chậm rãi hướng hứa ra biệt thự khai tới. Tại hai chiếc có chứa kinh thành bảng số xe có rèm che hai bên, còn có bốn chiếc quân dụng xe giết chậm rãi theo. Xe rất nhanh ngừng hứa ra biệt thự cổng, đầu tiên bốn chiếc quân dụng xe giết cửa mở ra, 16 tên quân nhân mặc quân trang từ bốn lượng xe giết thượng đi xuống, sau đó hai chiếc xe có rẻm che môn cũng được mở ra, tám gã đặc biệt điều tra tổ thành viên tại 16 tên quân nhân dưới sự bảo vệ, từ từ hướng hứa ra cửa biệt thự đoàn người đi đến. Tám gã đặc biệt điều tra tổ chung, đi thuốc ở đàng trước là một gã hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn chắc là cái này tám gã điều tra tổ thành viên ở giữa, địa vị tối cao. Cái này tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ở trong đám người quét mắt một vòng sau, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người, dưới chân bước chân hướng Diệp Thần Phong đi tới, người chính là kinh thành Diệp ra Diệp Thần Phong. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A, làm rất tốt, tương lai vì nước hoa làm nhiều một ít sự tình. Ở đây rất nhiều ngô châu các đại lão quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nước hoa đặc biệt điều tra tổ, từ trước đến nay là bất hòa bất luận cái gì đại gia tộc có dính dấp, bọn họ đại biểu cho một bả kiếm sắc bén, chỉ cần có bất luận cái gì nước hoa quan viên làm ra đối với quốc gia chuyện bất lợi, như vậy đặc biệt điều tra tổ cái chuôi này lợi kiếm, tướng hội không chút do dự tướng mưu đồ gây rối người đâm chết. Cho nên, ở đây Ngô Châu các đại lão nhìn đến đặc biệt điều tra tổ người, chủ động đi lên trước nói chuyện với Diệp Thần Phong, đồng thời có chút bày tỏ tốt vị, bọn họ mới có thể biểu hiện như thế khiếp sợ. Tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đang cùng Diệp Thần Phong nói nói mấy câu sau, liền đưa mắt chuyển rời đến hứa quốc đông trên người, mặt không thay đổi nói rằng, ngươi là hứa ra hứa quốc đông chúng ta bây giờ hoài nghi các ngươi hứa ra liên lụy đến nhiều kiện đối nước hoa chuyện bất lợi, cho nên còn mời các ngươi hứa ra tương đối trọng yếu người, cùng chúng ta cùng đi kinh thành đi một chuyến. chương 396, không tiếng động bàn tay. Xác định đầu phiếu, lửa nóng ánh dương quang từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, hứa ra cửa biệt thự ngô châu các đại lão, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, chẳng lẽ nói nước hoa đặc biệt điều tra tổ người là bởi vì hứa ra mà đến đến ngô châu đặc biệt điều tra tổ đại biểu là cả nước hoa an nguy nếu như đặc biệt điều tra tổ sẽ đối phó hứa ra lời nói như vậy hứa ra trăm phần trăm hội diệt phong hứa ra chi thứ hứa kiếm cùng hứa khai phụ tử trên mặt thần sắc hốt hoảng bị nước hoa đặc biệt điều tra tổ để mắt tới ý vị như thế nào ý nghĩa bọn họ hứa ra tại ngô châu xưng vương xưng bá cuộc sống sợ rằng phải đến tới hạn con trai của hứa quốc đông hứa hoa nam tức giận nhìn chăm chú vào diệp thần phong hắn biết đây hết thảy đều là Diệp Thần Phong gây nên, bất quá, nước hoa đặc biệt điều tra tổ nhân viên ở đây, hắn nên cũng không dám trước mặt mọi người quá mức làm càn. Nguyên bản ở một bên chờ xem kịch vui, gắt gao ôm lấy hứa ra bắp đùi ninh ra người, giờ khắc này, một đám khuôn mặt bầy biện ra chưa can sắc, nếu như hứa ra xong đời lời nói, như vậy bọn họ ninh ra tại Ngô Châu liền mất đi dược, muốn khởi bọn họ vừa rồi thái độ đối với Diệp Thần Phong, trong lòng tự một trận hết hồn. Ninh ra người trong lòng cầu nguyện hứa ra nghìn vạn không muốn xảy ra sự, bây giờ Ninh ra cùng hứa ra là người trên một cái thuyền, nếu như chiếc thuyền này chìm, như vậy bọn họ Ninh ra cũng tuyệt đối không có cái gì tốt kết quả. Hứa quốc đông nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, vừa liếc nhìn đặc biệt điều tra tổ người, vừa cười vừa nói, nước hoa đặc biệt điều tra tổ chẳng lẽ còn muốn tham dự chúng ta ân oán cá nhân sao? Các ngươi là Diệp ra phái người tới đi, các ngươi trong tay có chứng cứ gì? nếu như không có bất luận cái gì chúng ta hứa ra đối nước hoa làm bất lợi chuyện chứng cứ, như vậy các ngươi căn bản không có có quyền lợi bắt ta đi. Đặc biệt điều tra tổ chung, tên dẫn đầu hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, lạnh giọng nói rằng chúng ta đặc biệt điều tra tổ không hội nghe lệnh của bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Chúng ta phụ trách là bảo vệ nước hoa an nguy, điều tra nước hoa các nơi quan viên, mà ngươi hứa quốc đông lẽ nào thật không có làm qua có tổn hại nước hoa lợi ích xử tình chúng ta đặc biệt điều tra tổ nếu như trong tay không có nắm giữ chứng cứ, hội lỗ mãng như vậy tới hứa ra bắt người sao. Những chứng cứ này chỉ là sao chép kiệt, người có thể cầm đi nhìn một cái, các người hứa ra những năm này sở tác sở vi. Tên điều tra tổ trung niên nam nhân từ hắc sắc trong bóp ra móc ra một sấp văn kiện đưa cho hứa quốc đông. Hứa quốc đông kinh nghi bất định nhận lấy văn kiện, khi nhìn đến văn kiện chung nội dung sau, thân thể hắn chợt một cái run khuôn mặt dường như trong nháy mắt bị tắt cạn huyết sắc, phần này sao chép kiện liền là hắn hứa quốc đông cùng với hứa ra những năm này sở tác sở vi, nếu như những này tội danh toàn bộ chứng thực, như vậy bọn họ hứa ra tướng vĩnh viễn không xoay người ngày, thậm chí hứa ra cũng thật hội triệt để từ ngô châu tiêu thất. Hứa quốc đông dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt một cái, một bên thần sắc tự nhiên diệp thần phong, trong lòng một trận cười gượng, ha ha ha. Diệp thần phong, ta không phải không thừa nhận ngươi so ra ra ngươi còn muốn tới lợi hại, nếu như muốn bảo trụ hứa ra, những này tội danh chỉ có thể ta một người nhận lãnh tới, bất quá, nếu ta muốn gánh chịu những này tội danh, như vậy ta cũng không sợ trên người nhiều một cái mạng, diệp thần phong, người tựu đến bí mật đi thật tốt bồi cháu của ta đi. Hứa quốc đông thở dài một hơi, nói rằng ta thừa nhận việc này đều là ta một người làm, cùng hứa ra người khác không quan hệ, cho nên các người chỉ cần đem ta mang trở lại kinh thành là được rồi. Hứa quốc Đông tướng văn kiện đưa trả lại cho điều tra tổ tên Trung niên nam nhân. Tại Trung niên nam nhân tiếp nhận văn kiện sau, Hứa quốc Đông chợt xoay người từ bên hông móc ra một cây súng lục màu đen, đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ ra một vòng âm ngoan dáng tươi cười, nói rằng: Diệp Thần Phong, ngươi an tâm đến bí mật đi bồi bằng phi đi. Ngươi cho là mình thắng sao? Ngươi không có thắng, ta cũng không có thua hứa ra một ngày nào đó hội triệt để tướng Diệp ra tiêu diệt. Phanh, một tiếng súng vang, hứa quốc đông không chút do dự bóp cò, nhất viên đạn từ nòng súng chung bắn ra, hướng Diệp thần phong đầu vào tới. Hứa quốc đông đột nhiên cực đoan hành vi, có thể dùng ở đây không có bất kỳ người nào kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn không ngừng, nhanh chóng, hướng Diệp thần phong đầu bay bắn mà đi. Ở đây đại bộ phận người đều cho rằng Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, à, hét thảm một tiếng tại hứa ra biệt thự cổng vang lên, tiếng hét thảm này tịnh không phải tới từ cho Diệp Thần Phong trên người, mà là đến từ cho con trai của hứa quốc đông hứa hoa nam cổ họng trong, hứa hoa nam không biết là kia căn thần kinh làm sai rồi, lại có thể tại khẩn yếu quan đầu nhảy ra bang Diệp Thần Phong cản nhất thương, mà viên đạn không thiên vị không gì bắn vào hứa hoa nam trong đầu. Hứa hoa nam cổ họng trong thống khổ hét thảm một tiếng sau, cả người liền từ từ mất đi sinh cơ, tại trước khi chết một khắc kia, hắn cũng không biết tại sao mình vì đột nhiên đứng ra ban diệp thần phong đỡ đạn. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình, tướng thân thể hắn hướng tới đẩy về trước, cuối cùng đổ lên diệp thần phong trước mặt, viên kia hứa quốc đông bắn ra đạn cứ như vậy đi vào sọ đầu của hắn trong. Thân thể chậm rãi đảo địa hứa hoa nam, trước khi chết trong con người mang theo không cam lòng cùng nghi hoặc, nghiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt hình dạng. Nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật, Ta còn tưởng rằng bản thân muốn đi đời nhà ma, hứa lão đầu, may là con của ngươi đứng ra thay ta cản nhất thương, thật đúng là không nhìn ra con của ngươi là người tốt." Diệp Thần Phong giả vờ sợ vỗ vỗ ngực, kỳ thực vừa rồi tại Hứa Quốc Đông rút súng một sát na kia, Diệp Thần Phong đã đem trong cơ thể linh hồn lực phóng ra ngoài, lợi dụng linh hồn lực khống chế được Hứa Hoa Nam động tác, cho nên cuối cùng mới tạo thành Hứa Hoa Nam bang Diệp Thần Phong đỡ đạn một màn này. "Không, không thể có thể." Tuyệt đối không thể có thể, Hoa Nam làm sao sẽ đứng ra giúp ngươi đỡ đạn. Nhất định là ngươi đang làm trò quỷ, nhất định là ngươi đang làm trò quỷ, Diệp Thần Phong, ta muốn giết ngươi. Hứa Quốc Đông nhìn đến con trai của mình Hứa Hoa Nam bị hắn đạn bắn chết, căn bản không có cách gì tiếp thu sự phát hiện này thực, trên mặt thần xác biến được càng điên cuồng, một cái kình lắc đầu. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng đem Hứa Quốc Đông bắt lại tên đặc biệt điều tra tổ trung trung niên nam nhân mệnh lệnh bên cạnh 16 tên thể trạng to tráng quân nhân. Cái này 16 tên quân nhân rất nhanh tướng hứa quốc đông cấp trị phục, đồng thời tướng hứa quốc đông súng trong tay cấp đoạt lại. Tên đặc biệt điều tra tổ trung niên nam nhân, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, hoàn hảo ngươi không có việc gì, nếu không thật là là chúng ta nước hoa tổn thất, ngươi yên tâm đi, hứa ra sự tình chúng ta nhất định hội xử lý thỏa đáng, hứa ra tại Ngô Châu quân khu cùng trong chính trị thế lực toàn bộ bị nước hoa khống chế được, sau này Ngô Châu không biết là hứa ra thiên hạ. Chúng ta có sự tình còn phải xử lý, hiện tại cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, chờ sau này có cơ hội, chúng ta có thể uống mấy chén. Tên đặc biệt điều tra tổ trung niên nam nhân vỗ vỗ diệp thần phong vai sau, liền dẫn hứa quốc đông ly khai hứa ra biệt thự. Hứa kiếm cùng hứa khai nhìn đến hứa hoa nam bị đạn bắn thủng đầu, hứa lão gia tử cũng bị đặc biệt điều tra tổ người mang đi, bọn họ hai cái hứa ra chi thứ nhân viên, ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Ở đây ngô châu các đại lão cũng sôi nổi hồi qua thần, phía sau bốc lên ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ vừa rồi may là không có hướng hứa ra bày tỏ tốt, hứa ra là hoàn toàn không có. Bọn họ biết hôm nay tất cả 89 phần 10 là Diệp Thần Phong điều khiển, từ hứa bằng phi đầu không cánh mà bay, đến ngô châu hồng hải hội hội sở bị thắng thiên hội từng cái công phá, cuối cùng đến nước hoa đặc biệt điều tra tổ người tới ngô châu chóc nã hứa quốc đông. Đây quả thực là một vòng thủ sẵn một vòng, tướng hứa ra hoàn toàn đẩy tới vực sâu vạn trượng chi chung. Ninh ra người nhìn diệp thần phong cùng ninh vũ đình, khuôn mặt một mảnh trắng bệch, cái này một cái không tiếng động bàn tay, sao có tiếng bàn tay càng đau đớn, nếu như trước đây bọn họ đứng vững lập trường không bị hứa ra người sở đầu độc, sẽ chậm chậm hoàn lại mấy năm nay đối Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến sai lầm, nói như vậy bất định Ninh Vũ Đình cùng Ninh Mẫn Yến thật hội tha thứ bọn họ. Mà bây giờ hứa ra diệt vong, bọn họ Ninh ra rửa tiêu thất, nếu như Diệp ra sẽ đối phó bọn họ Ninh ra lời nói, là chuyện dễ dàng, Ninh Vinh Hiên trên mặt thần sắc không ngừng biến đổi. Chúng ta cùng đi hướng Vũ Đình cùng thần phong xin lỗi, bất kể bọn họ có thể không thể đủ tha thứ chúng ta, chúng ta đều phải muốn làm như vậy. Ninh Vinh Hiên cắn răng nói rằng, đây là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình, bất quá, da mặt của hắn thật đúng là đủ dày. chương 397, Sai Rượu Xác định đầu phiếu Hứa Quốc Đông bị nước hoa đặc biệt điều tra tổ người mang đi, hứa hoa nam bị hứa Quốc Đông đạn đánh chết, có thể nói hứa ra dòng chính hoàn toàn đảo, mà bây giờ hứa ra chi thứ rời đi hứa Quốc Đông sau đó, nhất định là không có cách gì khởi động toàn bộ hứa ra, lại nói mấy năm nay hứa ra ở trong bóng tối đã làm nhiều lần sự tình, chỉ cần nước hoa đặc biệt điều tra tổ tướng việc này tra rõ, ngô châu tướng lại cũng sẽ không có hứa ra, đây chỉ là thời gian thượng vấn đề. Nguyên bản một cái đặc biệt long trọng lễ tang, ai cũng không có nghĩ đến cuối cùng hội dùng kết cục như vậy kết thúc công việc, thật là quá ngoài dự đoán của mọi người, ở đây rất nhiều ngô châu các đại lão sôi nổi đánh giá Diệp Thần Phong. Ninh lão gia tử Ninh Vinh Hiên mang theo một đám Ninh gia người hướng Diệp Thần Phong bọn họ đã đi tới, Ninh Vinh Hiên khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền lành, hắn biết chỉ cần đạt được Ninh Vũ Đình tha thứ, như vậy Diệp gia khẳng định cũng sẽ không theo đuổi Ninh gia sự tình. Theo sau lưng Ninh Vinh Hiên Ninh gia người, sắc mặt đều đặc biệt xấu xí, nhất là tuổi còn trẻ khí thịnh Ninh Viễn Hàng cùng Ninh Hoàng Văn, vừa rồi bọn họ hai cái còn đã cười nhạo Ninh Vũ Đình cùng Diệp Thần Phong, ai biết đạo thế cục thay đổi trong nháy mắt bọn họ ninh ra dựa hứa ra, cái kia tại ngô châu trích thủ giả tiên hứa ra, vậy mà cứ như vậy xong đời. Vũ Ninh, là ra ra nhất thời hồ đồ, là ra ra có lỗi với người cùng muội muội người mẫn yên a. À. Sự tình hôm nay ra ra xin lỗi ngươi, mong muốn ngươi không nên để bụng, sau đó ngươi và Mẫn Yến vẫn là ninh ra người, ninh ra đại môn tùy thời cho các ngươi hai tỷ muội mở rộng. Ninh Vinh Hiên khuôn mặt không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ, có chỉ là thật sâu ái náy, có thể thấy được Ninh Vinh Hiên cái này lão đầu biểu diễn công lực tương đối đúng chỗ. Ninh Vũ Đình nhìn trước mặt Ninh Vinh Hiên cùng với một đám ninh ra người, khóe miệng xẹt qua một vòng tự diếu Nếu như không có Diệp Thần Phong xuất hiện, nếu như không có Diệp Thần Phong cường thế. Ninh ra người hội trái lại hướng nàng Ninh Vũ Đình xin lỗi sao. Thậm chí nàng chỉ biết một lần lại một lần đã bị Ninh ra người nhục nhã, đã bị hứa ra nhục nhã. Ra ra, ngươi xứng làm ra ra của ta sao? lẽ nào ngươi đã quên mới vừa nói qua lời nói sao ngươi đều không phải đem ta và mẫn yến trục xuất ninh ra sao cho nên ngươi không cần thiết hướng ta xin lỗi sau đó các ngươi ninh gia là các ngươi ninh gia cùng ta không có nửa điểm quan hệ ninh vũ đình kiên định nói rằng cái này đều không phải nàng quá tuyệt tình mà là ninh gia người một lần lại một lần cách làm để cho nàng hoàn toàn đối ninh gia tuyệt vọng vũ đình ngươi nói thế nào ni chúng ta tốt xấu cũng đều là trưởng bối của ngươi. Mới vừa rồi là chúng ta quá xung động, sau đó chúng ta cam đoan tuyệt đối không hội có chuyện như vậy phát sinh. Ninh Vũ Đình Đại Thúc Ninh Quảng Trí nói rằng, đúng vậy, Vũ Đình, ngươi không nên quá tùy hứng, sau đó chúng ta tuyệt đối không hội bức bách ngươi làm chuyện không muốn làm. Ninh Vũ Đình Tiểu Thúc Ninh Quảng Bác nói rằng, không hội bức bách ta làm chuyện không muốn làm, ta có thể tin tưởng các ngươi lời nói sao? ta lại cũng sẽ không tin tưởng các ngươi lời nói, Ninh gia cùng ta Ninh Vũ Đình, cùng với cùng muội muội của ta Ninh Mẫn hiến từ nay về sau lại không bất kỳ quan hệ gì. Ninh Vũ Đình cắn răng nói rằng, Ninh Vũ Đình, trở lại Ninh gia mới là lựa chọn chính xác nhất, ta Ninh Viễn Hàng có thể lần nữa hô tỷ tỷ ngươi, lẽ nào ngươi liền lời của gia gia cũng không nghe sao. Cho dù trưởng bối có lỗi trước, chúng ta những, này làm vãn bối nên muốn học hội khoan dung. Ninh Viễn Hàng hiên ngang lẫm liệt nói rằng, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì là không thể đủ lẫn nhau tha thứ. Chẳng lẽ muốn nhượng chúng ta đều quỳ xuống đi cầu ngươi trở lại Ninh ra tới sao? Ninh Hoàng Văn mở miệng nói rằng, Ninh Vũ Đình nhìn trước mặt những, này đạo mạo ngạn người Ninh ra người, môi đỏ mỏng hơi ngọa ngoài. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong cầm bàn tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, hướng về phía một đám Ninh ra người, nghiền ngẫm nói rằng ta không muốn nghe đến các ngươi tại ở đây thúi lắm cho các ngươi nhất phút cút đi nếu không sau đó ngô châu tướng không có ninh ra ninh vinh hiên đẳng người ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm diệp thần phong một đám lần lượt không nói gì bọn họ biết diệp thần phong có năng lực này dù sao hứa ra ví dụ đã đặt ở trước mặt của bọn họ diệp thần phong giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng các ngươi chỉ còn lại có nửa phút không nên hoài nghi ta đã nói cùng với kiên trì nếu không nhìn tại vũ đình cùng mẫn yến phân thượng các người ninh gia căn bản không thể tài năng ở ngô châu sinh tồn được ninh vinh hiên nặng nề thở ra một chút sức lực nói rằng chúng ta đi sau khi nói xong liền dẫn một đám ninh gia người biệt khuất ly khai hứa ra biệt thự nếu là trước đây bọn họ lựa chọn đứng tại diệp thần phong bọn họ bên này hứa ra diệt phong sau bọn họ ninh gia dựa vào diệp gia năng lực không bao lâu liền có thể tại trở thành ngô châu nhất đẳng nhất đại gia tộc đi chỉ tiếc cơ hội chỉ có một lần, Ninh gia vẫn là cùng nhiều năm trước giống nhau, lựa chọn làm hứa gia chính là tay sai. Hứa Quốc Đông bị nắm, Hứa Hoa Nam đã chết tin tức, tại Ngô Châu rất nhanh điên truyền ra ngoài, nguyên bản còn đang ra sức chống cự Hồng Hải hội, hoàn toàn mất đi tín nhiệm, phải biết rằng Hồng Hải hội là hứa gia tại chống đỡ cùng trưởng khống, bây giờ hứa gia có thể nói là không tồn tại nữa, Hồng Hải hội cũng coi như là quần long dẫn đầu năm bè bảy mảng thắng thiên hội thế như trẻ che công phá một cái lại một lần nữa hồng hải hội hội sở, không được bao lâu thời gian thắng thiên hội là có thể thống nhất ngô châu thế lực dưới đất. Ngô châu tư lệnh quân khu quý thường mời Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng Diệp Đông Kiện cùng nhau ăn cơm, Diệp Đông Kiện nhìn đến vở kịch hay đã kết thúc, không kịp chờ đợi muốn đi cùng Ninh Mẫn Yến ôn tồn, Diệp Thần Phong trái lại cùng Ninh Vũ Đình cùng nơi cùng quý thường đi ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Ninh Vũ Đình cùng Quý Thường Hàn Huyên mấy năm nay tại Kinh Thành rất nhiều chuyện, tại Ninh Vũ Đình trong lòng coi Quý Thường là làm chính cô ta chân chính trưởng bối. Trước đây nếu không Quý Thường an bài, Ninh Vũ Đình cũng không thể có thể điều đến Kinh Thành quân khu đi, cho nên đối với Quý Thường ân tình, nàng vẫn là khác trong tâm khảm. Ninh Vũ Đình cùng Quý Thường Hàn Huyên một buổi chiều thiên, Diệp Thần Phong ở một bên bồi tròn một buổi chiều, tại Quý Thường trong nhà ăn một bữa sau bữa cơm chiều, Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình liền rời đi hai người đi tại ngô châu rộng rãi trên đường phố ninh vũ đình đột nhiên quay đầu nhìn diệp thần phong hỏi bồi ta đi uống chút rượu đi diệp thần phong điểm gật đầu đáp ứng ninh vũ đình yêu cầu mang theo ninh vũ đình đi vào nhất quán rượu trong ninh vũ đình vừa đi vào quầy rượu thời gian còn có chút không thích ứng xem ra nàng là lần đầu tiên tới cái này loại buổi chiếu phim tối diệp thần phong vốn là muốn điểm nhất chát bia ai biết đạo ninh vũ đình trực tiếp một chút bốn bình rượu đỏ những nhân viên phục vụ mở bình rượu sau, Ninh Vũ Đình trực tiếp cho mình rót đầy một chén, sau đó bưng ly rượu lên, một hơi làm. Năm đó khúc mắc, vào hôm nay toàn bộ giải khai, không ai bị nổi hứa ra hoàn toàn không có, Ninh ra lại cũng cùng nàng Ninh Vũ Đình không có bất cứ quan hệ gì. Trước đây một vài bức hình ảnh, chậm rãi di động hiện tại Ninh Vũ Đình trong đầu, nàng cũng không biết ngày hôm nay vì sao đột nhiên muốn uống rượu. Hơn nữa còn là đặc biệt tưởng nhớ uống loại một chén lại một chén rượu đỏ tưới trong miệng, Ninh Vũ Đình trắng nõn trên gương mặt, nhuộm thượng hai tầng đỏ ửng, một đôi đôi mắt đẹp cũng dần dần biến được mê ly, trong miệng hô hấp có chút gấp, có thể dùng ngực hai ngọn núi nhất khởi nhất phục, thật là đẹp. Diệp Thần Phong không có ngăn cản Ninh Vũ Đình uống rượu, hắn biết Ninh Vũ Đình là đang phát tiết, mấy năm nay Ninh Vũ Đình nên vẫn là sống ở hứa ra cùng Ninh ra bóng ma chung, bây giờ bao phủ nàng bóng ma tiêu thất, mấy năm nay giấu ở trong lòng nàng nhất cổ khí, Nàng đương nhiên muốn toàn bộ thả ra ngoài. Hai bình rượu đỏ uống vào, Ninh Vũ Đình đã là có chút say, nhìn ngồi ở bên cạnh Diệp Thần Phong, trong miệng mơ mơ màng màng nói rằng, "Diệp, Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi, ngươi thế nào không uống rượu. Tới, chúng ta cạn một chén." Ninh Vũ Đình trực tiếp cầm lên còn thừa lại hai bình rượu đỏ, một lọ đưa cho Diệp Thần Phong, một lọ trực tiếp đối miệng uống, lại đem bình thứ ba rượu đỏ quán vào bụng trong sau, Ninh Vũ Đình là hoàn toàn say thân thể nằm tại trong quán rượu trên ghế salon, hai con người chăm chú đóng lại, khóe môi nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Diệp thần phong nhìn say không thể đủ lại say ninh vũ đình, bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm lẽ nào ngươi tự tin tưởng ta như vậy sao? Lẽ nào ngươi không biết một cái nữ nhân xinh đẹp, tại trước mặt một người đàn ông uống say, là một cái bao nhiêu không sáng suốt sự tình sao? Hoàn hảo ngươi gặp được ta diệp thần phong cái này chính nhân quân tử. Diệp thần phong khoe khoang tự lôi, tướng Ninh Vũ Đình từ trên ghế sa lông phù lên, Ninh Vũ Đình thân thể mềm mại trong nháy mắt đầu nhập vào Diệp thần phong trong ngực, hai ngọn núi gắt gao để Diệp thần phong trong ngực, nhượng Diệp thần phong cảm giác đặc biệt thoải mái, thậm chí không kiềm hãm được dùng trong ngực đi đè ép Ninh Vũ Đình cao ngất, xem ra chúng ta Diệp thần phong đồng chí thật đúng là là một cái chính nhân quân tử. chương 398, nhịn tốt khổ cực. Xác định đầu phiếu, ngày mùa hè khí trời dường như nữ nhân tính tình thay đổi bất thường cái này không đương diệp thần phong đỡ ninh vũ đình mới vừa đi ra quán ba không bao lâu ầm 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 trên bầu trời đánh vài tiếng sấm rền tích tích lịch lịch hạt mưa liền bay là tả hướng mặt đất mưa càng rơi xuống càng lớn rất nhanh tạo thành mưa xối xả xu thế nguyên bản tại trên đường phố bước chậm người đi đường tan tác như ong vỡ tổ lập tức đi tìm chỗ tránh mưa diệp thần phong vốn là muốn đánh một chiếc xe taxi tại trên đường phố tới tới lui lui chạy nhanh mà qua xe taxi, mặt trên đều ngồi đầy khách nhân, đợi đủ hơn 10 phần chung cũng không có đợi được một chiếc không xe. Diệp thần phong cùng ninh vũ đình y phục toàn bộ bị nước mưa cấp dính ướt, còn như vậy chờ đợi cũng đều không phải biện pháp, còn là trước tiên ở phụ cận tìm một nhà khách sạn lại nói. Diệp thần phong tay phải ôm thật chặt ninh vũ đình mảnh mai, ninh vũ đình song trưởng không tự chủ ôm lấy diệp thần phong cái cổ, thân thể mềm mại một cái kình hướng tới diệp thần phong trong ngực chen, trong miệng còn thỉnh thoảng tạp đi, tạp đi, nơi nào tượng là một cái thành thục thiếu phụ. Đào tượng là một cái khả ái tiểu nữ sinh mà. Tại quầy rượu phụ cận tìm được rồi một nhà khách sạn, Diệp Thần Phong ôm Ninh Vũ Đình khai một gian phòng gian, đi vào gian phòng sau, Diệp Thần Phong tướng Ninh Vũ Đình thân thể từ từ đặt lên giường. Đèn trong phòng quang đặc biệt sáng sủa, Ninh Vũ Đình tinh mịn lông mi khẽ run, cả trương trắng nõn đôi má hơi phiếm hồng, ướt át môi tại ngọn đèn làm nổi bật hạ, lộng lẫy lòe lòe thực tại mê người diệp thần phong tướng trên người ướt đẫm y phục cưới xuống ở trong phòng tìm một cái áo choàng tắm khoác ở trên người thân thể tức khắc cảm giác sảng khoái không ít tại thay quần áo xong sau diệp thần phong mới phát hiện nằm ở trên giường ninh vũ đình hai tay không ngừng xả trên người ướt đẫm y phục hai con ngươi chăm chú nhắm khuôn mặt là một bộ đặc biệt khó chịu thần tình cái này cũng khó trách y phục trên người toàn bộ ướt đẫm không khó thụ mới là lạ chứ. Nếu để cho Ninh Vũ Đình xuyên cả đêm quần áo ướt súng, sợ rằng ngày thứ 200% hội sinh bệnh, Diệp Thần Phong do dự một lát sau, còn là hướng sự cấy biên đi. Ta có thể điều không phải cố tình muốn chiếm người tiện nghi, ta đây là đang giúp ngươi, vạn nhất hôm nay ngươi ngã bệnh có thể sẽ không tốt. Diệp Thần Phong nhìn nằm ở trên giường Ninh Vũ Đình, trong miệng lẩm bẩm. Ninh Vũ Đình mặc chính là một cái tê tuất sam, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đi lên lôi kéo, Ninh Vũ Đình trên người Tê Tuất Sam đã bị cưỡi ra, hai tòa che giấu tại nịt ngực chung rất tròn, tức khắc có hiện tại Diệp Thần Phong đáy mắt, chia đều tuyết trắng tiểu phúc, tinh tế hoàn mỹ mảnh mai. Có thể dùng Diệp Thần Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dù sao chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí có thể đều không phải thánh nhân. Diệp Thần Phong tận lực khống chế được tạp niệm trong lòng, những hô hấp biến được bình ổn xuống, kỳ thực Ninh Vũ Đình nịt ngực cũng ướt, thế nhưng Diệp Thần Phong cũng không cho phép có bang ninh vũ đình cởi xuống nịt ngực, mà là từ từ bang ninh vũ đình cởi bỏ quần. Hai điều bắp đùi trắng như tuyết bại lộ tại trong không khí, đến nơi này nhất khắc, ninh vũ đình trên người cũng chỉ còn lại có, một cái nịt ngực màu đen, cùng nhất điều bạch sắc quần xì líp. Diệp Thần Phong ở trong thân thể huyết không ngừng sôi trào. lẩm bẩm Diệp Thần Phong, người nhất định có thể nhịn. Người nhất định có thể nhịn lẽ nào điểm ấy mê hoặc là có thể khó có được ở ngươi sao nhiệt 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 diệp thần phong vừa dứt lời ninh vũ đình cổ họng trong thấp giọng tự nói hai tay không ngừng xả ngực nịt ngực rất nhanh hắc sắc nịt ngực đã bị chính cô ta kéo xuống hai chỉ đại bạch thỏ run lên một cái hoàn mỹ hiện ra tại diệp thần phong đáy mắt cái này vẫn chưa xong ni tại ninh vũ đình kéo ngực nịt ngực sau hai tay lại đi thoát còn sót lại nhất điều quần xì lip bạch sắc quần xì líp cũng rất nhanh bị nàng cưỡi xuống, lúc này Ninh Vũ Đình khuôn mặt mới lộ ra buông lỏng biểu tình. Ninh Vũ Đình trái lại buông lỏng, thương cảm chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí khó chịu, nhìn trước mặt chút nào không có quần áo vật che đậy thân thể, Diệp Thần Phong hô hấp chậm rãi biến được dồn dập trong lòng âm thầm mắng, Ninh Vũ Đình, người thật con mẹ nó không coi ta là nam nhân. Diệp Thần Phong, người nhất định muốn nhịn xuống, người cũng không thể đủ làm cầm thú sự tình a à. Thế nhưng dưới tình huống như vậy không làm cầm thú sự tình, thật giống như ta liền cầm thú cũng không bằng đi. Ngay Diệp Thần Phong suy nghĩ lung tung thời gian, Ninh Vũ Đình lật một thân hình, hai tay vừa vặn đụng phải Diệp Thần Phong, một tay lấy Diệp Thần Phong kéo vào nàng trong ngực, sau đó tướng Diệp Thần Phong vùi đầu vào, nàng hai ngọn núi trong lúc đó, trong miệng mơ mơ màng màng nói rằng thiến thiến ngoan, thiến thiến nhanh một ít ngủ nga. Cả khuôn mặt cùng Ninh Vũ Đình hai ngọn núi chặt chẽ khang khít thiếp, trong lỗ mũi không ngừng xông vào ninh vũ đình mùi sữa thơm, Diệp Thần Phong trong thân thể huyết hoàn toàn sôi trào, nếu như đến nơi này một bước, Diệp Thần Phong còn có thể chịu được lời nói, như vậy hắn thật không phải là một cái nam nhân bình thường. Thuần thuộc tướng trên người áo choàng tắm cấp cởi, rất nhanh cùng ninh vũ đình thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Diệp Thần Phong vươn tay ôm ninh vũ đình thân thể, bàn tay từ từ tại ninh vũ đình trắng nõn trơn mềm trên da ma sát, trong óc bị vô tận khát vọng cấp tràn ngập, nửa người dưới tiểu Diệp Thần Phong cũng có phản ứng. Diệp Thần Phong trong miệng hô hấp càng tới càng khí xúc, quay người tướng Ninh Vũ Đình cấp đặt ở thân thể hắn hạ, Ninh Vũ Đình hai điều lông mi hơi run run hai hạ, mí mắt lại đang trọng yếu như vậy bước ngoặt mở ra, khi nhìn đến không có mặc bất luận cái gì quần áo Diệp Thần Phong đặt ở thân thể nàng thượng thời gian, hai trong mắt của nàng chung là một mảnh mê man, nhíu mày, hình như đang suy tư tại chuyện gì. Một lát sau, ninh vũ đình đôi má đỏ giường như trái táo chín trong óc mơ mơ màng màng biến mất không còn chút nào nhìn diệp thần phong gần như gang tắc khuôn mặt trong lòng nàng đối diệp thần phong sản sinh không được bất luận cái gì nổi giận thậm chí trong lòng mơ hồ có một loại vui sướng thấp giọng nói rằng thần phong ta còn không có làm tốt đem thân thể đưa cho ngươi chuẩn bị bất quá ngươi yên tâm ta ninh vũ đình thân thể vĩnh viễn là thuộc về ngươi ngươi lại để cho ta chuẩn bị nhất ít ngày tốt sao Ninh Vũ Đình lấy hết dũng khí, nàng không lại lừa mình dối người, Diệp Thần Phong thân ảnh hoàn toàn đi vào trong lòng của nàng, nàng cũng từ từ tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực, thế nhưng nàng thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đem linh hồn cùng thân thể nhất định giao cho Diệp Thần Phong. Nghe được Ninh Vũ Đình lời nói, Diệp Thần Phong khôi phục vài phần thanh tỉnh, từ Ninh Vũ Đình trên người đi xuống, trong lỗ mũi thở hào hển chưa giảm. Hỏi, người nói người nguyện ý làm nữ nhân của ta. Ta là có vị hôn thê người, lẽ nào ngươi không để ý sao? Ninh Vũ Đình khẽ cắn môi đỏ mọng, nói rằng nếu như không có sự xuất hiện của ngươi, ta đã sớm trở thành hứa bằng phi đồ chơi, với lại ngươi đem ta khúc mắc hoàn toàn giải khai, thì là nhượng ta làm ngươi bí mật tình nhân, ta cũng nguyện ý. Ninh Vũ Đình nhìn kiên quyết tiểu diệp thần phong, đôi má đỏ dường như đều có thể đủ trích ra máu, thấp giọng hỏi, thần phong, ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Ta có thể dùng tay tới giúp ngươi, chờ ta lại chuẩn bị một đoạn cuộc sống, ta liền đem thân thể cùng linh hồn toàn bộ giao phó cho ngươi. Diệp thần phong đang giàu thế nào tả hỏa ni, nhưng hắn tiểu diệp thần phong vẫn như thế kiên quyết, thật không phải là biện pháp, huống hồ hắn ở trong thân thể vô cùng lo lắng, đêm nay nếu như không ngừng cái này cổ hỏa, chỉ sợ hắn cũng cũng đừng nghĩ muốn an ổn ngủ. Ninh Vũ Đình Ngọc Thủ từ từ duỗi hướng kiên quyết tiểu diệp thần phong. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Thần Phong đã bị chuông điện thoại di động đánh thức, là tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện đánh tới, Thần Phong, ngươi và Vũ Đình tối hôm qua tại sao không có trở về? Tiểu tử ngươi nên điều không phải xuống tay với Vũ Đình đi. Ngươi nhìn vạn không thể đủ a. À. nếu không tiểu thúc cùng ngươi bối phận có thể đều phải loạn, ta cũng không muốn hô ngươi một tiếng tỷ phu. Tối hôm qua cuối cùng Ninh Vũ Đình hay là dùng ngọc thủ bang Diệp Thần Phong thư sướng hỏa, sau đó hai người ngủ ở đồng trên một cái giường, Tịnh không có làm bất luận cái gì chuyện nam nữ, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua, ngủ ở bên cạnh Ninh Vũ Đình, đối trong điện thoại Diệp Đông Kiệt, nói rằng muốn là thật có như vậy một ngày, tiểu thúc ngươi còn là ngoan ngoãn hô ta một tiếng tỷ phu đi. Tiểu tử ngươi, ngươi đây là đang bức bách ta đem chuyện của ngươi nói cho hiểu phỉ. Ngươi tiểu thúc ta cũng đều không phải dễ trêu, tiểu tử ngươi cấp ta an phận một điểm. Diệp Đông Kiệt cam giận nói rằng. Ai đều biết trả lời Diệp Đông Kiện là một trận âm thanh bận đô 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 đô. Cùng một cái không có mặc quần áo mỹ nữ tại trên một cái giường ngủ một buổi tối, một đêm này thời gian Diệp Thần Phong thế nhưng nhịn đặc biệt khó chịu. Tuy nói Ninh Vũ Đình dùng ngọc thủ bang Diệp Thần Phong giải quyết rồi một lần, thế nhưng đây căn bản chỉ là thoáng dẹp loạn hắn trong lòng hỏa khí mà. chương 399, Bạch Gia Biến Cố Xác định đầu phiếu Ngô Châu sự tình tạm thời kết thúc, đã từng tại Ngô Châu Hô phong hoán vũ hứa ra, cũng hội theo thời gian trôi qua dần dần bị người quên lãng. Diệp thần phong đẳng người lại đang Ngô Châu ngây người một tuần lễ sau, liền chuẩn bị trở về Kinh Thành đi, trong một tuần lễ này Diệp thần phong bọn họ cơ hồ là mỗi ngày cùng thiến thiến nha đầu kia, tại Ngô Châu nơi nơi điên chơi, đồng dạng Ngô Châu thắng thiên hội, tại trong một tuần lễ này cơ hồ là tóm thâu hồng hải hội, đại thế hồng hải hội trở thành Ngô Châu đệ nhất đại bang hội. Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình đã trải qua chuyện đêm đó sau, hai người gặp mặt tổng là có chút xấu hổ, bọn họ hai cái quan hệ giữa, còn không có chân chính trong sáng hóa, là một loại mơ hồ nam nữ quan hệ. Diệp Đông Kiện đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt, không chỉ một lần nhắc nhở qua Diệp Thần Phong đứa cháu này, nghìn vạn không thể đủ đem Ninh Vũ Đình ăn, hắn trong lòng là thật sợ a. À. Sợ có một ngày nhất định phải tâm bất cam tình bất nguyện hô một tiếng Diệp Thần Phong vì tỷ phu. Tại Diệp Thần Phong bọn họ chuẩn bị trở về kinh thành thời gian, kinh thành Bạch Gia chính kinh lịch một hồi cực kỳ thật lớn biến cố. Bạch Gia gia chủ, Bạch Lão gia tử Bạch Hồng Phương, tại ba ngày trước đột nhiên bệnh phát tiến vào trong bệnh viện, căn cứ y viện một loạt quyền uy thầy thuốc kiểm tra, chẩn đoán chính xác Bạch Hồng Phương trong dạ dày mặt trường nhất cái bướu sưng, hơn nữa còn là ác tính màn cuối, chỉ hết khả năng hầu như là số 0, trong bệnh viện cũng chỉ có thể đủ lùi lại Bạch Lão gia tử 3 tháng đến nửa năm mệnh đối với kinh thành đại gia tộc mà nói nhân vật đời trước đều là trong gia tộc trụ cột nếu như bạch lão gia tử bạch hồng phương ngã xuống như vậy bạch gia tại kinh thành thế lực tướng hội thật to con lại thậm chí muốn rời khỏi kinh thành nhất lưu gia tộc hàng trở thành nhị lưu gia tộc từ bạch lão gia tử nằm viện sau bạch gia là hoàn toàn lộn xộn từ trên xuống dưới đều vì bạch lão gia tử sự tình vội vàng bạch lão gia tử thân là nước hoa cao tầng trị liệu địa phương đương nhiên là tại bệnh viện quân khu trong cũng chỉ có bệnh viện quân khu tài đầy đủ an toàn. Lúc này, bệnh viện quân khu một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, đứng đầy bạch ra dòng chính người. Bạch Hồng Phương dưới gối tổng cộng có 3 cái nhi tử, con lớn nhất Bạch Nham Tân, nhị nhi tử Bạch Nham Bình cùng con thứ ba Bạch Nham Quân, ba người mắt không chấp nhìn trên giường bệnh sắc mặt trắng bạch phụ thân Bạch Hồng Phương. Tại ba người này bên cạnh phân biệt đứng tại hai nam một nữ, đứng tại Bạch Nham Tân bên cạnh hơn 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp là Bạch Tuyết Linh, kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, cũng là hắn Bạch Nham Tân nữ nhi. Đứng tại Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân bên cạnh thanh niên, tên là Bạch Hiếu Hoa cùng Bạch Hưng Vĩ, theo thứ tự là bọn họ hai cái nhi tử. Bạch Tuyết Linh trong con người xinh đẹp ẩn hàm sương mù, gia gia của nàng Bạch Hồng Phương đối với nàng là thương yêu có thừa, mà lúc này thấy nàng gia gia của mình nằm tại trên giường bệnh. Ngày càng gầy gò đi xuống khuôn mặt, trong lòng nàng đặc biệt điều không phải tư vị, nhất là biết được gia gia của nàng tối đa chỉ có thể sống 3 tháng đến nửa năm. Bạch Nham Tân, Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân ba người này chung, ngoại trừ con lớn nhất Bạch Nham Tân trong mắt đen nhánh chung lóe ra bi thương, còn lại hai người còn lại là lâm vào một mảnh trong trầm tư, khuôn mặt chút nào không đau thương thần sắc. Bạch ra đời thứ hai gia chủ, Bạch lão gia tử đã sớm là định xuống, đó chính là con lớn nhất Bạch Nham Tân đảm nhiệm, Bạch Nham Tân bất kể là làm việc năng lực, còn là phẩm tính đều sâu Bạch Lão Gia Tử thích, bây giờ Bạch Lão Gia Tử không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn buông tay nhân gian. Bạch Nham Tân cũng rất nhanh hội thuận lý thành trương trở thành Bạch Gia đời thứ hai chung gia chủ. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham quân cái này hai người hội cam tâm sao. Đại gia tộc thông thường đều là bạc tình bạc nghĩa, huống chi là mặt đối gia chủ vị hấp dẫn chứ. Bọn họ hai cái đã đang suy tư, đợi được Bạch Lão Gia Tử sau khi, thế nào không cho Bạch Nham Tân ngồi trên Bạch Gia Gia chủ vị. Nham Bình, Nham Quân, ta biết hai người các ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá, ta mong muốn các người mấy ngày này cấp ta giàn xếp một ít, những ba yên lặng đi hết cuối cùng đoạn đường. Bạch Nham Tân tâm tư nhạy cảm, sao có thể đủ nhìn không ra bản thân hai cái này để để ý nghĩ trong lòng. Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân sắc mặt hai người có chút xấu hổ, Bạch Nham Bình ra vẻ ho hai tiếng, khái khái, Đại ca, người cái này là nói nói chi vậy? Có thể ba còn có thể cứu chữa, bây giờ y học như thế phát triển, chúng ta vẫn không thể sớm như vậy kết luận. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T U-N-E-T đúng vậy, đại ca, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực trị liệu tốt ba bệnh. Bạch Nham quân lập tức phụ họa nói. Bạch Nham Tân nhìn đến làm bộ làm tịch hai cái đệ đệ, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết bản thân hai cái này đệ đệ còn không phải là muốn ngồi trên Bạch gia gia chủ vị sao? Bọn họ không biết, nếu như Bạch lão gia tử vừa chết, Bạch gia rất nhanh hội trở thành nhị lưu gia tộc, nhưng lại sẽ không ngừng đi đường xuống dốc, chung có một ngày Bạch gia hội hoàn toàn lui ra kinh thành đại gia tộc trong hàng ngũ. Dù sao bây giờ Bạch gia không có có một có thể khiêng đòn rông người, ngay cả ưu tú nhất Bạch Nam Tân cũng khiêng không khởi đòn rông, cho nên Bạch lão gia tử vừa chết Bạch gia tại kinh thành thế lực 100% hội đại mức độ co lại, buồn cười là Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham quân cái này hai người cho tới bây giờ còn từng người trong lòng có ý nghĩ của chính mình. 3. Gia Gia không có việc gì, Gia Gia đối tuyệt đối không có việc gì, người nói đúng hay không? Bạch Tuyết Linh trong con người xinh đẹp lệ quang chấp động, lừa mình dối người hỏi Bạch Nham Tân. Bạch Nham Tân an ủi vỗ vỗ Bạch Tuyết Linh vai, nói rằng Tuyết Linh, người khóc cái gì? Gia gia ngươi đã tỉnh khẳng định không hy vọng nhìn đến ngươi chảy nước mắt, vội vàng đem nước mắt lau khô tịnh, ta cũng mong muốn gia gia ngươi có thể bình an vô sự, thế nhưng đôi khi, chúng ta nhất định phải tiếp thu hiện thực, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất cùng gia gia ngươi đi qua nhân sinh cuối cùng đoạn đường đi. Bạch tuyết linh hấp hai hạ mũi, mở u bàn tay lau lau khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, đối, ta không thể đủ khóc, ta không thể đủ nhượng gia gia nhìn đến ta khóc, ta muốn nhượng gia gia thật cao hứng. Trang bộ dáng gì nữa? Trang cho ai nhìn, rất là đủ buồn nôn người. Một bên Bạch Hiếu Hòa biểu môi khinh thường mong chờ, thấp giọng nói rằng. Chính là A, à, còn kinh thành công nhận đệ nhất Mỹ nữ ni, biểu diễn công phu thật lợi hại. Bạch Hương Vĩ cũng thấp giọng nói rằng. Bạch lão gia tử bình thường đối Bạch Hiếu hoa cùng Bạch Hương Vĩ cái này hai tôn tử là cực kỳ nghiêm khắc, vừa có cái gì làm sai sự tình, tuyệt đối sẽ nặng nề trách phạt, mà đối với Bạch Tuyết Linh, Bạch lão gia tử có chỉ là thương yêu, cho nên mới dẫn đến cái này hai huynh đệ đặc biệt bài xích bạch tuyết linh người tỷ tỷ này. Vừa nhìn thấy bạch tuyết linh trong lòng cũng rất khó chịu. Kỳ thực đây chỉ là bạch lão gia tử một loại phương thức giáo dục, đối với cậu con trai nhất định phải nghiêm khắc một ít. Dù sao cậu con trai tương lai là muốn diễn chính, là trong gia tộc tương lai mong muốn, mà bạch hiếu hoa cùng bạch hương vĩ hoàn toàn không có cảm thụ được bạch lão gia tử nổi khổ tâm, săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh bị đẩy ra bệnh viện quân khu viện trưởng đoạn nam đi đến, đối một đám bạch gia người bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thực đoạn nam trong lòng một cái hay là có thể trị liệu tốt bạch lão gia tử người được chọn, đó chính là Diệp Thần Phong. Trước đây võ An Quốc tại Diệp Thần Phong cùng võ hiểu phỉ đính hôn nghi thức thượng, đột nhiên đã bất tỉnh, bị đưa đến bệnh viện quân khu sau, trong bệnh viện xác định võ An Quốc chỉ có 2-3 ngày mệnh, kết quả Diệp Thần Phong xuất thủ sau đó. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ tự chữa trị xong võ an quốc bệnh đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Lúc đó đoạn nam lập tức lại diệp thần phong vi sư, chỉ bất quá diệp thần phong y thuật cao siêu sự tình, không có ở kinh thành công khai, đoạn nam cũng không tốt tướng chuyện này đối người của bạch gia nói, xem ra bạch lão gia tử mệnh cũng chỉ có thể đủ thuận theo tự nhiên. Đoạn viện trưởng, lẽ nào tiểu thật không có biện pháp gì sao? Chính là những ba ta sống lâu một năm dưới tái cũng là tốt, bất kể trả giá nhiều ít đại giới, chúng ta đều nguyện ý gánh chịu. Bạch Nham Tân nhìn đoạn nam nói rằng. Đoạn nam cười khổ, nói rằng, nếu như ta có biện pháp, ta nhất định hội đem hết toàn lực cứu trị, đáng tiếc ta thật không có cách nào, bệnh viện chúng ta trong chỉ có thể kéo dài 3 tháng đến nửa năm, thứ cho ta không thể ra sức. Trong khoảng thời gian này các ngươi nhiều cùng trò chuyện, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh cũng nói không nhất định, y học thượng thế nhưng có rất có ví dụ như vậy, nhượng bệnh tâm tình của người ta tốt, bệnh phát tác tốc độ cũng hội kém chậm một chút. Đoạn nam tiếp theo nói rằng, vậy thì cảm ơn đoạn viện trưởng, chúng ta hội cùng nhiều trò chuyện, mong muốn thật hội có kỳ tích phát sinh đi. Kỳ thực Bạch Nham Tân có thể không tin hội có cái gì kỳ tích phát sinh, mắc màn cuối u ác tính người, hội kỳ tích như một đêm tỉnh lại, trên người bệnh ma toàn bộ bị khu trừ sao. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đoạn nam lời nói này cơ hồ là cấp Bạch Hồng Phương trên người đắp lên tử thần con dấu. chương 400, Bạch Tuyết Linh mong muốn xác định đầu phiếu. Bệnh viện quân khu viện trưởng đoạn Nam Ly khai săn sóc đặc biệt phòng bệnh sau, phòng bệnh trong lần nữa yên tĩnh lại. Nằm tại trên giường bệnh bạch hồng phương, mí mắt hơi run run hai hạ, cật lực mở ra, đợi cho tầm mắt thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau, trong đầu tâm tư rõ ràng lên, cổ họng trong hư nhược thở dài một hơi, nói rằng, người luôn luôn muốn tử, ta đã sớm nhìn được rất khai, đi giúp ta tiến hành thủ tục xuất viện, ta ở nhà trị liệu là được ta không muốn cuối cùng đến nhắm mắt thời khắc đó, là tử tại trong bệnh viện. Ba, ngài hiện tại tuyệt đối không thể đủ xuất viện, ngài còn là lưu tại trong bệnh viện trị liệu đi." Con lớn nhất Bạch Nham Tân khuyên giải nói. "Ba, đại ca nói không sai, ngài bây giờ thân thể tình trạng đặc biệt không cho lạc quan, tại trong bệnh viện trị liệu mới là ổn thỏa nhất." Nhị nhi tử Bạch Nham Bình khuôn mặt lộ ra một bộ lo lắng biểu tình, cái này 89 phần 10 là giả vờ. "Đúng vậy, Ba, ngài tự nghe ba người chúng ta lời nói, thật tốt tại trong bệnh viện trị liệu, đẳng bệnh của ngài tốt, ngài không tự địa phương nào đều có thể đủ đi sao. Còn thứ ba Bạch Nham Quân biểu diễn năng lực không kém chút nào Bạch Nham Bình. Đánh giấm, các ngươi đã cho ta lão hồ đồ, đã cho ta không biết tình trạng thân thể của mình. Nếu như ba người các người còn là nhi tử của ta, tự lập tức đi giúp ta tiến hành thủ tục xuất viện, đối với bây giờ ta mà nói, ở nhà trị liệu cùng trong bệnh viện trị liệu không có lưỡng dạng, chẳng qua là sống lâu vài ngày cùng thiếu sống vài ngày khác biệt. Bạch lão ra tử thô cái cổ quát, giống hoàn hậu, trong miệng liền bắt đầu thở hổn hển, thở không ra hơi, dường như một chút sức lực không xuyến đi lên, tùy thời cũng sẽ tắt thở thông thường. Gia gia, ngài nhìn vạn đừng nóng giận a. À. Hiện tại ngài là tối trọng yếu chính là nuôi thân thể. Bạch Tuyết Linh nhìn đến Bạch Hồng Phương hư nhược dáng dấp. Vội vàng mở miệng nói rằng. Bạch Hồng Phương chậm hai cái sau đó, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Nói rằng, Tuyết Linh, Gia Gia điều không phải đang tức giận, chỉ là Gia Gia cuối cùng không muốn chết tại lạnh giá trong bệnh viện mà thôi. Ngược lại, Bạch Hồng Phương lại tướng ánh mắt nhìn về phía hắn ba cái nhi tử, nói rằng, các người cũng biết ta bây giờ thân thể tình trạng, lưu tại trong bệnh viện có thể đem bệnh của ta trị liệu tốt sao? Nếu như có thể trị liệu tốt, ta cam đoan thanh thản ngây mô tại trong bệnh viện, vấn đề là trong bệnh viện đối bệnh của ta cũng thúc thủ vô sách. Nếu như vậy, như vậy vì sao không thể đủ nhượng ta, tại trong đời cuối cùng một đoạn đường trình thượng, an ổn thành cái phổ thông người giống nhau ly khai cái này thế giới. Ra ra, ngài thật sự định muốn làm lý thủ tục xuất viện, Tuyết Linh còn là mong muốn ngài có thể lưu tại trong bệnh viện trị liệu. Bạch Tuyết Linh có chút quan tâm nói. Bạch lão gia tử cật lực nâng lên bàn tay gầy guộc đặt đặt, nói rằng tốt. Chuyện này ta đã quyết định, chớ quên bây giờ bạch ra hay là ta đang làm chủ, lẽ nào ta trong đời một điểm cuối cùng tâm nguyện, các ngươi cũng không thể đủ giúp ta đạt thành sao. Bạch Nham Tân trầm tư sau một lát, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, chính như Bạch Lão Gia Tử nói như vậy. Cho dù là lưu tại trong bệnh viện Bạch Lão Gia Tử bệnh cũng trị không hết, như vậy lưu tại trong bệnh viện cùng ở nhà kỳ thực không việc gì khác biệt, đến lúc đó chỉ cần cam kết vài cái y thuật cao siêu bác sĩ về nhà, 24 tiếng đồng hồ tại Bạch Gia đợi mệnh thì tốt rồi. Ba, ta đây sẽ đi ngay bây giờ giúp ngài tiến hành thủ tục xuất viện. Bạch Nham Tân xoay người lưu loát đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong. Đối với Bạch Nham Tân quyết định, Bạch Nham Bình cùng Bạch Nham Quân không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao cái này hai người trong lòng đều muốn ngồi trên Bạch ra đời thứ hai ra chủ vị. Chỉ có Bạch Lão gia tử sau khi chết, bọn họ hai cái tài năng đủ động thủ thực thi, nói không chừng cái này hai người trong lòng còn mong muốn Bạch Lão gia tử nhanh một ít buông tay nhân gian, Bạch lão gia tử hướng Bạch Tuyết Linh vẫy vẫy tay, ý bảo Bạch Tuyết Linh ngồi vào bên cạnh giường bệnh đi Tuyết Linh A. Sợ rằng ra ra ta đợi không được ngươi kết hôn ngày đó, ngươi hài tử này chính là quá tùy hứng một điểm, sau đó nên muốn đem tính tình của ngươi sửa lại. Ra ra, ngài nói bậy bạ gì đó, ngài nhất định có thể tham gia hôn lễ của ta, nếu không Tuyết Linh ta cả đời cũng sẽ không tha thứ ngài, cho nên ngài nhất định phải thật tốt sống sót tương lai ta vẫn chờ ra ra ngài giúp ta ôm ngài Tằng ngoại tôn ni. Bạch tuyết linh mắt hồng đồng đồng, nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt mặt đảo quanh. Tốt, 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 ra ra ta nhất định muốn sống đến tuyết linh người kết hôn thời gian, nhất định phải giúp tuyết linh người ôm Tằng ngoại tôn. Bạch lão gia tử gầy khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, bất quá, từ trong ánh mắt của hắn người bên ngoài là có thể nhìn ra, có vài tia cô đơn lóe lên, cái này trên thế giới có ai là không sợ chết. Kỳ thực Bạch lão gia tử cũng sợ tử, chỉ là nếu sự tình đã không có cách gì cải biến, như vậy hắn lựa chọn rộng rãi ly khai cái này thế giới, không để cho người sống lưu hạ quá nhiều bi thương. Tại Bạch Nham Tân tiến hành xong thủ tục xuất viện sau, Bạch gia người liền dẫn Bạch lão gia tử trở lại Bạch gia, đem Bạch lão gia tử đưa đến trong phòng đi nghỉ ngơi, đương nhiên Bạch gia hội sai người 24 tiếng đồng hồ trông chừng Bạch lão gia tử. Bạch gia trong đại sảnh, Bạch Nham Bình nhìn Bạch Nham Tân nói rằng đại ca hiện tại ba trọng bệnh không khởi bạch gia chúng ta sự tình hay là muốn xử lý phải trước tuyển ra một cái gia chủ xử lý bình thường bạch gia chuyện đã xảy ra đại ca ta cho rằng nhị ca nói đặc biệt có lý ba cũng chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến bạch gia cả ngày lộn xộn cho nên chúng ta còn là trước đem chuyện này xử lý xong đi bạch nham quân lập tức phụ họa nói xem ra hắn và bạch nham bình tư để hạ đạt thành nào đó chung nhận thức đại ca mấy ngày nay người chiếu cố ba khẳng định nguyệt chết đi. Người tự ở nhà nghỉ ngơi một đoạn cuộc sống, bạch ra sự tình trước giao cho ta cùng nham quân xử lý, Ngươi cho rằng thế nào? Bạch nham bình nhìn bạch nham tân hỏi. Bạch nham tân đôi mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm hai cái đệ đệ, nói rằng hai người các ngươi lẽ nào cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn trưởng khống bạch ra sao? Lẽ nào chờ lâu nhất ít ngày cũng không được sao? Các ngươi có biết hay không nếu như ba thật ly khai, như vậy bạch gia chúng ta tại kinh thành thế lực hội xuống dốc không phanh, đến lúc đó cho dù các ngươi ngồi trên bạch gia gia chủ vị, còn có ý nghĩa gì? Ta cái này làm ca ca chưa từng có muốn cùng hai người các ngươi cướp giật cái gì, coi như là bạch gia đời thứ hai gia chủ vị, cũng là ba cường ngạnh an bài tại trên người ta, nếu các ngươi muốn trưởng khống bạch gia, như vậy các ngươi tự trưởng khống cái thống khoái đi. Ta mấy ngày nay thầm nghĩ thật tốt bồi bồi ba, bạch nham tân đối với mình hai cái này đệ đệ đặc biệt thất vọng, từ đại sảnh trên ghế salon đứng lên, hướng lầu hai bạch lão ra tử gian phòng đi. Bạch tuyết linh vội vàng đi theo bạch nham tân nhịp bước, nàng đồng dạng đối với mình hai cái thúc thúc bất mãn vô cùng. Khi nhìn đến bạch nham tân cùng bạch tuyết linh sau khi rời đi, bạch nham bình khó chịu nói rằng, ta cũng không tin đại ca hắn không muốn ngồi trên bạch gia gia chủ vị. Hắn có tư cách gì như thế gian dạy chúng ta, thực sự là không biết cái gọi là. Nhị ca, Hiện tại Bạch gia có thể xem như là trưởng khống tại trong tay chúng ta, chúng ta phải thừa dịp mấy ngày nay mau sớm nhượng Bạch gia biến thành hai chúng ta, đến lúc đó thì là đại ca hắn muốn cùng chúng ta đấu, cuối cùng cũng chỉ thất bại được thất bại thảm hại." Bạch Nham Quân vừa cười vừa nói. Cái này hai người không chút nào bởi vì vừa rồi Bạch Nham Tân một phen lời nói, do đó cảm thấy xấu hổ. Bạch gia lầu 2, Bạch lão gia tử trong phòng, tại Bạch Nham Tân cùng Bạch Tuyết Linh đi vào gian phòng sau trong phòng khán hộ nhân viên chủ động lui ra ngoài. Bạch lão gia tử sau dựa lưng vào trên giường, nhìn Bạch Nham Tân hỏi, "Nham Tân, có phải là ngươi hay không hai cái đệ đệ có hành động? Ngươi không cần giấu giếm ta, bọn họ hai cái đồng dạng là nhi tử của ta, ta nơi nào sẽ đoán không ra bọn họ hai cái ý nghĩ trong lòng. Bọn họ hai cái quá khát vọng nhận được quyền lực, một người thích quyền lực là chuyện tốt tình, nhưng là bọn hắn hai cái tính tình quá qua vội vàng sao động." bạch ra rơi vào bọn họ hai cái trong tay, sớm muộn gì có một ngày hội triệt để diệt phong. Cho nên, nham tân, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, bạch ra ra chủ vị chỉ có thể ngươi tới đảm nhiệm, như vậy ta tài năng đủ yên tâm ly khai a. À. Bạch lão ra từ cao mày, thần sắc ngưng trọng nói rằng. Một bên bạch tuyết linh nghe được ra ra của nàng hình như là tại bàn giao di trúc, trong lòng là đặc biệt đặc biệt khó chịu, nước mắt không nhịn được chảy ra viền mắt, thế nhưng vào giờ khắc này, trong óc của nàng đột nhiên lóe lên Diệp Thần Phong thân ảnh, ban đầu ở thiên hải giả tiệc từ thiện thượng, nàng tận mắt đến Diệp Thần Phong ghim kim cứu người, với lại căn cứ nàng tại Triệu Huyền Đình nơi đó hiểu được, phụ thân của Triệu Huyền Đình Triệu Khải Hoa trước đây hôn mê mấy tháng, rất nhiều quyền uy bác sĩ đều thúc thủ vô sách. Đồng dạng cũng là Diệp Thần Phong cứu tỉnh, cái này ý vị như thế nào? Có thể. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 20.